Do dư luận phẫn nộ, chiều ngày 8 tháng 4 Cục Công an thành phố bắt những người có liên quan của Phú Xuân Các, chính phủ tỉnh phát công hàm yêu cầu Đông Nhật Thiết triệu hội nhân viên Nhật tham dự sự kiện mua dâm tập thể. Tối ngày 8 tháng 4, Đông Nhật Thiết tổ chức họp báo bày tỏ lấy làm tiếc vì sự kiện này, quyết định hủy hợp đồng với tất cả người tham dự sự kiện này, đồng thời bày tỏ hy vọng không vì thế làm ảnh hưởng tới hợp tác với tập đoàn sắt thép Đông Hải. Cùng ngày hôm đó, lãnh sự quán Nhật Hàn điện hàm cho xí nghiệp Nhật Hàn ở Hoa Đông, yêu cầu quản thúc nhân viên, tuân thủ pháp luật đương địa. Sự kiện này dưới sự khống chế nghiêm ngặt, không gây ra ảnh hưởng sâu xa, nhưng ảnh hưởng chương khác dự kiến thì vẫn có. Dù sự kiện này Đông Nhật Thiết là công ty Nhật có chút bối cảnh Hàn Quốc, nhưng trong bài báo của báo Kiến Thần, cố ý cường điệu bối cảnh Hàn Quốc lên, khiến trong tỉnh sinh phản cảm với cả xí nghiệp Nhật Hàn. Rừng mai ngoại thành phía Đông Huệ Sơn ra hoa khá chậm, tháng tư mà hoa mai vẫn phủ kín cây, hơi thở mùa xuân như còn lẩn khuất đâu đây, tạo nên thắng cảnh thập lý hương tuyết hải vang danh Huệ Sơn. Trạch viện của Tạ gia nằm sát thắng cảnh này, vợ chồng Tạ Hán Minh, Chu Cẩn Du thường trú ở đây. Chu Cẩn Du tuy là phụ nữ, nhưng trên sĩ đồ khá thuận lợi, do được hưởng lợi từ ảnh hưởng chính trị của Chu gia. Từ TW trực tiếp điều tới địa phương, mau chóng leo lên chức thị trưởng, gần như không gặp phải chuyện gì trái ý. Bà ta trên 50, nhưng tóc không tìm được lấy một sợi bạc, nếp nhăn trên mặt cũng rất ít, đôi mắt dư sự cứng cỏi nhưng thiếu nhu hòa, tóc vấn cao gọn gàng, trông không khác gì phụ nữ trên dưới 40. Chu Cẩn Du ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, tay cầm tờ báo nội bộ, thư ký của bà ta Trương Thiết Lâm, trừ cái tên giống diễn viên Trương Thiết Lâm ra tướng mạo cũng rất giống. Đứng trước mặt bà ta, tay cầm tóm tắt đàm phán mới nhất giữa Samsung và Hương Tuyết Hải. Có tiến triển gì không? Chu Cẩn Du ngẩng đầu lên hỏi. Đây là vòng đàm phán thứ 12 rồi, rốt cuộc các cậu còn muốn kéo dài bao lâu nữa? Tôi thấy điều kiện Samsung đưa ra rất thích hợp, dù sao Samsung tới trong nước đầu tư không phải là hỗ trợ miễn phí cho chúng ta kiến thiết kinh tế. Chu Cẩn Du đặt báo lên bàn. Phương án này từ Học Bình bác bỏ, ông ta hỏi tới rồi, thì phương án cuối cùng phải được ông ta xem qua mới có hiệu lực được. Tôi vốn còn định trao đổi trực tiếp với tỉnh, Huệ Sơn có tính toán riêng, tỉnh chuyện gì cũng can dự còn làm việc sao được nữa, mặc dù chuyện này Hương Tuyết Hải có chút thua thiệt, nhưng nó xúc tiến kinh tế địa phương, có lợi cho nhân viên xí nghiệp liên doanh. Nhưng cậu xem đi, hiện trên báo toàn là chuyện bất lợi cho xí nghiệp Nhật Hàn, nghe nói bí thư Đào Tấn cũng rất tức giận vì việc này, Triệu Dương được ai để bà tới Huệ Sơn làm bí thư thành ủy. Cậu tưởng ông ta sẽ ủng hộ phương án liên doanh này sao? Đừng có chỉ biết nghĩ tới lợi ích kiếm được khi đàm phán thành, trước tiên các cậu thống nhất ý kiến đi đã, đừng để xảy ra sai sót nữa. Vâng, tôi hiểu. Trương Thiết Lâm dầu dĩ đáp lời. Tôi sẽ thống nhất lại phía đàm phán của chúng ta, dù sao đều là cán bộ quốc gia, có một câu của thị trường, bọn họ sẽ không dị nghị nữa. Bên phía Samsung, tôi tranh thủ chút điều kiện, có điều tôi thấy bọn họ nhượng bộ cũng chỉ có hạn thôi. Chu Cẩn Du phất tay. Hiện giờ thế cục vi diệu, dù bên Samsung có không nhượng bộ cũng phải đợi qua ảnh hưởng của sự kiện này mới có thể đưa phương án lên tỉnh, nếu không thành quá chướng mắt. Chuông điện thoại trên bàn vang lên, Chu Du nghe điện xong nói. Kiếm Nam lát nữa về nhà ăn cơm, cậu về trước đi. Tạ Kiếm Nam đã đỗ xe ở tiền viện, hắn thấy xe của Trương Thiết Lâm nên mới gọi điện báo trước một tiếng, nhìn Trương Thiết Lâm đi ra, 35. 36 tuổi đầu rồi còn đầu dầu má phấn, trông mà ngứa mắt. Kiếm Nam nhanh thật đấy, vừa nghe điện thoại của cậu, tưởng cậu đang trên đường đi cơ. Trương Thiết Lâm hoàn toàn không biết Tạ Kiếm Nam căm ghét mình, đi tới vịn cửa xe tươi cười nói. Hôm qua anh mời cậu uống rượu, sao cậu không trả lời điện thoại, không phải đang cùng Trần Tĩnh làm chuyện đó chứ hả? À, tối qua có chút việc, giờ mới nhớ ra chưa gọi điện lại cho anh, chuyện gì mà uống rượu? Rồi làm tổng giám đốc nhà máy liên doanh rồi à? Tạ Kiếm Nam giọng lãnh đạm, đối đáp cho có lệ. Được hay không chẳng phải một câu của mẹ cậu sao, hôm qua gặp được tổng giám đốc của Giang Thiên Tiêu Khiển ở Phong Nhạc Cư, nên mới gọi điện cho cậu, anh biết cậu bận bên thường ngày không dám liên lạc, hôm nào rảnh báo trước cho anh biết nhé, để anh mời cậu một bữa. Tạ Kiếm Nam nhếch môi. Đợi anh làm tổng giám đốc nhà máy liên doanh hãy nói. Chương 342 Chuyến đi thăm dò. Trương Thiết Lâm lái xe vào đường quốc lộ từ Huệ Sơn tới Tân Thái. Bên đường có hai chiếc xe, nam nhân 20 dễ bị mỹ nữ mê hoặc, nam nhân 30 thì thích xe đắt tiền. Chiếc VS40 không phải là xe cao cấp, nhưng đường nét góc cạnh, còn bắt mắt hơn cả chiếc Audi A8 đỗ ở bên.
nhìn xa xa, thấy một xe mang biển Hải Châu, một xe biển quân khu, không biết ai nhàn nhã đỗ xe bên đường thưởng mai nhỉ. Trương Thiết Lâm nghĩ, có hai cô gái đứng bên đường, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng rất đã mặt, Trương Thiết Lâm nhả chân ga ra, đi chậm lại, mong hai cô gái đó quay đầu lại cho hắn nhìn. Trương Thiết Lâm vẫn biết nặng nhẹ, Audi A8 còn đeo biển quân đội thì đâu phải đơn giản, hắn chỉ muốn nhìn cô gái có bóng lưng tuyệt sắc kia có làm người ta thất vọng hay không thôi, chứ không dám lỗ mãng, hắn đang lái xe công vụ của chính phủ, người ta tra một cái là ra ngay. Thập lý Mai Lâm Hương Tuyết Hải, hàm ý của nó chính là thế. Đào Hành Kiện lúc này quay đầu lại, vừa khéo thấy Trương Thiết Lâm thò mặt ra. Đào Hành Kiện không biết Trạch Viện Tạ ra ở cạnh rừng mai, nhìn thấy Trương Thiết Lâm thì sửng sốt, hai người nhìn nhau mấy giây liền, cho tới khi Trương Thiết Lâm thiếu chút nữa cọ vào chiếc xe hàng lớn từ phía đối diện đi tới. Con mẹ mày, ngắm gái không thiết mạng sống nữa à? Tài xế xe hàng thò đầu ra chửi Trương Thiết Lâm. Trương Thiết Lâm bị chửi mà không chửi lại được, oán hận thầm nhớ biển số xe hàng kia. Trương khác không thấy cảnh Đào Hành Kiện và Trương Thiết Lâm nhìn nhau, trêu Hứa Tư. Người ta nói nữ nhân là mầm họa, thật chẳng sai tí nào. Cậu mắng cả chị Tôn rồi đấy. Hứa Tư cười duyên dáng, hớt sợi tóc bị gió thổi tung ra sau đầu, phong tình vô hạn. Tôn Tĩnh Hương cũng cười trêu, đẩy vai Hứa Tư. Tôi sao bằng mầm họa như cô được, mau mau nấp vào xe đi. Đào Hành Kiện mặt nghiêm trọng nói. Kẻ vừa đi qua là Trương Thiết Lâm thư ký của Chu Cẩn Du, là tổ trưởng tổ đàm phán phía Trung Quốc. Trương khác nhìn theo chiếc xe Hồng Kỳ đi xa, tiếc là không nhìn thấy mặt Trương Thiết Lâm, chỉ nghe Đào Hành Kiện nói, hắn là kẻ luôn áp chế ý kiến các thành viên khác trong tổ, dốc lòng ủng hộ phương án hiện thời Samsung đề xuất, hận không thể dâng Hương Tuyết Hải lên, mà Chu Cẩn Du kiên định ủng hộ Trương Thiết Lâm. Chúng ta muốn tham gia vào vụ liên doanh này, thì Trương Thiết Lâm là một chướng ngại. Đào Hành Kiện nói. Trương khác hiểu ý. Hắn tiếp xúc với Samsung đã lâu, chỉ e công tác cần làm, Samsung đã làm hết rồi, hắn chắc cũng đã can dự quá sâu, nửa đường kéo hắn ra là không thể. Muốn thay hắn thì không qua được cửa của Chu Cẩn Du. Truyền thống của Huệ Sơn là bí thư thành ủy và thị trưởng ai làm việc nấy, có điều vụ này kéo dài lâu như vậy, Triệu Dương có xen vào cũng không quá đột ngột. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Là chuyện Phú Xuân Các cho cậu tự tin này chứ gì? Trương khác nhếch mép nói. Bí thư Đào rất căm giận vì hành vi làm nhục tôn nghiêm dân tộc của đám Nhật Hàn, khiến đám quan viên chỉ biết nghĩ tới mời gọi đầu tư phải nghĩ lại, đây là chuyện tốt. Triệu Dương là bí thư Đào đề bạt lên, tất nhiên phải biết đoán ý của ông ấy. Nói tới đó Trương khác không kìm được nụ cười, chuyện quá trùng hợp, làm người ta không khỏi đắc ý. Trước đó phương án liên doanh Samsung đưa ra tổn hại quá độ tới lợi ích của xí nghiệp phía Trung Quốc. Từ học bình xuất phát từ tầm cao trách nhiệm yêu cầu Huệ Sơn đàm phán lại, lúc này không thể yêu cầu ông xen tay vào nữa. Có điều Diệp gia có chút ảnh hưởng với Triệu Dương, Diệp Tổ Phạm và cha Triệu Dương từng làm việc với nhau ở Trung Tổ Bộ, Trương khác mới cực lực cổ động Diệp Kiến Bân tham dự vào. Trương khác xem đồng hồ, bảo Diệp Kiến Bân. Anh phải tới tìm bí thư Triệu ôn chuyện cũ rồi, chúng tôi cũng phải về đi dự tiệc sinh nhật. Đám Trương khác chuyến này tới Huệ Sơn là vì thăm dò chuyện liên doanh của Samsung và Hương Tuyết Hải, vừa khéo hôm nay là sinh nhật của Giang Đào, cha Giang Đại Nhi, trùng tên với Giang Đào sở trưởng Lâm Nghiệp Tỉnh, sinh nhật 49 tuổi. Ngày 8 tháng 4, Trương Chi Hành vội vàng để lại việc trong tay, vào trường đảng học tập rồi. Trương khác sớm đã nói muốn bố trí một căn nhà ở tỉnh thành, một cho ba tiện học tập ở trường đảng tỉnh, sau này y tới tỉnh thành đọc sách, không tiện ở trong trường, cũng cần có chỗ ở. Chuyện bố trí nhà ở này, tất nhiên là chuyện của Lương Cách Chân, không cần phải chú ý ảnh hưởng như ở Hải Châu, ở tỉnh thành cố gắng xa hoa thêm một chút, lần này chồng tới tỉnh thành học tập, bà tới trước một ngày, định bố trí xong nhà ở mới trở về Hải Châu chăm sóc con, Tạ Vãn Tình cũng bỏ ra một ngày đi với bà. Năm 96, địa ốc chưa thực sự phát triển, nhưng kinh tế tỉnh thành hơn xa Hải Châu, ngành địa ốc cũng phát triển hơn, nhà cửa có thể lựa chọn cũng rất nhiều, chỉ đi một ngày, sao quyết định được. Trương khác nói thời gian tới y sẽ rất ít khi ở Hải Châu, đặc biệt trong thời gian qua, vài ba ngày lại phải chạy tới tỉnh thành, Huệ Sơn, Hồng Kông, Thượng Hải một tháng thời gian ở lại Hải Châu chưa chắc được 10 ngày. Trương khác nói như thế, Lương Cách Chân hạ quyết tâm theo chồng, bà chỉ là cán bộ thông thường, thủ tục điều động công tác đơn giản, trước tiên phải quyết xong nhà ở tỉnh thành, Lương Cách Chân xin nghỉ phép dài hạn. Ở nhà khách không hợp, trước tiên tạm thời ở trong căn nhà tiểu khu Thanh Sơn của Tạ Vãn Tình.
Trương Khác là được mẹ tới bên cha, thầm đắc ý không thôi. Ngày 9 tháng 4, Phó Gia Tuấn và Hứa Tư, Đào Hành Kiện ngồi máy bay từ Hong Kong trực tiếp tỉnh thành tụ họp với Trương Khác. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức tiếp thu kiến nghị của Trương Khác, không vội phát triển đầu đĩa ở Đông Nam Á, chỉ tổ chức sản xuất một lượng nhỏ ở nhà máy tại Việt Nam, Philippines. Sau khi tổ kiến lại, Thực Nghiệm Gia Tín đặt trọng tâm ở nghiệp chế tạo điện tử gia dụng tại nội địa, Huệ Sơn muốn thu hút đầu tư nước ngoài vào Hương Tuyết Hải là cơ hội lớn. Đào Hành Kiện tới Thực Nghiệm Gia Tín làm phó tổng giám đốc, chủ quản đầu tư, tích cực mưu tính can dự vào chuyện liên doanh giữa Samsung và Hương Tuyết Hải. Sau khi tăng cổ phần đầu tư, Thực Nghiệm Gia Tín huy động được 5.000 vạn đô la Hong Kong, bằng sau tiền nay muốn thay thế Samsung thì còn xa mới đủ, phải gom tài chính từ các phương diện. Phải có gần 300 triệu mới nắm chắc phần nào. Thực Nghiệm Gia Tín không có thành tựu gì, phát hành cổ phiếu mới để huy động tài chính là không hiện thực, Trương Khác muốn tăng vốn đầu tư, nhưng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức không đồng ý để Trương Khác nhân cơ hội khống chế tuyệt đối cổ phần của Thực Nghiệm Gia Tín, cách khả thi duy nhất là phát hành trái phiếu công ty. Cuối cùng Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức mỗi người tự tìm cơ cấu đầu tư bảo lãnh phát hành trái phiếu công ty, Trương Khác không có mối quan hệ gì ở Hong Kong. Nên vẫn là do Việt Tú theo tỷ lệ gánh vác 130 tiền trái phiếu, 170 triệu còn lại do hai người kia phụ trách. Ngày 10 tháng 4 là sinh nhật của Giang Đào, Giang Đại Nhi xin nghỉ phép trước một ngày, mượn danh nghĩa chúc mừng sinh nhật, Tôn Tĩnh Hương cũng theo đám Trương Khác, Diệp Kiến Bân cùng tới Huệ Sơn. Tôn Thượng Nghĩa và Triệu Dương cũng đã gặp mặt vài lần, nhưng ông ta bị công việc ở Hong Kong quấn lấy không thoát thân được, nếu không trước mắt ông ta, Diệp Kiến Bân đừng hòng dám liếc mắt đưa tình với Tôn Tĩnh Mông. Sau Tết, Tôn Tĩnh Hương chính thức chủ kiến công ty chế tác quản lý Thế Kỷ Hoa Âm, Giang Đại Nhi là nghệ nhân duy nhất hiện ký hợp đồng với Thế Kỷ Hoa Âm, hiện số tiền riêng Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân có thể lén lút bỏ ra rất có hạn, cái công ty vợ chồng này Trương Khác không hứng thú tham gia, chỉ bỏ số tiền lớn ủy thác Thế Kỷ Hoa Âm chế tác ca khúc quảng cáo cho Ái Đạt. Tôn Tĩnh Hương hiện là bà chủ thực sự của Giang Đại Nhi, sinh nhật của Giang Đào, tất nhiên là mời cô tới, không ngờ cô tới thật. Chương 343 Mê hoặc. Khi bọn họ tới Huệ Sơn thì thời gian còn sớm, Đào Hành Kiện nói đây chính là kỳ rừng mai của Huệ Sơn nở hoa, địa danh nổi tiếng có cơ hội sao không tới xem cho được. Không ngờ khi bọn họ đỗ xe thưởng mai bên đường Trương Thiết Lâm từ Trạch Viện Tạ ra đi ra. Trời chiều xế bóng, Diệp Kiến Bân đi ôn chuyện cũ với Triệu Dương, hắn là vãn bối, nói chính xác ra là tới nhà thăm viếng. Đào Hành Kiện và Phó Tuấn mời đồng nghiệp cũ ở nhà máy Hương Tuyết Hải ăn cơm. Tiếp xúc sơ bộ với tầng quản lý của Hương Tuyết Hải. Trương Khác tháp tùng Tôn Tĩnh Hương, Hứa Tư đi dự sinh nhật Giang Đào. Giang Đại Nhi chọn một khách sạn có hạng ở thành phố tổ chức sinh nhật cho cha, cô và Hứa Duy xin nghỉ học về quê từ hôm qua, Trương Khác nghe nói Tôn Tĩnh Mông cũng tới Huệ Sơn thì mày nhướng lên, không biết giữa cô ta và Giang Đại Nhi có giao tình thế nào, có điều Tôn Tĩnh Mông có cổ phần tại Thế Kỷ Hoa Âm, coi như là nửa bà chủ của Giang Đại Nhi rồi. Còn về phần Trương Thiết Lâm, hắn nhìn thấy Đào Hành Kiện thì giật nảy mình, sợ xảy ra thêm rắc rối, hắn sớm được xác định ngồi vào ghế tổng giám đốc phía Trung Quốc của công ty liên doanh, nên sau khi phương án bị tỉnh bác bỏ, hắn lập tái sai người đuổi Đào Hành Kiện khỏi Hương Tuyết Hải. Mặc dù Đào Hành Kiện bị đuổi đi rồi, nhưng chuyện liên doanh bị trì hoãn tới tận bây giờ chưa giải quyết được, phải nói người làm Trương Thiết Lâm hận thấu xương cũng nhiều lắm, lái xe hàng chửi hắn trên đường quốc lộ là một người trong số đó, Đào Hành Kiện càng chắc chắn. Đào Hành Kiện rời Huệ Sơn nửa năm không rõ tung tích, Trương Thiết Lâm muốn làm gì cũng không được, nay chuyện liên doanh đang ở thời khắc quan trọng, gặp lại Đào Hành Kiện làm hắn có cảm giác không lành. Trương Thiết Lâm nhớ lại chiếc Audi A8 biển quân đội và chiếc VS40, vậy thủ đoạn đê tiện không dùng được rồi, như năm ngoái Tạ Kiếm Nam đập xe của người ta, với ưu thế của Tạ gia, Chu Cẩn Du còn là thị trường, cuối cùng phải đền người một chiếc BMW mới dẹp yên được, có một số con cường long, địa đầu xà không chọc vào nổi. Đào Hành Kiện là người Huệ Sơn, mùa xuân hoa nở về quê cũng chẳng phải có gì đặc biệt, chỉ là thân phận những người hắn đi cùng làm Trương Thiết Lâm không yên lòng, thầm suy tính xem tìm ai để nghe nóng thân phận những người này. Trương Thiết Lâm nhớ tới Diệp Giang Thiên, chủ tịch tập đoàn Giang Thiên, nếu không có Tạ gia thì ông ta là người giàu nhất Huệ Sơn, nhưng Tạ gia mới tới Huệ Sơn 10 năm trước, còn Diệp Giang Thiên là địa đầu xà thực sự ở đây. Đám người kia không thể vô duyên vô cớ tới Huệ Sơn được. Nói không chừng Diệp Giang Thiên biết chút tin tức gì đó, Trương Thiết Lâm gọi điện cho ông ta. Sinh nhật cha Giang Đại Nhi có mời cha con Diệp Giang Thiên, Diệp Hồng, nhưng lúc này ông ta còn chưa gặp đám Trương Khác.
Diệp Giang Thiên trong lòng xem thường Trương Thiết Lâm, nhưng hắn là thư ký của Chu Cẩn Du, lại phụ trách việc đàm phán liên doanh, ông ta muốn nhận được việc xây dựng nhà máy liên doanh thì phải lấy lòng Trương Thiết Lâm. Diệp Giang Thiên chẳng biết A8, VS40 gì cả, nhưng Trương Thiết Lâm kéo ông ta đi tiêu khiển, vội đồng ý cùng hắn tới chỗ khoái lạc hôm qua gặp mặt, rời khỏi bãi đỗ xe mới nhớ ra chuyện sinh nhật của Giang Đào, nhưng bên nặng bên nhẹ thế nào ông ta tất nhiên phân rõ ràng, nên gọi điện cho Giang Đào cáo lỗi, trong điện thoại nói sẽ bảo Diệp Hồng tới uống rượu sinh nhật tạ lỗi, cho thấy ông ta là người khôn khéo, không để mất lòng một ai. Khách sạn tổ chức sinh nhật gần tiểu khu nhà Giang Đại Nhi, vợ chồng Giang Đào từ sớm đã qua chuẩn bị, đám trương khác tới thẳng nhà Giang Đại Nhi, trừ Hứa Duy, Tôn Tĩnh Mông còn có Kính Phi Hồng cùng một số đồng nghiệp, thân thích của Giang Đại Nhi cũng ở đó, đám trương khác không kiếm được chỗ, quyết định tới khách sạn trước để chờ. Hôm qua Đại Nhi chỉ thuận miệng nói thế mà cậu tới thật à? Hứa Duy ở lại giúp Giang Đại Nhi chào hỏi thân thích nhà họ Giang, hôm qua mẹ Giang Đại Nhi đúng là chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ trương khác rảnh rỗi, còn kéo cả Hứa Tư tới. Trương khác cười nói, bọn em không phải là không mang quà nên không dám tới, chẳng lẽ lại kém hơn chị à? Giang gia ở Huệ Sơn quan hệ không tệ, thuê hết cả đại sảnh tầng 2 của khách sạn 3 sao, có chừng 26 bàn, một số vị khách quan trọng có tên chỗ ngồi, hiện đã có người tục tục tới, đám trương khác được an bài trong phòng bao sát đại sảnh. Khoảng 6 giờ, Giang Đại Nhi đột nhiên chạy vào, trương khác thấy vẻ hớt hải hoảng hốt của cô, hỏi. Đại Nhi, gặp ma à? Gần giống gặp ma. Giang Đại Nhi ôm ngực thở, trong đôi mắt tuyệt mỹ không hề hoảng loạn, vẫn trong suốt rực rỡ, dần dần có sự tự tin, khiến dung mạo của cô càng thêm xuất chúng, cánh môi đỏ mê người cong lên thành nụ cười lém lỉnh. Hứa Duy ở đằng sau chen vào, quay lại nhìn ngoài cửa. Diệp đại thiếu gia đuổi tới rồi. Trương khắc cau mày, trước khi tới Huệ Sơn Y không nghĩ mình ghét gặp ai, giờ nghĩ thì thấy dù gặp Tạ Kiếm Nam cũng còn hơn gặp Diệp Hồng. Diệp Hồng đẩy cửa thỏ đầu vào, tóc vuốt keo bóng lột, ăn mặc đỏm dáng, mắt láo liên, có điều khi nhìn qua Hứa Tư, chị em Tôn Tĩnh Hương cũng không dám sỗ sàng, mắt nhìn chăm chăm lên người Giang Đại Nhi, vẻ mặt hết sức giả tạo. Đại Nhi, sao em ngồi ở đây? Bên ngoài có rất nhiều bạn bè người thân cần em tiếp đón đấy. Đại Nhi vào đây nghỉ, hay là anh cũng ngồi chơi một chút? Trương khắc gác tay lên lưng ghế, quay lại nhìn Diệp Hồng. Diệp Hồng muốn vào ngồi lắm. Nhưng nhìn ánh mắt rất bất thiện của Trương Khác, lòng giật đánh thót, ngay Tạ Kiếm Nam còn bại trong tay y hai lần, mình có là gì, cười ngượng ngập, không nói gì thêm, lui ra ngoài. Diệp Hồng đi ra, Giang Đại Nhi mới thở phào. Chẳng hiểu sao hắn lại ngán Trương Khác thế nhỉ. Hứa Tư hé miệng cười, Hoàn Khố tất nhiên phải do Hoàn Khố trừng trị. Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại của Diệp Hồng, nghe nói Trương Khác và Hứa Tư tới Huệ Sơn tham dự sinh nhật của Giang Đào, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Có thể nói hắn hiểu thân phận và địa vị của Trương Khác hơn bất kỳ ai, Trương Khác và Hứa Tư không thể chuyên môn tới dự tiệc sinh nhật này được. Đối với Tạ Kiếm Nam mà nói, Trương Khác là người duy nhất khiến hắn bất an, nhận được điện thoại của Diệp Hồng, hắn đứng ngồi không yên. Lúc này Trương Thiết Lâm gọi điện tới, nhìn số trên màn hình, vốn định mặc kệ, nhưng do dự một chút rồi nhận điện. Diệp gia là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Hải Thái, Tạ Kiếm Nam hiểu Diệp Kiến Bân tất nhiên hơn hẳn Diệp Giang Thiên. Nghe Trương Thiết Lâm nói tới chiếc Audi A8 và VS40, liên hệ với cú điện thoại của Diệp Hồng, hắn liền liên hệ ngay ra được kết quả. Tạ Kiếm Nam được nghe mẹ hắn nhiều lần nhắc tới Đào Hành Kiện rồi, một người như thế đi cùng Trương khác, Diệp Kiến Bân tới Huệ Sơn, làm người ta phải suy nghĩ. Tạ Kiếm Nam mặc dù không ưa Trương Thiết Lâm, nhưng hắn càng ghét Trương khác hơn, nên tới thẳng chỗ Trương Thiết Lâm, Diệp Giang Thiên. Cái gì, Đào Hành Kiện sao lại đi cùng người của Thịnh Hâm và Ái Đét? Trương Thiết Lâm nghe Tạ Kiếm Nam kể thân phận của Trương khác, Diệp Kiên Bân thì cả kinh. Với Diệp Giang Thiên thì đây chẳng phải chuyện liên quan tới ông ta, nên nói thoải mái. Nói không chừng là thuận đường qua Huệ Sơn để sử trưởng Trương nhìn thấy thôi, không cần thần hồn nát thần tính như vậy. Tạ Kiếm Nam lắc đầu. Đào Hành Kiện năm ngoái đưa được tài liệu tới chỗ Từ Học Bình là có vấn đề, tuy nói là có hai thanh niên của Tân Hoa xã và Ủy ban Thương mại tố giác, nên mới tới tai Từ Học Bình. Nhưng cho hai người biết, quan hệ giữa Trương Khác và Từ Học Bình không tầm thường, chuyện này quá trùng hợp đấy. Hắn cũng không chắc là Trương Khác có ý đồ gì hay không, dù khích bác cho Trương Thiết Lâm đối địch với y cũng không có mấy tác dụng, chỉ theo thói quen suy đoán theo hướng bất lợi nhất. Chương 344, Diệp Giang Thiên. Trừ chuyện hai lần đập xe ra,
còn có nhiều chuyện làm Tạ Kiếm Nam để mãi trong lòng. Khi thấy Trương Khắc chiếc VS-40 xuất hiện ở bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, Tạ Kiếm Nam liền gọi điện cho Tạ Tử Gia, xác nhận được y chính là người Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia gặp trên đường cao tốc. Hắn không nghĩ ra vì sao Trương Khắc lúc đó lại giả câm, càng không hiểu vì sao Trần Tĩnh lại giả vờ không quen biết Trương Khắc trước mặt hắn. Tạ Kiếm Nam là loại người tuyệt đối không biểu lộ suy nghĩ ra mặt, nhưng không có nghĩa là vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù chuyện này nhìn qua có vẻ không liên quan tới hắn, nhưng chỉ cần liên quan tới Trương Khắc, Tạ Kiếm Nam liền coi như chuyện của mình, liền gọi điện thoại cho Diệp Hồng, xem có ai đi cùng Trương Khắc tới Huệ Sơn. Được biết Đào Hành Kiện và Diệp Kiến Bân không đi cùng Trương Khắc mà là chị em Tôn Tĩnh Hương, những người còn lại trở nên không quan trọng nữa rồi. Sao rồi, sao rồi? Tạ Kiếm Nam vừa cúp máy, Trương Thiết Lâm liền sốt ruột hỏi. Cụ thể thì chưa rõ, bạn tôi không để ý lắm tới chuyện có gia tộc, có điều thực nghiệp Gia Tín hiện đang có kế hoạch tập trung tài chính quy mô lớn, hiện vẫn trong giai đoạn cụ thể, không rõ mục đích, quy mô. À, ngoài ra cho anh biết một việc. Đào Hành Kiện hiện là Phó Tổng Giám đốc Thực nghiệp Gia Tín, lần này hắn tới Huệ Sơn với thân phận doanh nhân Hong Kong. Nghe Diệp Hồng nói chị em Tôn Tĩnh Hương cũng tham dự sinh nhật của Giang Đào, Tạ Kiếm Nam nghĩ ngay tới chuyện của Thực nghiệp Gia Tín, liền gọi điện cho Cát Ấm Quân, liền biết chuyện trên. Sao lại thành ra như vậy được? Trương Thiết Lâm cuống lên, đây là chuyện hắn không muốn thấy nhất. Diệp Giang Thiên muốn bao thầu công trình xây dựng nhà máy liên doanh mới lấy lòng Trương Thiết Lâm. Dù chuyện liên doanh Hương Tuyết Hải với Samsung có hỏng, chuyển sang hợp tác với công ty Hong Kong kia, thì công trình vẫn giao cho xí nghiệp đương địa nhận, hiện liên hệ với công ty Hong Kong kia trước, bất kể cuối cùng Hương Tuyết Hải có hợp tác với ai, ông ta cũng chiếm tiên cơ. Diệp Kiến Bân lòng nghĩ như thế, nhưng mặt lại tỏ ra lo lắng thay Trương Thiết Lâm, an ủi. Không thể khẳng định bọn họ tới là nhắm vào Hương Tuyết Hải. Trương Thiết Lâm không còn tâm tình nào cùng Diệp Kiến Bân. Tạ Kiếm Nam ở lại hưởng thụ phục vụ hoàn chỉnh nữa, uống cạn chén rượu liền vội vàng đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Diệp Giang Thiên nghĩ nhất định là tên này đi tìm đại biểu của Samsung thương lượng rồi, cười lạnh nghĩ, tên khốn nạn này rốt cuộc là đại biểu cho Trung Quốc hay Hàn Quốc đây? Đáng lẽ bên ngoài có tin đồn đại về quan hệ bất chính giữa Chu Cẩn Du và Trương Thiết Lâm sẽ phải làm Tạ Kiếm Nam ghét kẻ này mới đúng, nhưng thấy Tạ Kiếm Nam lại thích cực bày mưu tính kế cho hắn, Diệp Giang Thiên không sao hiểu nổi. Liền vờ như vô ý hỏi một câu. Kiếm Nam, nghe nói Tiểu Hồng và người tên Trương Khắc có chút va chạm với nhau, bình thường tôi không để ý tới chuyện của nó lắm, cậu có biết chuyện này là sao không? Giữa Diệp Hồng và Trương Khắc chẳng thể nói là có xung đột, Diệp Giang Thiên hỏi thế làm Tạ Kiếm Nam thấy hơi bất ngờ, chỉ cười gượng nói hời hợt. Có chuyện gì đâu, chỉ là tranh giành chút sĩ diện thôi. Diệp Giang Thiên không hỏi thêm, đợi Tạ Kiếm Nam đi rồi, cũng vội lên xe. Giang Đào biết đám Trương Khắc không ưa gì Diệp Hồng nên không xếp cùng một bàn, tập đoàn Giang Thiên ở Huệ Sơn có ảnh hưởng khá lớn, Giang Đào có mời vài người bạn làm ăn, nên Diệp Hồng chẳng bị cô đơn, có ối người tranh nhau lấy lòng hắn. Khi Diệp Giang Thiên tới nơi thì thằng con Quý Hoa đang khoác lác về việc xây dựng nhà máy liên doanh với người cùng bàn, làm xung quanh hâm mộ không thôi, không để ý có một cửa phòng bao để hé ra khe hở nhỏ, Trương Khắc đang tập trung chú ý nghe hắn ba hoa. Giữa bữa tiệc, Diệp Giang Thiên đột nhiên tới, làm Giang Đào thấy vinh hạnh, rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc, dù sao Diệp Giang Thiên một thời xưng được là người giàu nhất Huệ Sơn, xưởng đúc của Giang Đào chẳng qua là cái xưởng nhỏ dựa vào tập đoàn Giang Thiên mà sinh tồn thôi. Ba của Diệp Hồng đấy. Giang Đại Nhi khẽ nói với mọi người. Đám Trương Khắc tất nhiên không giống như những người khác ùa tới chào hỏi, Giang Đại Nhi tỏ ra rất lãnh đạm, chỉ hơi bất ngờ, người ngoài hay nói cha cô và ông ta là chỗ quen biết lâu năm. Có điều từ khi Diệp Giang Thiên phất lên, Giang Đại Nhi chẳng gặp ông ta được vài lần. Diệp Hồng thấy cha vừa giới là có một đám đông súng xít vây quanh thì đắc ý lắm, đi tới hỏi. Ba, sao lại tới bất ngờ thế? Ba và bác Giang còn giao tình bao năm, không uống chén rượu lần này, thì phải đợi tới 10 năm nữa, ba lại chẳng tiếc chết đi được sao? Nên vội xử lý chuyện bên kia xong rồi tới đây, bữa tiệc chưa kết thúc chứ hả? Diệp Giang Thiên lớn tiếng nói cười. Mắt thì đảo quanh tìm đám Trương Khắc. Chủ tịch Diệp tới, dù tiệc có kết thúc cũng sẽ mở tiệc mới. Bên cạnh có người cười nịnh bợ. Có người ngồi cùng bàn Giang Đào chủ động rút lui, phục vụ thay đổi bát đũa, Giang Đào liền mời Diệp Giang Thiên vào ngồi. Diệp Giang Thiên cười tự nhiên hỏi. Nghe nói nhà anh có khách quý tới, sao không thấy bọn họ ngồi đây? Bàn tiệc của Giang Đào là bàn chính rồi,
chỉ có khách quan trọng mới ngồi đây, Diệp Giang Thiên hỏi thế, Giang Đào đoán ông ta nói tới bạn con mình. Bạn của Đại Nhi ngồi ở phòng bao bên kia. Trương Khác không ngờ Diệp Giang Thiên nhắm vào bọn họ mà tới, duỗi chân đóng cửa lại, tránh Diệp Giang Thiên biết y quan sát bên ngoài. Giang Đào cùng Diệp Giang Thiên đi vào, Diệp Giang Thiên liếc nhìn phòng bao một lượt, nhận ra Trương Khác cười hỏi. Xin hỏi đây có phải là ông Trương của Cẩm Hồ không? Diệp Hồng không hiểu cha y tới làm gì, Trương Khác cũng không rõ Diệp Giang Thiên vì sao đi thẳng tới nói chuyện với mình. Người ngồi quanh mặc dù đều quen thân với Trương Khác, nhưng quá nửa không biết thân phận của y, ngay cả đám Giang Đại Nhi cũng chỉ biết nhà y có quan hệ mật thiết với Ái Đạt. Trương Khác đoán chẳng lẽ Diệp Giang Thiên có mối quen biết ở Hải Châu. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Diệp Hồng, đoán chắc không phải do Tạ Kiếm Nam tiết lộ việc của mình. Dù sao Diệp Giang Thiên là danh nhân của Huệ Sơn, Trương Khác đứng dậy bắt tay ông ta. Không đáng để Chủ tịch Diệp để vào mắt. Lại giới thiệu. Đây là giám đốc kính của quảng cáo Phi Hồng, đây là bà tôn của Thế Kỷ Hoa Âm. Diệp Giang Thiên tới chỉ để chào hỏi một tiếng, để lại ấn tượng sơ bộ, rồi theo Giang Đào về bàn chính. Những người còn lại thì thắc mắc, với thân phận và địa vị của Diệp Giang Thiên, có cần phải đặc biệt đi chào hỏi một người trẻ tuổi sao, hơn nữa hình như nụ cười kia ẩn chức vẻ lấy lòng thì phải. Trương Khác trông trầm tính cương nghị, nhưng quá trẻ, nên dễ bị người ta xem nhẹ, người biết y cũng chỉ coi y là con cháu là quyền quý, tuyệt đối không liên hệ với nhân vật có vai vế. Diệp Hồng lòng càng uất ức, hắn vốn tưởng dựa vào cha để lên mặt với Trương Khác, chẳng phải hắn muốn làm gì đám Trương Khác. Chỉ muốn áp đảo y về khí thế, nhưng vạn vạn lần không ngờ cha hắn tới lại để chào hỏi Trương Khác. Diệp Hồng buồn bực, ăn chẳng còn ngon miệng gì nữa, lại còn bị cha hắn kéo tới bàn Trương Khác mời rượu, cuối bữa tiệc còn hàn huyên với y rồi mới về. Diệp Hồng cảm thấy hôm nay mất hết thể diện rồi, sau này vĩnh viễn đừng mong ngẩng đầu lên trước mặt Trương Khác. Vì sao ba tới đây? Vào trong xe, Diệp Hồng không nhịn được phàn nàn. Tên tiểu tử đó và con có xích mích, ba có phải không biết đâu? Xích mích, con còn chưa đủ tư cách xích mích với y đâu. Diệp Giang Thiên lắc đầu. Người ta đập xe cũng không phải là muốn đập xe của con, chúng ta nể mặt Chu Cẩn Du mới không tính toán với Tạ Kiếm Nam, con đừng có mà ngốc bị người ta lợi dụng. Nhưng chuyện Đại Nhi, Diệp Đại Nhi phất tay ngăn không cho hắn nói tiếp. Tiền là thứ rất hay, ba nói với con rồi, một là người ta nhiều tiền hơn con, hai là đích thực là có những thứ tiền không mua nổi, con đừng cưỡng ép, vô nghĩa lắm. Con gái của Giang Đào, lần trước ba nghe con nói đã thôi rồi cơ mà, sao còn quấn lấy làm gì nữa? Có phải con không kiếm được cô gái xinh đẹp đâu? Con uống rượu với Kiếm Nam, anh ta nói chỉ còn bước nhỏ nữa là đạt được mà bỏ thì quá đáng tiếc. Mà thua thằng đó con không phục. Con muốn thế nào mới phục? Diệp Giang Thiên trợn mắt lên. Tạ Kiếm Nam, Tạ Kiếm Nam, Tạ gia kẻ nào cũng không minh quá mức, không chịu thua thiệt một chút nào, người khác trong mắt chúng là quân cờ thôi. Tạ Kiếm Nam muốn con bám dính lấy Đại Nhi để xung đột với Trương Khác, nhưng nó có nói lai lịch của Trương Khác cho con biết không hả? Chương 345, vấn đề tôn trọng. Sự ân cần của Diệp Giang Thiên làm người ta rất bất ngờ, Trương Khác có nghe Diệp Hồng khoác lác một khi chuyện liên doanh thành công, tập đoàn Giang Thiên sẽ ôm được nhiều công trình, nói thế tức là Diệp Giang Thiên chẳng lạ gì Trương Thiết Lâm, phải chăng Trương Thiết Lâm đã biết ý đồ tới Huệ Sơn của bọn họ? Chỉ bằng Trương Thiết Lâm không thể nghĩ được xa như vậy. Nhưng còn có kẻ hiểu rất rõ bọn họ là Tạ Kiếm Nam thì khác hẳn rồi. Trương Thiết Lâm là thư ký của Chu Cẩn Du, vậy chắc hai người này phải rất thân thiết. Trương Khác không biết, nếu chẳng phải vì y, Tạ Kiếm Nam căn bản không thèm bận tâm tới Trương Thiết Lâm. Đối với loại người thích kín đáo, quen chơi người khác sau lưng như Trương Khác mà nói, sự ân cần của Diệp Giang Thiên chẳng hề làm y cảm thấy thích. Ông Trương của Cẩm Hồ, như Cẩm Hồ là của anh vậy. Đợi tới kết thúc bữa tiệc, Tôn Tĩnh Mông không nhịn được kéo dài giọng châm chọc. Thân phận của anh thần bí thật đấy, đi tới đâu đều giống như có người ở đằng sau chiếu đèn pin vậy. Trương Khác ngó trái ngó phải. Có đâu, tôi lại thấy ánh sáng chỗ tôi hơi tối, gắp thức ăn còn thiếu chút nữa đút nhầm vào mũi, cô có chắc là lão già họ Diệp đó không phải là thấy bàn này có nhiều mỹ nữ như thế nên cố ý tới bắt chuyện chứ? Tôn Tĩnh Mông cong cớn nói. Biến, không thích nói thì thôi. Làm như người ta muốn biết chuyện của anh lắm vậy, có tiền thì cũng ghê đấy, nhưng chẳng qua chỉ là thằng nhóc con thôi. Tôn Tĩnh Hương phì cười, cô còn nhớ cái dáng vẻ mê mẩn của cô em gái lần đầu gặp Trương Khác. Trương Khác lúc mới đầu mang tới cho Tôn Tĩnh Mông cảm giác vô cùng hoàn mỹ, là loại nam nhân làm cô nhìn vào là tim đập thổn thức,
về sau biết Hy mới học cao trung, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, lấy lời cô mà nói là. Bà cô đây duyệt người vô số, vậy mà nhìn lầm Y, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trương Khắc á khẩu, tiền trước mặt Tôn Tĩnh Mông nhiều khi chỉ là con số, cô căn bản chưa bao giờ thiếu tiền, thậm chí vì sinh ra trong gia tộc lớn mà cảm thấy phiền não, không vì người khác có tiền mà tôn trọng. Hứa Duy, Giang Đại Nhi với tiền cũng rất bình đạm, Giang Đại Nhi tâm tư đơn thuần, từ nhỏ lại sống ở gia đầy khá giả, Giang Đào không bao giờ đem vất vả kiếm sống ra nói với con gái. Hứa Duy thì tính cách cứng cỏi, thuộc loại càng lấy tiền ra ép thì xương càng cứng, không giống như người thường, nhìn thấy tiền cứ như tỏa ra hào quang thần thánh. Lý Nguyệt Như đẩy cửa đi vào an bài chuyện nghỉ ngơi ban đêm, Giang Đào cũng bị bà kéo tới. Đổi lại khi khác, Lý Nguyệt Như nhất định kéo Giang Đại Nhi ra tận cửa khách sạn tiễn chân cha con Diệp Giang Thiên, hôm nay lại để mặc cho con gái ở trong phòng bao nói chuyện với đám Trương khác. Khách sạn này đã đầy phòng mất rồi, chúng tôi đặt mấy gian phòng tại khách sạn Huệ Sơn, đợi lát nữa để ba Đại Nhi đưa mọi người qua đó. Lý Nguyệt Như niềm nở nói. Thực ra khách sạn này còn đủ phòng, bà ta định đặt ba người một phòng theo tiêu chuẩn khách sạn ở đây cho rẻ, thế cũng không coi là mất đạo đãi khách. Còn Tôn Tĩnh Hương thì đặt một phòng riêng, công ty nhỏ thì nhỏ, nhưng dù sao cô là chủ của Đại Nhi, chỉ có điều thấy đặt riêng phòng ỗi cô thì hơi đột ngột. Nhưng Diệp Giang Thiên bất ngờ ân cần với Trương Khác làm Lý Nguyệt Như nơm nớp lo sợ, quyết định an bài cho đám Trương Khác ở khách sạn khác, nơi này chỉ tiếp bạn bè người thân. Giang Đào thì thấy đám Trương Khác, Tôn Tĩnh Hương, Hứa Tư buổi chiều tới Huệ Sơn tới giờ đều không nghỉ ngơi, có lẽ muốn sớm có phòng nghỉ ngơi. Lý Nguyệt Như dứt khoát nói. Tôn trọng là phải thể hiện ở chi tiết nhỏ, nếu chiêu đãi Diệp Giang Thiên, anh có an bài ông ấy ở chung phòng với người khác không? Chuyện này, Giang Đào nghĩ nếu Trương Khác là người tính tình ôn hòa, khỏi an bài nơi khác cũng được, còn nếu là loại người tính toán, trong lòng sẽ khó chịu, liền để kệ vợ an bài. Lễ nhiều người không trách, dù cảm thấy hơi phiền phức, cậu ta cũng thấy là mình tôn trọng cậu ta. Thấy chồng không nói được gì, Lý Như Nguyệt tỏ ra rất đắc ý. Đó là em tôn trọng tiền của cậu ta, nếu Diệp Giang Thiên không tới, em lại chẳng nhét họ vào phòng ba người à? Tôn trọng tiền cũng là tôn trọng, không thì tôn trọng cái gì? Lý Nguyệt Như nghi hoặc nói. Đại Nhi quen Trương Khác lâu như vậy rồi, còn tới Hải Châu mấy lần, nhà Trương Khác ra sao nó lại không biết, đúng là con bé ngốc. Em như thế này, nó có biết cũng không nói với em đâu. Giang Đào lắc đầu cười. Em biết nhà Trương Khác có liên quan tới điện tử Ái Đạt rồi còn gì? Liên quan rốt cuộc là liên quan thế nào, các loại quan hệ đâu có giống nhau. Giang Đào không chấp với vợ, xua tay. Được, được, chuyện bên đó cho em xử lý hết. Anh là chủ gia đình hay em là chủ gia đình? Lý Nguyệt Như kệ những người khách khác đang lục tục rời đi, kéo chồng tới chào hỏi đám Trương Khác. Trước kia Lý Nguyệt Như không xem trọng Trương Khác là do trong mắt bà ta. Ái Đạt chẳng hề to lớn thần bí, vì bà ta không biết quy mô của Ái Đạt, con gái lại làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt, nên trong mắt người khác Tiêu Vương ghê gớm thế nào, bà ta tiếp xúc nhiều nên chẳng thấy có gì đặc biệt. Hơn nữa hiện Lý Nguyệt Như biết nhiều nội tình, Ái Đạt căn bản là loại xí nghiệp dựa vào quảng cáo mà phất lên, mà thời gian phát đạt còn ngắn, trong lòng bà ta sức nặng không bằng tập đoàn Giang Thiên có tài sản cả tỷ phát triển hơn chục năm trời. Còn một điều rất quan trọng nữa, Trương Khác đi cùng đám Hứa Duy. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng mà cũng không thấy ba cô gái kia đặc biệt coi trọng Y. Theo Lý Nguyệt Như nghĩ, quan hệ giữa Trương Khác và chị em Hứa Tư nhất định là rất thân thiết, mà Hứa Duy nhà nghèo, điều này bà ta biết rõ, mà Hứa Duy thuần túy coi Trương Khác như đứa con trai ít tuổi hơn mình, lúc nào khó chịu là lên tiếng trách mắng Trương Khác rất tùy ý. Nên Lý Nguyệt Như nghĩ, nhà Trương Khác cùng lắm chỉ có họ hàng xa gì đó với chủ Ái Đạt, thực chất gia cảnh bình thường thôi. Cho tới hôm nay Diệp Giang Thiên xuất hiện, Lý Nguyệt Như mới biến ấn tượng của mình với Trương Khác trước kia sai lớn rồi. Trương Khác nghe Lý Nguyệt Như nói muốn an bài phòng ở khách sạn Huệ Sơn, liền chối từ. Không cần phiền phức thế đâu ạ, bọn cháu chuyến này tới đây, thuận tiện còn có việc khác, đã đặt phòng ở khách sạn Huệ Sơn trước rồi. Trong nội thành Huệ Sơn chỉ có duy nhất một khách sạn 5 sao là khách sạn Huệ Sơn. Anh còn chuyện gì nữa thế? Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn Trương Khác, Hứa Tư. Biết ngay anh không phải chuyên môn tới đây uống rượu mừng sinh nhật. Ánh mắt nghi ngờ của Tôn Tĩnh Mông làm trong lòng Hứa Duy có chút u ám, trước giờ với bên ngoài, Tạ Vãn Tình mới là chủ nhân của Cẩm Hồ, Hứa Tư làm việc cho Tạ Vãn Tình, tới tận khi điều đến Hong Kong làm việc.
Trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh kia, đẹp đến mức bất kỳ ai thấy cũng muốn ngủ lại một đêm, Trương Khác nói nó là bất động sản của Cẩm Hồ, cô cùng Hứa Tư, Trần Phi Dung ngủ ở đó hai đêm, còn nói có cơ hội sẽ vào đó ở vài ngày. Nghe khẩu khí vừa rồi của Diệp Giang Thiên, hình như Trương Khác mới thực sự là chủ nhân của Cẩm Hồ, quan hệ trong đó vốn phức tạp, có quan có thương, Hứa suy nghĩ mình là người bình thường, chẳng nên bận tâm tới chuyện đó. Nhưng nếu Trương Khác mới thực sự là chủ nhân của Cẩm Hồ, vậy rốt cuộc Trương Khác và chị mình có quan hệ gì, thực sự như bọn họ nói, vì dạy học cho Trương Khác nên mới quen nhau sao? Chương 346, phải xin lỗi. Trương Khác trả lời Tôn Tĩnh Mông. Có chút liên quan với chuyện Diệp Đại Thiếu Gia vừa khoác lác, anh Kiến Bân cũng tới đấy, cả bác Tôn đáng lẽ cũng tới, chỉ là vừa khéo có chuyện nên lỡ, hay là cô cũng tới khách sạn Huệ Sơn ở với chúng tôi. Tôn Tĩnh Mông xưa nay không hề để ý tới chuyện làm ăn của gia tộc, khi Diệp Hồng nói văng bọt, Trương Khác nghe rất chăm chú, nên cô cũng nghe vài câu, nhưng với loại người hận không thể khắc lên trán dòng chữ nhà tôi lắm tiền này, cô cực ghét, tiếp theo không nghe nữa, không biết nội dung chuyện hắn nói. Ba tôi muốn đến, mọi người làm gì mà thần bí thế? Trên bữa tiệc Diệp Hồng nói rất nhiều chuyện, chỉ sợ người khác không biết nhà hắn có tiền có thể, gây cảm giác là kẻ phù phiếm, nhưng quả thực nhà hắn có tiền có thế, nên người khác phải nịnh bợ. Giang Đào không hiểu Trương Khác đang nói chuyện gì. Trương Khác đoán Trương Thiết Lâm khả năng đã biết ý đồ của bọn họ tới Huệ Sơn, thái độ của Diệp Giang Thiên rất đáng cân nhắc, y muốn tiếp xúc với ông ta, điều này cần nhớ Giang Đào giúp. Mặc dù đã không cần phải bảo mật nghiêm ngặt nữa, nhưng Trương Khác không muốn quá nhiều người biết, đặc biệt đám cấp dưới của Kính Phi Hồng, là người làm quảng cáo trình độ truyền tin nội tình rất cao, Trương Khác chỉ cười xòa nói. Cũng chẳng có gì đặc biệt, nói ra thì dài lắm, rảnh rỗi để chị Tôn nói với cô. Đám Trương Khác trước khi tới Huệ Sơn đã đặt phòng rồi, không cần vợ chồng Giang Đào an bài nữa, và lại bọn họ cũng không biết sẽ ở lại Huệ Sơn bao lâu, vì thế nào cũng phải đợi chuyện có manh mối rồi mới đi được. Về khách sạn Huệ Sơn, Diệp Kiến Bân còn chưa tới, Trương Khác gọi điện cho Đào Hành Kiệt, hắn vẫn cùng Phó Tuấn ở phòng bao dưới lầu tiếp đãi đồng nghiệp ở Hương Tuyết Hải, một lát nữa sẽ lên. Tôn Tĩnh Hương thấy Trương Khác muộn như thế rồi còn bàn chuyện công việc, liền muốn về phòng đợi Diệp Kiến Bân, Trương Khác giữ lại. Bác Tôn không có ở đây, chị ở lại đại biểu cho bác đi. Tôn Tĩnh Hương cười nhẹ lắc đầu. Có giám đốc phó rồi, cần gì tới tôi nữa? Chị em tôi xưa nay không quản chuyện ở nhà. Trương Khác biết chị em cô xưa nay ghét phân biệt nam nữ ở Cát Gia, nói. Chị còn nghĩ thực nghiệp gia tín thuộc về Cát Gia sao? Chuyện này mà thành, anh Diệp cũng sẽ là cổ đông của gia tín đấy. Tông Tĩnh Hương nghe thế không vội về phòng nữa. Vậy tôi cũng muốn ở lại nghe thử để tăng thêm kiến thức, xem cậu bàn chuyện làm ăn ra sao, tôi luôn rất tò mò đấy. Bàn chuyện làm ăn gì đâu, chị nói nghiêm túc quá. Công tác cụ thể đều do nhân vật chuyên nghiệp như Đào Hành Kiệt, Phó Gia Tuấn làm, tôi năng lực có hạn, chỉ gặp mặt người Hương Tuyết Hải cho biết thôi. Đào Hành Kiệt chuyến này mời đồng nghiệp cũ ở Hương Tuyết Hải có Quách Kiếm Phó Quản đốc phụ trách hạng mục xây dựng và sản xuất, Quản đốc Trần Mạt, Tằng Vi chủ quản chất lượng sản phẩm. Bọn họ đều vào Hương Tuyết Hải năm sau 84 khi Bộ Công nghiệp nhẹ liệt Hương Tuyết Hải vào xí nghiệp điển hình quốc gia, không giống Đào Hành Kiệt mới tới Hương Tuyết Hải được 2 năm. Trong đó Tằng Vi trẻ nhất cũng ở Hương Tuyết Hải 8 năm rồi. Nhận được điện thoại của Trương Khác, Đào Hành Kiện với Quách Kiến. Có người tôi muốn giới thiệu cho các anh biết. Quách Kiến nghi hoặc nhìn Đào Hành Kiện, nhưng trước mặt Phó Gia Tuấn không tiện hỏi, hắn và Trần Mạt xã giao nhiều không vấn đề, đối với Tằng Vi mà nói thì thời gian không còn sớm nữa, chiếu cố đồng nghiệp nữ, ăn cơm tới giờ nên kết thúc về nhà rồi, cảm giác Đào Hành Kiện có lời muốn nói, nên không bảo phải đi nữa. Khi tới thang máy, vừa khéo có nhóm khách khác, Quách Kiến bảo Trần Mạt đi cùng Phó Gia Tuấn, hắn và Tằng Vi, Đào Hành Kiện đợi thang máy khác. Nhìn biển trên thang máy cho thấy thang máy đã đi lên tới tầng 19, Quách Kiến mới hỏi. Hôm nay không đơn giản tìm chúng tôi ôn chuyện cũ đấy chứ. Tôi hiện giờ cũng xem như là áo gấm về quê, phải tìm mọi người khoe khoang chứ, còn có ý đồ gì nữa. Đào Hành Kiện cười. Quách Kiến lắc đầu. Anh hiện là doanh nhân Hong Kong. Có muốn khoe khoang thì trực tiếp tới trước mặt Trương Thiết Lâm mà khoe. Coi hắn hận anh thấu xương vậy chứ, nếu anh về đầu tư, hắn tới vẫy đuôi rối rít là cái chắc. Anh có trách tôi phá hỏng chuyện của anh không? Nếu liên doanh mà thành, anh sẽ thành phó tổng giám đốc là cái chắc. Đào Hành Kiện nửa đùa nửa thật nói. Biến, nếu làm phó tổng giám đốc dưới quyền Trương Thiết Lâm, chẳng bằng ở lại nhà máy cũ còn hơn. Vừa rồi trong bữa cơm,
bọn họ nói cùng xấu Trương Thiết Lâm không ít. Nếu liên doanh theo điện kiện của Samsung, anh nghĩ nhà máy cũ còn tương lai không? Thang máy mở ra, Đào Hành Kiện đi vào đột ngột hỏi. Quách Kiến nghe vậy ngẩn ra một lúc, thấy vẻ mặt Đào Hành Kiện nghiêm túc, vào thang máy rồi nói. Anh không trách tôi khi đó không đứng ra nói đỡ cho anh chứ. Anh cũng biết đó, chuyện liên doanh, cục công nghiệp nhẹ bị đá hết qua một bên, phó cục trưởng Trường Phí Hành từ lúc đàm phán đến giờ không phát biểu câu nào, chúng tôi đành im lặng. Nói thật chúng tôi rất phục anh, nếu không hôm nay bọn tôi cũng chẳng tới ôn chuyện cũ với anh, đây là tội tư thông với ngoại địch đấy. Đào Hành Kiện cười phá lên. Trương Thiết Lâm hận tôi đến thế cơ à? Khác với anh, bọn tôi từ khi tốt nghiệp đã thành ra lập nghiệp ở Huệ Sơn rồi, ba mấy tuổi mới chút cơ sở đều ở Huệ Sơn cả. Anh ghét Chu Cẩn Du, Trương Thiết Lâm là bỏ đi, chứ chúng tôi không có dũng khí ra ngoài sông pha như anh được. Quách Kiến thở dài. Đào Hành Kiện gật đầu, hắn hiểu hoàn cảnh Quách Kiến, mọi người đều có gia đình không phải là thanh niên nhiệt huyết như lúc mới ra trường nữa. Tôi hiểu, nếu tôi có con, chắc cũng muốn ổn định ở Huệ Sơn, chứ không cáo giác chuyện này lên tỉnh. Ai, có khác gì đâu, Samsung thì cứ như ăn chắc rồi, không chịu nhường một chút nào, phía thành phố thái độ mập mờ. Trương Thiết Lâm tiếp xúc với đại biểu Hàn Quốc còn nhiều hơn chúng tôi, còn đàm phán gì nữa. Khi vào thang máy, Quách Kiến không thấy Đào Hành Kiện ấn số, qua tầng 20 mà thang máy vẫn đi lên. Người sắp gặp không phải ở tầng đỉnh chứ. Nghe nói khách sạn Huệ Sơn có gian phòng tổng thống, nhưng tôi chưa được thấy qua, lương cả năm của tôi cũng không đủ ở đó. Lần này chúng tôi tới Huệ Sơn có việc phải làm, gian phòng tổng thống rộng rãi, không cần tìm chỗ làm việc nữa, tôi là nhân viên quèn. Ở tầng 20 thôi. Nhưng nếu Trương Thiết Lâm tới, tôi có khi cũng đặt phòng tổng thống tiếp hắn. Quách Kiến cười ha hả. Khách sạn Huệ Sơn lập nên là để lừa ngoại tệ mà, một gian phòng thường cũng bằng cả tháng lương của tôi. Nói thế là các anh vẫn mong chuyện liên doanh. Hương Tuyết Hải là xí nghiệp quốc hữu, chuyện gì đều có ban ngành cấp trên chủ quan, Quách Kiến cấp bậc chính khoa, lương tháng chẳng đủ ở đây một đêm, Đào Hành Kiện là quản lý Hương Tuyết Hải thuê về. Tiền lương trong nhóm cao nhất Hương Tuyết Hải, trước khi mời hắn tới Hương Tuyết Hải, tiền lương còn do thành phố đặc biệt phê duyệt. Quách Kiến trầm ngâm một lúc rồi nói. Người của Samsung tới tìm tôi nói chuyện đãi ngộ sau khi liên doanh, ra giá thế này. Quách Kiến đưa ba ngón tay ra. Tôi thấy phương án của bọn họ rất khó chấp nhận, nhưng biết thế nào được, thành phố tựa hồ đã quyết hy sinh thương hiệu Hương Tuyết Hải đổi lấy tiền đầu tư, đám nhân vật nhỏ chúng tôi thì thay đổi được cái gì. Dù thấy đáng tiếc. Nhưng liên doanh thành rồi, tôi cũng không thể không tới đó làm việc. Thang máy dừng lại ở tầng thượng, Phó Gia Tuấn và Trần Mạt đứng ở hành lang đợi bọn họ. Gõ cửa phòng Trương khác, Phó Tuấn ra mở cửa giúp bọn họ, Quách Kiến còn tưởng Phó Tuấn là người Đào Hành Kiện mới giới thiệu, vừa định lên tiếng thì Phó Tuấn nói. Khác thiếu ra đợi mọi người ở bên trong. Trương khác đứng dậy mời Quách Kiến, Trần Mạt, Tằng Vi ngồi. Tôi thường được nghe giám đốc Đào nói tới các vị. Lần này tới Huệ Sơn, liền mạo muội nhờ anh ấy giới thiệu, không tìm chỗ chính thức gặp gỡ, có vài việc phải xin lỗi các vị rồi. Lấy danh thiếp từ tay Hứa Tư, phát cho đám Quách Kiến. Danh thiếp này có chút quan hệ với giám đốc Đào. Quách Kiến chẳng hiểu gì, bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, có gì phải xin lỗi. Danh thiếp chỉ ghi công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú HK, không ghi chức vụ, theo tư duy bình thường, y hẳn là chủ công ty. Chẳng qua không đảm nhận chức vụ cụ thể ở công ty mà thôi. Quách Kiến hỏi luôn. Ông Trương có chuyện gì mà phải xin lỗi chúng tôi? Nghe giám đốc Đào nói, các vị đều muốn vào công ty liên doanh. Mùa đông năm ngoái, tài liệu phản đối liên doanh là do tôi giúp giám đốc Đào đưa lên. Chuyện liên doanh bị trì hoãn, tôi coi như là kẻ đầu sỏ gây tội, nên phải xin lỗi. Trương khác thản nhiên thừa nhận làm Quách Kiến giật mình, hắn đã biết Đào Hành Kiện mời bọn họ ăn cơm. Tuyệt đối không đơn giản là ôn chuyện cũ mà. Quách Kiến nhìn Trần Mạt, Tằng Vi, trầm ngâm một lúc, vừa rồi không chú ý để lộ hết suy nghĩ với Đào Hành Kiện rồi, giờ không cần giấu giếm gì nữa. Phương án liên danh bị tỉnh bác bỏ, chúng tôi cũng thở phào. Tuy nói vào công ty liên doanh thì thu nhập cá nhân tăng lên một bậc, nhưng trong lòng không thoải mái nên rất mâu thuẫn, dù sao tôi vào Hương Tuyết Hải cũng được 12 năm rồi. Trương Khác thong thả nói. Ý đồ của Samsung hẳn các vị cũng rõ rồi, chính phủ Huệ Sơn không phải là không hiểu. Vấn đề quan trọng là chính phủ tham tiền đầu tư, tham chính tích, khiến Hương Tuyết Hải phải hy sinh quá nhiều. Từ góc độ xí nghiệp, thái độ các vị với chuyện liên doanh này thế nào? Không nói tới Samsung vội,
nếu chỉ nói tới Liên Doanh, chúng tôi rất hy vọng Liên Doanh. Quách Kiến đại diện cho hai người kia nói. Nói thế cũng không chính xác lắm, chỉ là xí nghiệp muốn tồn tại nên tuân theo phép tắc thị trường chứ không phải là phép tắc thể chế. Hiện giờ chuyện kinh doanh cái gì cũng phải xin chỉ thị ban ngành chủ quản, mà các đại lão gia đó có hiểu thị trường, hiểu kinh doanh gì đâu. Thành tích của Hương Tuyết Hải không kém, nhưng có với hải nhĩ của Thanh Đảo thì còn thua kém nhiều lắm. Từ góc độ này mà nói, chúng tôi mong Liên Doanh, là để mong dứt bỏ phụ thuộc vào chính phủ, nhưng Liên Doanh với Samsung là phải hy sinh thương hiệu, chúng tôi biến hết thành cơ sở sản xuất cho nước ngoài ở trong nước, đây không phải là điều chúng tôi muốn thấy. Tức là các vị hy vọng thành phố Huệ Sơn bỏ trói buộc Hương Tuyết Hải. Trương Khắc hỏi vắn tắt. Đúng thế, Hương Tuyết Hải được thành lập hơn 20 năm, được nhà nước khen thưởng lớn nhỏ hơn 70 lần, là thương hiệu điện tử gia dụng có hạng trong nước. Kỹ thuật không kém, công nhân lành nghề đông, lại đưa vào thiết bị sản xuất tiên tiến, về quản lý cũng tính cực học tập, tại sao phải cam tâm biến thành cơ sở sản xuất của Samsung. Nhưng, hiện giờ chúng tôi cũng rất mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu nhất là thành phố quá can thiệp vào chuyện kinh doanh, làm người ta cảm thấy trói buộc gò bó. Quách Kiến không ngần ngại nói những điều này với một người lạ, cho thấy hắn ta phải kìm nén rất lâu rồi. Có một VA này đủ nói lên vấn đề, nhà máy muốn tăng lương cho khoa trưởng bảo vệ, phương án báo lên thành phố nói lương khoa trưởng bảo vệ chỉ kém bên ngoài một chút, không thể tăng lên nữa, cho nên không phê chuẩn. Trương Khắc đứng dậy, nhận lấy bình nước trong tay Phó Tuấn, đích thân pha trà cho đám Quách Kiến, nói chuyện thêm một lúc, nói. Thời gian không còn sớm nữa. Đề tài này nói ra còn rất dài, tôi cũng có vài suy nghĩ muốn ba vị cùng tham khảo, thế này đi, tối mai tôi mời khách, mong được ba vị quang lâm. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa bọn họ về nhà, tới khi Phó Tuấn trở về khách sạn thì Diệp Kiến Bân mới về. Muộn thế này mới về, chắc chuyện rất thuận lợi, Trương Khắc đem chuyện Diệp Giang Bân ân cần với mình ở tiệc sinh nhật của Giang Đào kể với Diệp Kiến Bân. Tập đoàn Giang Thiên muốn xây dựng nhà máy liên doanh, ông ta không quan tâm Hương Tuyết Hải liên doanh với ai. Chỉ cần có công trình này là được. Tôi thấy ý đồ của chúng ta bị đám Trương Thiết Lâm biết rồi. Chỉ bằng vào việc hắn nhìn thấy chúng ta ở rừng mai mà đoán ra được sao? Diệp Kiên Bân không tin. Tạ Kiến Nam cực kỳ chú ý tới chúng ta đấy, muốn che giấu được hắn rất khó. Ừ đúng vậy. Diệp Kiến Bân vỗ đầu. Có kẻ mà hắn hận thấu xương ở đây, không thể hy vọng chung sống hòa bình với hắn được. Xem ra không bằng ngày mai tôi cùng Phó Gia Tuấn lại tới gặp Triệu Dương, có cơ hội liền trực tiếp nói rõ ý đồ của chúng ta. Chuyện Phú Xuân Các xem ra ảnh hưởng tới ông ấy lớn lắm. Chúng ta có hai thế yếu, thực nghiệp Gia Tín bất kể phương diện nào cũng thua kém Samsung, bọn họ lại đàm phán cả năng rồi, chúng ta mới xen vào quá đột ngột. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế, đó là không bắt bọn họ bỏ thương hiệu Hương Tuyết Hải, điều này với Triệu Dương và người của Hương Tuyết Hải đều có sức hấp dẫn nhất định. Thêm nữa chúng ta sẽ giao dịch công bằng với Hương Tuyết Hải, thừa nhận tất cả tài sản vô hình của họ, chúng ta có thể chủ động thêm một chút ở điểm này, thừa nhận thương hiệu Hương Tuyết Hải có giá trị 100 triệu, tôi nghĩ quang ra điều này đủ khiến chính phủ Huệ Sơn cân nhắc lại. Diệp Kiên Bân không chắc như y. Vì có được nhân viên và thiết bị của Hương Tuyết Hải, có lẽ Samsung sẽ đồng ý đưa ra giá có bù 100 triệu. Trương Khắc nắm tay lại, đấm đấm lên môi, nói. Chuyện liên doanh giữa Samsung và Hương Tuyết Hải luôn bí mật, không tiết lộ với giới truyền thông. Tôi nghĩ Samsung chỉ muốn xây một cơ sở sản xuất trong nước, xí nghiệp sản xuất tủ lạnh trong nước có hơn 50 cái, nói không chừng Samsung không chỉ chọn mỗi Hương Tuyết Hải, thế nên giải thích được vì sao bọn họ không chịu nhượng bộ đồng thời đàm phán bí mật. Đương nhiên không thể phủ nhận Hương Tuyết Hải có điều kiện rất ưu việt, nơi có cơ sở công nghiệp điện tử ngang với Huệ Sơn chỉ có Hợp Phì, Trung Sơn, Thuận Đức, Thanh Đảo. Chắc Samsung sẽ lựa chọn mấy nơi đó. Ái Đạt có nhà phân phối thực lực mạnh ở những nơi đó, cậu bảo Dương Vân đi nghe ngóng xem. Diệp Kiến Bân cũng tán đồng suy nghĩ của Trương Khắc. Nếu đúng là có, chắc bên Huệ Sơn sẽ không để Hương Tuyết Hải chỉ trói vào một mình Samsung. Tôi sẽ bảo người của phòng thị trường đi điều tra việc này. Trương Khắc lắc đầu than. Chướng ngại lớn nhất không bày ra bề ngoài, chỉ e một số chuyện, có kẻ ở Huệ Sơn cố ý giả ngu vờ không biết. Phải để những người có ý kiến biểu đạt hết ra mới có lợi cho chúng ta. Ba người Quách Kiến có tình cảm rất sâu với Hương Tuyết Hải, đều là người Trương Khắc nói giới, quan trọng là bọn họ đều ở trong thể chế, bên trên ý kiến đồng nhất, phía dưới chỉ có thể nghe theo. Nếu bên trên có tiếng nói bất đồng phát ra, người dưới mới có lựa chọn. Tới Huệ Sơn thì không thể không gặp Tống Hiểu và Điền Hải Hà,
Trưa ngày hôm sau Trương Khác và Hứa Tư muốn mời hai người họ dùng cơm, bị Tống Hiểu oán trách một trận, bảo bọn họ tới Huệ Sơn không tìm ông ta đầu tiên, ông ta cũng gặp mặt Giang Đào vài lần, đáng lẽ phải nói để cho ông ta và Điền Hải Hà tới góp vui. Nói ra thì Trương Khác được coi là ân nhân cứu mạng của Tổng Hiểu, Điền Hải Hà. Ở Huệ Sơn không có mối quan hệ nào khác làm người ta yên tâm, hai người này đáng để tín nhiệm. Bí thư chính pháp ủy Diêm Chân Khoa của Huệ Sơn là người Hải Châu, trước kia là bí thư chính pháp ủy Hải Châu, Trương Khác cũng quen ông ta, chỉ là tầng quan hệ này không đáng tin cậy. Diệp Kiến Bân chuyên môn đi làm công tác với Triệu Dương, tranh thủ ở chuyện này được Triệu Dương ủng hộ, lực cản sẽ ít đi một nửa. Trương Khác thì liên tục 3 ngày liền mời đám Quách Kiến ăn cơm, nói rất nhiều việc liên doanh và quản lý xí nghiệp. Cho dù cuối cùng thực nghiệp Gia Tín liên doanh với Hương Tuyết Hải sẽ phải dùng bọn họ, nhưng năng lực bọn họ ra sao thì Trương Khác không biết, khi xác định nắm được tâm tư của họ rồi mới đem ý đồ của chuyến đi này nói ra. Chương 347, nỗi lo về sau. Sáng hôm sau ngày gặp Đào Hành Kiện, Trương Thiết Lâm xuất hiện ở Hương Tuyết Hải, hắn vốn rất ít khi tới đây, sau khi tìm mấy thành viên tổ đàm phán mở cuộc họp, vòng vo quanh quẩn một hồi, hắn lớn lối tuyên bố. Ai làm Đào Hành Kiện thứ hai thì đừng trách tôi không khách khí, lúc đó không đơn giản là mời rời khỏi Huệ Sơn nữa đâu. Đã nghe tới ông chủ của xưởng may Đông Hương rồi chứ, vì chuyện mở rộng xưởng may chưa được phê thôi, chuyện nhỏ như con kiến mà bị bắt phán 10 năm. Chuyện đằng sau không cần nói nữa, tôi nói tới ví dụ này để mọi người biết, pháp luật một khi nghiêm minh, các vị sẽ biết thế nào là sợ hãi, có hành vi nào ác liệt hơn phá hỏng mời gọi đầu tư. Đào Hành Kiện không nói với đám Quách Kiến là khi Thưởng Mai bị Trương Thiết Sâm nhìn thấy, nhưng Trương Thiết Sâm không thể vô duyên vô cớ nhắc tới Đào Hành Kiện, lại còn nặng lời như thế, Quách Kiến khẳng định Trương Thiết Lâm biết cả việc Đào Hành Kiện tới Huệ Sơn lẫn mục đích chuyến đi rồi, nếu không hắn đã chẳng lồng lộn lên như thế. Quách Kiến trở về tra tư liệu về thực nghiệp Gia Tín, mới hiểu ra, kẻ thù hận thấu xương trở về, mà thân là địa đầu xà lại không làm gì nổi, Trương Thiết Lâm sao lại chẳng điên. Tất nhiên tra tư liệu của thực nghiệp Gia Tín thì không thể không nói tới Việt Tú HK, Quách Kiến không ngờ Việt Tú HK lại còn có cả liên quan tới điện tử Ái Đạt đang nổi đình nổi đám trong nước. Nếu chẳng phải biết quan hệ đằng sau của thực nghiệp Gia Tín, nếu chẳng phải Trương Khác thừa nhận từ học bình hỏi tới chuyện liên doanh là do y, Quách Kiến nghe Trương Thiết Sâm buông lời uy hiếp trắng trợn như thế, nói không chừng sẽ không tiếp xúc với Đào Hành Kiện nữa. Lúc này hắn không sợ lời của Trương Thiết Lâm nữa, mà chỉ suy nghĩ thực sự không cần phải xung đột với Trương Thiết Lâm làm gì, cứ tiếp xúc riêng với đám Trương Khác thì tốt hơn. Liên tục 4 buổi tối liền bàn chuyện liên doanh và quản lý xí nghiệp, trừ ngày thứ 3 con Tằng Vi bị sốt cao, cô ta phải vào bệnh viện trông con không tham gia. Còn những ngày khác, mỗi ngày tan ca là tới thẳng khách sạn Huệ Sơn, tới 2 giờ sáng Phó Tuấn mới đưa bọn họ về nhà. Không chỉ Trương Khác mà Đào Hành Kiện, Phó Tuấn đều có tâm đắc kiến giải riêng về quản lý xí nghiệp, mọi người nói chuyện vô cùng hợp ý, tới ngày thứ 4, Trương Khác nói ra ý đồ của chuyến đi này. Chúng tôi hy vọng thực nghiệp Gia Tín có thể thay thế Samsung hợp tác với Hương Tuyết Hải. Cho dù sớm đã có suy đoán này, nhưng Trương Khác nói thẳng ra, đám Quách Kiến vẫn giật mình. Quách Kiến nghi hoặc nói, nếu nói tới việc liên doanh, tựa hồ tìm chúng tôi không có tác dụng lắm, mặc dù chúng tôi cũng là thành viên tổ đàm phán, nhưng chỉ là để trưng bày thôi. Không, Trương Khác nói chắc nịch. Ba vị là người thực sự đại biểu cho Hương Tuyết Hải, chỉ sau khi giao lưu với các vị tôi mới đưa ra được phương án liên doanh thích hợp nhất với lợi ích của cả hai bên, còn về các chuyện khác chẳng qua chỉ là người gian ta trá mà thôi. Rồi lấy một văn kiện từ tay Hứa Tư, đưa cho bọn họ. Đây là bản thảo phương án đầu tư. Trước khi tới Huệ Sơn, chúng tôi đã có một bản phương án rồi, song sau khi trò chuyện với các vị, chúng tôi thu được rất nhiều ích lợi, cho nên sửa lại, chúng tôi nghĩ các vị có thể nhìn ra được phương án liên doanh nào có lợi cho Hương Tuyết Hải hơn. Lời của Trương Khác làm Quách Kiến rất động lòng, có một xí nghiệp khác nhảy ra cạnh tranh với Samsung, Hương Tuyết Hải nhất định có lợi, nếu không đàm phán với Samsung đã chẳng rằng có tới bây giờ. Nhưng Quách Kiến cũng có cố kỵ, tên Trương Thiết Lâm này đằng sau lưng nhất định có vấn đề. Quách Kiến không dám đoán bừa, nhưng họ Trương này cực lực ủng hộ liên doanh với Samsung, vì Samsung hứa cho hắn đảm nhận tổng giám đốc phía TQ của công ty liên doanh. Quách Kiến băn khoăn hỏi. Thực nghiệp Gia Tín liên doanh với Hương Tuyết Hải, thành phố phái Trương Thiết Lâm tới làm tổng giám đốc thì các vị có ý kiến gì? Nếu liên doanh thành công, chúng tôi hy vọng do thực nghiệp Gia Tín nắm cổ phần, tầng quản lý phải do hội đồng quản trị ủy nhiệm, làm gì có lý nào ở bên ngoài biết phái được. Bọn họ tiến cử
thì phải xem hắn có đủ tư cách hay không đã. Quách Kiến nhìn Đào Hành Kiện, thầm nghĩ nếu liên doanh xong để hắn làm tổng giám đốc, tất nhiên có lợi cho Hương Tuyết Hải, nhưng Trương Thiết Lâm nhất định không chịu khuất mình dưới Đào Hành Kiện, bất kể có cấu kết với Samsung hay không, Trương Thiết Lâm tuyệt đối không ủng hộ liên doanh với Gia Tín. Quách Kiến tỏ ra do dự. Trương Thiết Lâm không phải là người vì việc công quên cái riêng đâu. Trương Khắc hiểu băn khoăn của Quách Kiến, Gia Tín xen ngang, đàm phán không thành vỗ mông bỏ đi, không có hậu họa gì, nhưng bọn họ vẫn phải ở lại Huệ Sơn, ở lại Hương Tuyết Hải kiếm miếng cơm. Trương Khắc cười từ tốn nói. Tôi không thể hứa gì với các vị, như vậy thành lập thỏa thuận riêng rồi. Tôi cũng chưa gặp Trương Thiết Lâm, không hiểu người này, nhưng tôi có thể nói, hắn không thể một tay che trời. Quách Kiến lại nói. Tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi ông Trương. Xin mời. Điện tử Ái Đạt và Việt Tú có quan hệ gì? Trương Khắc gật gù, không hề tỏ ra phật ý. Mọi người thẳng thắn với nhau mấy ngày rồi, điều này không nên giấu các vị. Bề ngoài Việt Tú HK chỉ là trung gian cung cấp chip giải mã của Ti cho Ái Đạt, nhưng... đều là của ông Trương sao? Không thể nói như thế, mọi người cùng nỗ lực, chẳng qua tôi chiếm lợi lớn thôi. Trương Khắc mỉm cười. Giám đốc Đào năm ngoái không còn chỗ đứng ở Huệ Sơn, trước khi tới Gia Tín đã giúp đỡ cho Ái Đạt. Quách Kiến gật đầu, hắn ý của Trương Khắc, nếu thực nghiệp Gia Tín thất bại, bọn họ không còn đường sống ở Huệ Sơn, bọn họ có thể tới Ái Đạt. Không còn nỗi lo về sau nữa, có thể đấu tranh một chuyến vì lợi ích của Hương Tuyết Hải. Bản phương án này có thể cho chúng tôi mang về xem không? Ngày 13 tháng 4, đối với Trương Thiết Lâm mà nói tuyệt đối không phải là một ngày lành, đàm phán tạm sau dừng một tuần tạm dừng ngày mai sẽ bắt đầu vòng thứ 13, Trương Thiết Lâm triệu tập thành viên của tổ đàm phán tới thống nhất tư tưởng. Để cuộc họp này hiệu quả hơn, địa điểm không lựa chọn ở nhà máy mà dùng phòng họp của văn phòng chính phủ. Trừ hắn ra còn có đám Phí Hành Vĩ phó cục trưởng cục công nghiệp nhẹ, nhà máy Hương Tuyết Hải có 8 người thể trận có thể nói là rất lớn. Cái gọi là thống nhất tư tưởng chính là khi đàm phán không được tùy tiện phát biểu, càng không được tranh chấp với phía Hàn Quốc. Phí Hành Vĩ thì mặc kệ, chỉ cần phương án được tỉnh thông qua thì thế nào cũng được. Phía Hàn không lùi bước một chút nào, chẳng qua là khảo nghiệm kiên nhẫn của Huệ Sơn và tỉnh, Trương Thiết Lâm còn cấm tranh chấp với phía Hàn, thật không biết hắn là đại biểu phía Trung hay phía Hàn. Phí Hành Vĩ ngồi đó mà hồn vía để đâu đâu, ngó thấy Quách Kiến Thành đang lật xem một bản văn kiện, chỉ nghĩ hắn chán nghe lời rác rưởi của Trương Thiết Lâm, xem thứ khác đốt thời gian, ngả đầu sang nhìn. Xem cái gì thế? Quách Kiến lặng lẽ đưa phương án liên doanh thực nghiệp Gia Tín đề xuất cho ông ta, Phí Hành Vĩ càng xem càng kinh hãi, vội đẩy trở lại, cứ như đó là quả bom sắp nổ. Do hơi cuống, hành động không khỏi có chút hoảng hốt, bị Trương Thiết Lâm chú ý. Lão Phí! Xem cái gì mà tỏ ra thích thú thế? Trương Thiết Lâm năm ngoái mới lên phó sử, Phí Hành Vĩ thì đã là hạng lọc lõi rồi, chỉ cần ông ta im lặng trong lúc đàm phán, thì có dở trò gì hắn cũng mặc, nên chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đó là thứ của quản đốc Quách, tôi chỉ ngó qua chút thôi. Phí Hành Vĩ vội chối bỏ liên quan. Chương 348, cãi vã. Đối với Quách Kiến thì Trương Thiết Lâm không khách khí gì hết, nói thẳng. Đang họp mà xem gì đấy? Đưa tôi xem nào, có phải thứ liên quan tới đàm phán ngày mai không? Vì sao đàm phán mãi không thành công, chính là vì đám người Hương Tuyết Hải các người không chịu để tâm. Quách Kiến thở ra một hơi, đưa văn kiện cho hắn. Tài liệu này tôi đang muốn đề xuất trên cuộc họp, sử trưởng Trương muốn xem thì xem trước đi. Trương Thiết Lâm nhận lấy văn kiện, mới xem hai trang mặt tái đi, nhìn xoáy vài Quách Kiến, giống lên. Tôi đã cảnh cáo các người rồi. Ai muốn làm Đào Hành Kiện thứ hai sẽ phải trả giá đắt, thứ này đề xuất cái gì mà đề xuất. Xoẹt một cái xé thành hai nửa, rồi lại mím răng mím lợi xé mấy lần nữa, ném vào mặt Quách Kiến. Các thành viên khác của tổ đàm phán đều giật mình, không biết Quách Kiến cho Trương Thiết Lâm xem cái gì mà hắn điên lên như thế, mắt long lên như muốn lao vào cắn xé Quách Kiến vậy. Có người tò mò định nhặt giấy vụn lên xem rốt cuộc là cái gì. Xem cái gì mà xem. Trương Thiết Lâm vỗ bàn đánh rầm. Lại làm cả đám sợ giật nảy mình. Nhưng cũng có người không sợ hắn, Lâm Quốc Đống quản đốc phân xưởng phủ lạnh thong thả nhặt mấy tờ giấy rách đặt lên bàn. Chẳng lẽ quản đốc Quách xem tài liệu phản động, thế thì không nên xé, phải giữ lại làm bằng chứng chứ. Ông ta là điển hình lao động toàn quốc, lại là ủy viên chính hiệp tỉnh, phân xưởng tủ lạnh vốn là xưởng thiết bị làm lạnh độc lập của Huệ Sơn, tới năm 92 mới sát nhập vào Hương Quốc Hải.
Vốn ông ta chẳng có tình cảm sâu đậm với Hương Tuyết Hải như đám Quách Kiến, bình thường chỉ phụ trách sản xuất, không mẫn cảm với thị trường lắm, tuy thấy phương án liên doanh hà khắc, nhưng không quá phản cảm. Vả lại ai chả có lòng riêng, vào nhà máy liên doanh thu nhập cá nhân tăng thêm một bậc. Còn với Trương Thiết Lâm thì Lâm Quốc Đống cực ghét, nhưng bình thường ông ta tuân thủ câu thà đắc tội quân tử đừng đắc tội với tiểu nhân, nên không xung đột với hắn, nhưng Quách Kiến tốt xấu gì cũng là phó quản đốc của Hương Tuyết Hải lại bị Trương Thiết Lâm ném giấy vào mặt. Hành động đó làm Quách Kiến sững sờ, ông ta lại là người thấy ngứa mắt đầu tiên. Lâm Quốc Đống. Trương Thiết Lâm không kiểm soát được bản thân nữa, thực nghiệp Gia Tín xen vào là tình hình xấu nhất mà hắn dự liệu được, song hắn không ngờ thực nghiệp Gia Tín đã cấu kết với nội bộ tổ đàm phán trước, uổng công hắn thống nhất tư tưởng hết lần này tới lần khác. Hành vi của Quách Kiến làm quyền uy trước kia hắn nỗ lực dựng lên sụp đổ, làm hắn sợ hãi, còn hành vi của Lâm Quốc Đống làm tổn thương tự tôn của hắn, giọng cao vút lên. Đừng có nể mặt mà không biết điều, ông tưởng mình là ai. Quách Kiến muốn làm đào hành kiện thứ hai, ông cũng muốn cùng hắn phá hoại mời gọi đầu tư hả? Lâm Quốc Đống giật tới mặt co giật, đẩy văn kiện rách xuống đất. Thứ này ai thèm xem, ai phá hỏng mời gọi đầu tư, cũng không thứ bám váy đàn bà như mày nói mà được. Rồi chống tay đứng dậy đi ra ngoài. Ông đứng lại cho tôi. Trương Thiết Lâm bị một câu bám váy đàn bà chọc trúng chỗ đau, nhào bỏ tói tóm lấy Lâm Quốc Đống. Ông nói cái gì, ông xúc phạm tôi và ông tới trước mặt thị trưởng Chu nói chuyện. Lâm Quốc Đống chân tay không linh hoạt bằng Trương Thiết Lâm, hai người lại ngồi gần nhau, ông ta chưa kịp ra ngoài thì bị Trương Thiết Lâm tóm lấy cổ áo. Đang cãi vã không ai thua ai thì phòng họp bị người ta từ ngoài đẩy ra. Họp hành thì nhỏ giọng xuống một chút, cả tầng nghe thấy rồi đấy. Nhỏ cái con mẹ mày. Trương Thiết Lâm đang lên cơn điên, vọt miệng chửi. Đợi thấy người mở cửa là thư ký Mã Duệ của Triệu Dương thì không kịp thu lại nữa. Triệu Dương và thư ký trưởng thành ủy Hắc Kiến Thiết đứng ngoài cửa, cả hai mặt âm trầm, mặt Triệu Dương lại càng đáng sợ, hẳn bọn họ đã đứng ngoài nghe một lúc rồi. Bên cạnh Triệu Dương còn có mấy người, khi ở rừng mai, Trương Thiết Lâm không nhìn thấy Diệp Kiến Bân nhưng về sau xem ảnh nên hắn nhận ra ngay, bên cạnh Diệp Kiến Bân còn có một thanh niên trẻ hơn nhiều, hẳn là Trương Khác. Mỹ nhân tuyệt diễm Hứa Tư mà hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng đã ngoái đầu nhìn cũng có mặt, nhưng Trương Thiết Lâm không còn tâm tình nào ngắm nhìn giai nhân nữa, lúc này hai chân hắn nhũn ra, không cả dám chủ động xin lỗi Mã Duệ. Tác phong công tác kiểu gì thế này, muốn cãi nhau ra ngoài cãi nhau cho tôi. Triệu Dương đang đưa đám Trương Khác đi tham quan tòa nhà chính phủ thành ủy Huệ Sơn, không ngờ để khách chứng kiến trò hề này, mất hết mặt mũi Huệ Sơn rồi, ông ta cố áp chế lửa giận, thấp giọng quát. Trương Thiết Lâm sợ tới không nhúc nhích nổi, Hách Kiến Thiết đi tới hạ thấp giọng nói nhỏ. Còn không mau đi cả đi. Trương Thiết Lâm không dám cãi một lời, đành đi trước, khi đi sát qua người Trương Khác, thấy khóe môi y hơi nhếch lên, quay đầu đi không nhìn. Đám Quách Kiến nhặt giấy vụn lên rồi cùng theo ra, biết bí thư Triệu đang giận, nói thêm là ăn chửi, có điều nhìn Trương Thiết Lâm như chó nhà tang, trong lòng vô cùng thống khoái. Trương Thiết Lâm đương nhiên không ra ngoài tiếp tục cãi nhau với đám Lâm Quốc Đống nữa, hắn nơm nớp lo sợ chạy về văn phòng của Chu Cẩn Du, đem chuyện kể ra một lượt, không dám che giấu gì, chỉ bôi vẻ cho Quách Kiến, Lâm Quốc Đống thêm hiểm ác mà thôi. Bọn chúng thuần túy là muốn phá hoại mời gọi đầu tư của thành phố. Chu Cẩn Du mặt vẫn bình tĩnh, chỉ đôi mày hơi nhíu lại. Bí thư Triệu có khách, cậu lại chửi thư ký Mã trước mặt ông ấy, bảo ông ấy làm sao chịu nổi đây. Lát nữa tìm thư ký Mã xin lỗi, rồi tới chỗ bí thư Triệu kiểm điểm sâu sắc. Trương Thiết Lâm ỷ có Chu Cẩn Du đứng sau lưng, không quá lo chuyện này, chỉ nói. Vậy chuyện liên doanh thì sao ạ, bọn chúng muốn đi cửa sau của bí thư Triệu. Chu Cẩn Du mày càng nhíu chặt hơn. Đừng có suy đoán bừa. Thị trưởng, năm ngoái phương án bị Từ Học Bình bác bỏ, bọn chúng có dự mưu, trước đây chỉ là suy đoán, nhưng giờ chuyện tới nước này còn là suy đoán nữa sao? Trương Thiết Lâm vẫn cố cãi thêm một câu. Đáng ngạc nhiên là Chu Cẩn Du không hề trách hắn, chỉ khẽ thở dài. Phương pháp làm việc của cậu có vấn đề, chuyện liên doanh kéo dài lâu như vậy rồi, giờ có xí nghiệp thứ hai muốn liên doanh với Hương Tuyết Hải, thành phố làm sao mà từ chối được. Nếu cậu không làm lên, chuyện chẳng phải vẫn nằm trong tay cậu sao? Đàm phán ra sao, còn chẳng phải do tổ đàm phán quyết định à? Bí thư Triệu xưa nay không xen vào chuyện của chính phủ là vì ông ấy không có cớ, hiện giờ thì bị động rồi. Trương Thiết Lâm ngớ người, nhớ tới nụ cười gian ác của Trương Khác lúc rời khỏi phòng họp, không khỏi được oán hận.
Tên trương khác đó bảo tên phó quản đốc tập kích bất ngờ, bọn chúng có dự mưu trước, chính là muốn bêu xấu tôi trước mặt bí thư Triệu, tôi cũng chỉ nhất thời tức giận quá mất không thôi, nhưng những lời của Lâm Quốc Đống là xúc phạm thị trường, làm sao tôi kiềm chế được. Văn phòng bí thư Triệu ở tận tầng 12, làm sao họ biết lúc nào cậu mất kiềm chế mà dẫn ông ấy tới phòng họp. Đừng có suy đoán lung tung. Chu Cẩn Du thất vọng về hắn, có điều vẫn chiếu cố tới tâm tình của hắn, nhẹ giọng an ủi. Trước tiên nghĩ cách xử lý cục diện trước mắt đã, cùng lắm thì bỏ chức tổng giám đốc công ty liên doanh cũng được, đợi sau này có vị trí tốt tôi sẽ an bài cho cậu tới đó. Trương Thiết Lâm chần chừ, lời của Chu Cẩn Du có ý định nhường bước rồi. Chu Cẩn Du thấy mặt hắn như thế, hỏi. Có phải cậu nhận hối lộ của người ta rồi phải không? Trương Thiết Lâm cuống quýt phủ nhận. Không, không tuyệt đối không. Chu Cẩn Du nhìn chằm chằm Trương Thiết Lâm một lúc mới phất tay bảo hắn rời đi, ngồi trên ghế suy nghĩ, cẩn thận nghiền ngẫm sự việc một lượt, cầm điện thoại lên bấm số tỉnh thành. Chương 349, người đứng đằng sau. Cẩn Du, sao bỗng nhiên không có chuyện gì lại nhớ tới anh thế? Đầu kia điện thoại là giọng hơi khàn. Em chỉ muốn nói với anh một câu, Từ Học Bình chưa hẳn là loại người như anh nghĩ đâu. Trước kia anh nói Từ Học Bình cứng thì dễ gãy, hiện giờ giờ ông ta thành mềm như bún rồi, 2 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngay Tạ Vãn Tình cũng trở mặt với Tạ gia rồi. Giọng Chu Cẩn Du rất lạnh, không có chút sắc thái tình cảm nào. Anh và ông ấy quen nhau 30 năm rồi, anh còn cứu mạng ông ta, cuối cùng ông ta vẫn cứ kiên trì điều tra anh đấy sao? Nếu chẳng phải bên trên có người can thiệp, ông ta liệu có cho anh về trường học dạy học kiếm sống? Đấy là lần đầu tiên anh nhìn không thấu ông ta, không ngờ vụ án kết thúc rồi, ông ta còn như oan hồn theo anh tới Đông Hải, nếu có lần đầu, có lần thứ hai cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em muốn nói tới Từ Học Bình với anh vào lúc này? Chu Cẩn Du vẫn bình tĩnh nói. Anh có nghe chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Samsung không? Có nghe, phương án bị Từ Học Bình bác bỏ. Có điều hắn tính lần trước tới chỗ anh làm khách nói rất nhiều chuyện, nhưng không nói tới chuyện chính thái có liên quan gì tới chuyện đầu tư này. Giọng bên kia ra chiều nghi hoặc. Không liên quan gì tới chính thái, em chỉ muốn nói với anh, Từ Học Bình vì có dính líu lợi ích nên mới nhúng tay vào chuyện này. Vậy em nói ra xem nào, anh cũng muốn biết Từ Học Bình hiện giờ đã biến thành như thế nào rồi. Chu Cẩn Du đem chuyện Tạ Kiếm Nam nói với Trương Thiết Lâm nói ra, đầu kia điện thoại im lặng rất lâu mới nói. Trương khác có phải cậu thiếu niên có va chạm với Kiếm Nam không? Có cơ hội anh muốn gặp xem sao, chuyện này từ đầu tới cuối chặt chẽ, không giống phong cách làm việc của Từ Học Bình, ông ấy làm việc không vòng vo như thế, hơn nữa thân là một tỉnh trưởng, dù có dính líu lợi ích, vì sao phải chen vào vũng nước đục của Huệ Sơn? Nếu không có Từ Học Bình giúp, bằng vào một thằng nhóc thì làm nổi chuyện gì? Giống con trai, Chu Cẩn Du cứ nhắc tới Trương khác là khó chịu. Cho dù y có chút tài về thương nghiệp, làm được một vài chuyện, nhưng sau lưng không có Từ Học Bình, làm sao y ngăn được kẻ khác cướp thành quả trong tay. Năm xưa anh suy bụng ta ra bụng người, nhận định Từ Học Bình không cha anh, nên giờ mới phải giúp vào chỗ này dạy học. Có thể nghe được người bên kia đang cười, dù giọng rất khàn. Thiếu niên này không đơn giản, em mà cho rằng cậu ta là con rối của Từ Học Bình thì quá võ đoán rồi. Muốn nhìn rõ chuyện này cũng dễ thôi, trên tỉnh dù sao cũng không thể quản hết chuyện ở dưới. Chuyện hợp tư em cứ tỏ ra kiên quyết một chút, xem Từ Học Bình có phản ứng gì. Chẳng may làm căng quá. Ha ha ha, thì hy sinh vài con dê thế tội. Người kia giọng trở nên âm hiểm. Kẻ ác để người khác làm, thái độ của em chỉ cần trì hoãn thôi. Với chuyện liên doanh, thận trọng không phải là sai, xem Từ Học Bình có nhảy ra không. Nếu Từ Học Bình có cố xen vào, Chu gia chúng ta cũng không sợ ông ta. Những người ông ta cha năm xưa, có người bị ngã, có người vẫn đứng vững. Còn cả người mà ông ta tra ra không nổi, nếu ông ta nhảy tới trung kỳ ủy thì khó làm gì nổi, nhưng ông ta lại đi làm tỉnh trường. Đó là chỗ thất sách của ông ta, ở địa phương làm gì có ai sạch sẽ nổi. Chu Cẩn Du cúp điện thoại, đang định sâu chuỗi lại mọi việc thì tiếng gõ cửa vang lên, Mã Duệ mời ba ta tới văn phòng Triệu Dương. Chu Cẩn Du đứng lên, tay chống mặt bàn nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tới ngay. Động tác tay chống mặt bàn của Chu Cẩn Du có chút nam tỉnh. Phù hợp với tính cách mạnh mẽ của bà ta. Ở quan trường, phụ nữ leo tới vị trí cao như Chu Cẩn Du như sừng lân lông phượng, ở cái thế giới nam nhân có ưu thế tuyệt đối này, không mạnh mẽ, phụ nữ khó mà đứng vững được. Chỉ là bà ta mạnh mẽ tới độ làm người ta không chịu nổi,
Mã Duệ không nói gì, lùi ra trước. Trương Khác và Hứa Tư lần này theo Diệp Kiến Bân tới bái phỏng Triệu Dương, với thân phận cổ đông thực nghiệp Gia Tin, vì chuyện liên doanh, sẽ còn phải chính thức tiếp xúc với phương diện Tuệ Sơn. Thái độ của Triệu Dương rất ớ mờ, chỉ nói sẽ trịnh trọng tiến cử cho thị trưởng Chu Cẩn Du, ông ta và Chu Cẩn Du phân công rõ ràng, đột nhiên xen vào chuyện chính phủ không tốt lắm, chiếu cố tới nữ đồng chí, nên ông ta đích thân dẫn đám Trương Khác xuống lầu tìm bà ta, tiện thể đưa bọn họ tham quan tòa nhà. Khi đi qua phòng họp chính phủ, vừa khéo nghe thấy Trương Thiết Lâm quát tháo trong đó, ở ngoài nghe một lúc, chẳng thấy bên trong yên tĩnh lại, mà càng lúc càng gay gắt, Triệu Dương liền bảo Mã Duệ vào cảnh cáo bọn họ, không ngờ tự nhiên bị chửi ột câu, Triệu Dương dễ tính đến đâu cũng không thể giữ bộ mặt tươi cười được nữa. Triệu Dương không tới chỗ Chu Cẩn Du nữa, dẫn đám Trương Khác về phòng, đường dây điện thoại văn phòng Chu Cẩn Du cứ bận suốt, liền sai Mã Duệ xuống gọi bà ta lên. Tính cách Chu Cẩn Du còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, làm Triệu Dương nghĩ thôi cũng đau đầu. Triệu Dương sau khi tới Huệ Sơn là bắt đầu đau đầu rồi, nếu quá ép Chu Cẩn Du thì ông ta chỉ chuốc lấy cái tiếng bắt nạt phụ nữ, nhưng mềm mỏng một chút là bị Chu Cẩn Du leo lên đầu ngay. Chu gia và Từ Học Bình có chút ân oán, Trương Khác không phải là hoàn toàn không nhận ra, chỉ là không rõ chi tiết, vì Từ Học Bình không muốn nói tới chuyện xưa, Tạ Vãn Tình cũng không làm thay người khác kể cho Trương Khác, Triệu Dương thì biết một chút. Chu Cẩn Tỷ anh cả của Chu Cẩn Du trước khi điều tới trung tổ bộ bị Từ Học Bình bí thư kỷ ủy cùng tỉnh chặn lại, làm Chu Cẩn Tỷ phải lui từ vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh. Sau vụ án chưa thành lập đã bị triệt chiêu đó, Từ Học Bình bị điều tới tỉnh Đông Nam làm bí thư chính pháp ủy. Khi đó Từ Chí Minh đã lập hải dụ rồi, theo nguyên tắc tổ chức khi đó cũng yêu cầu tránh được thì tránh, không tránh mới xử lý đặc thù, Từ Học Bình vốn có thể không tới Đông Hải nhậm chức, đại khái là có kẻ muốn đợi ông sơ hở. Từ Học Bình thân ở vị trí cao, có người kính ông, sợ ông, nhưng ông không hòa hợp lắm với những quan viên khác, một là vì có liên quan tới cá tính của ông, hai là quan viên ở tầng cấp ông cũng ít nhiều biết chuyện nông sâu trong đục. Triệu Dương là thành viên của Thường ủy tỉnh, chuyện Tân Quang, Cẩm Hồ từ khi Trương Khác lên kỷ ủy trình bày báo cáo thì ông ta đã biết, quan hệ ngoài báo cáo, ông ta cũng biết phần nào. Trước khi Diệp Kiến Bân dẫn Trương Khác tới, ông ta cũng rất mong muốn được gặp thiếu niên này một lần. Quả nhiên không làm ông ta thất vọng, hiển nhiên tài liệu y trình báo lên tỉnh chưa phải là toàn bộ. Nhưng Việt Tú HK đăng ký tại Hong Kong, đúng là có thể không đưa vào báo cáo, hơn nữa thiếu niên này mượn đường Hong Kong muốn đẩy Samsung đi, ôm Hương Tuyết Hải vào lòng, dựa thế chính trị Hong Kong sắp trở về, nhà nước trấn an vỗ về phương diện Hong Kong, lại lợi dụng thanh danh của các cảnh thành, khí phách, mưu cơ đều làm người ta thán phục. Triệu Dương lật xem phương án liên doanh do thực nghiệp Gia Tín soạn thảo. Khóe mắt quan sát Trương Khác, trầm tính nhàn nhã, nếu chỉ nhìn y mà không xem hồ sơ, đúng là không tin y mới 18 tuổi. Triệu Dương còn nhớ tới một chuyện khác, Trương Chi Hành hẳn đã tới trưởng đảng tỉnh học tập rồi, học tập xong nếu điều không ta tới Huệ Sơn nhận chức thì chắc là sẽ thú vị lắm. Triệu Dương khá đau đầu với Chu Cẩn Du, nếu có thể điều một người sẽ làm Chu Cẩn Du đau đầu tới thì đúng là rất đáng trông đợi. Triệu Dương nghĩ thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 350, mụ già độc ác. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Dương vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Cẩn Du đi vào. Bí thư có chuyện tìm tôi. Mắt thì lại nhìn lên ghế sofa lướt qua Diệp Kiến Bân, Trương Khác rồi dừng trên mặt Hứa Tư, mày hơi nhướng lên, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy dung nhan diễm lệ của Hứa Tư đều cảm thấy như gai đâm một cái, khác biệt chỉ ở chỗ, người cảm thấy gai đâm vào mắt. Có người cảm thấy gai đâm vào tim. Từ chi tiết Chu Cẩn Du đẩy cửa đi vào không đợi Triệu Dương lên tiếng, Trương Khác nhận ra tính cách chủ động và mạnh mẽ của bà ta, loại tính cách này không được người ta hoan nghênh lắm, nhưng một phụ nữ muốn chen chân lên vị trí cao, không có tính cách này là không được. Thị trưởng Chu, mời đồng qua đây là muốn giới thiệu Thiệu với đồng chí vài người bạn. Triệu Dương tươi cười đứng dậy, như chuyện liên quan tới Trương Thiết Lâm hoàn toàn không xảy ra. Vị này là ông Diệp Kiến Bân của Thịnh Hâm, đây là tiểu thư Hứa Tư của Việt Tú Hong Kong. Hứa tiểu thư thành người Hong Kong từ khi nào thế? Chu Cẩn Du nhìn Hứa Tư chằm chằm, nói bóng nói gió. Hứa Tư chưa từng thấy người phụ nào mạnh mẽ như thế, tới mức sỗ sàng, mất lịch sự, nhưng ánh mắt cực kỳ lợi hại, ngay câu đầu tiên đã ngọt nhạt làm cô không xuống nước được, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô sợ nhất là người ta nhắc tới chuyện cũ, không ngờ Chu Cẩn Du là loại người như thế. Thì ra công ty Hong Kong tới Huệ Sơn đầu tư phải qua thẩm tra chính trị. Triệu Dương giới thiệu, Diệp Kiến Bân,
Hứa Tư lần lượt đứng dậy, Trương Khác cũng chuẩn bị đứng dậy, nghe Chu Cẩn Du đụng chạm tới Hứa Tư, biết bà ta không có ý tốt, bất chấp gây thêm căng thẳng, y không thèm đứng dậy nữa, đá lại một câu. Vừa rồi phương án đầu tư của Thực Nghiệp Gia Tin bị tổ đàm phán xé ngay trước mặt người ta, chẳng lẽ vì loại duyên cớ này? Chúng tôi trừ đại biểu Việt Tú HK tới đây, còn đại biểu cho Thực Nghiệp Gia Tín, ông Cát Minh Đức chủ tịch Thực Nghiệp Gia Tín có việc không thể tới, tôi đã trình bày rõ với bí thư Triệu Dương rồi. Sắp tới ngày Hong Kong trở về, giới tư bản hai vùng qua lại liên tục, đây cũng là chuyện tầng tối cao TW thúc đẩy, Chu Cẩn Du ít nhất lúc này không gánh được ác danh cản trở hòa hợp dân tộc. Huống hồ Thực Nghiệp Gia Tín là công ty thuộc Cát Gia Hong Kong, Việt Tú chỉ là cổ đông thứ hai mà thôi. Trương Khác cũng không ngờ bà già này đúng là độc ác, xem ra dù Thực Nghiệp Gia Tín có liên doanh thành công cũng phải đề phòng bà già này giở trò sau lưng, trước tiên đem Cát Gia ra chắn đã, đợi Hương Tuyết Hải Thành đạt rồi, mới không sợ bà ta nữa. Triệu Dương chưa bao giờ thấy Chu Cẩn Du bị người ta dùng lời đáp trả ngay tại chỗ, trong lòng khoái lắm, cũng chẳng giải vây, đứng bên bình tĩnh nhìn khuôn mặt bà ta hơi đỏ lên. Chắc là trong lòng bà ta chắc đang cực kỳ khó chịu. Trương Khác nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du, hai nhà đã trở mặt rồi, chẳng cần phải tử tế với bà ta. Bị Trương Khác đá lại một câu, Chu Cẩn Du tức tới tí nữa ngạt thở, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ trấn định, nói. Phương án liên doanh của Thực Nghiệp Gia Tín tôi đã được thư ký Trương nhắc qua, khi cuộc đàm phán giữa Samsung và Hương Tuyết Hải đi tới bước cuối cùng thì Thực Nghiệp Gia Tín đột nhiên xen vào, làm người ta cảm thấy quá bất ngờ. Hơn nữa, thư ký Trương là tổ trưởng tổ đàm phán, vậy mà phương án liên doanh lại còn xem sau người dưới, trong lòng tất nhiên không vui. Tôi thấy thư ký Trương sẽ không từ chối thiện ý đầu tư, chuyện liên doanh của Hương Tuyết Hải, thành phố đem quyền giao cho tổ đàm phán, còn về phần có hoan nghênh Thực Nghiệp Gia Tín tham gia hay không, tất cả phải xem ý kiến tổ đàm phán. Trương Khác không hiểu vì sao Chu Cẩn Du lại đẩy Trương Thiết Lâm lên giàn lửa, lời này cả bà ta đã gạt cả Triệu Dương và bà ta ra khỏi đàm phán liên doanh. Song bà ta vẫn có thể thông qua Trương Thiết Lâm khống chế tiến độ đàm phán. Có điều tình hình giờ khác rồi, trong tổ đàm phán, Trương Thiết Lâm vốn chẳng có uy tín gì, chỉ dựa vào Chu Cẩn Du chống lưng, qua chuyện hôm nay chút uy tín cuối cùng của hắn chỉ sợ đã mất sạch, còn xung đột với các thành viên khác. Ngoài tổ đàm phán hắn chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể, nếu vô lý gây chuyện, Triệu Dương có nhân nhượng không? Trừ khi Samsung đưa ra nhượng bộ lớn, đề xuất phương án gần giống Thực Nghiệp Gia Tín. Thực sự không nghĩ ra Trương Thiết Lâm còn có tác dụng nào khác. Nếu như Chu Cẩn Du muốn đẩy hắn lên giàn lửa thì mặc bà ta, dù sao đó là người bà ta, Trương Khác đứng dậy, nói với Triệu Dương, Chu Cẩn Du. Vậy thì tốt rồi, bí thư Triệu, thị trưởng Chu, tôi tin tưởng tổ đàm phán sẽ trung thực bảo vệ lợi ích của Huệ Sơn và Hương Tuyết Hải. Chúng tôi mặc dù tham gia có hơi đột ngột, nguyên do là không muốn một thương hiệu có tiếng của dân tộc bị mất đi, trong phương án chúng tôi đề ra. Có 3 điều kiện có lợi cho Hương Tuyết Hải. Thứ nhất, lấy việc phát triển vững mạnh thương hiệu Hương Tuyết Hải là trách nhiệm của mình, Thực Nghiệp Gia Tín hứa sẽ không phát triển sản phẩm điện tử thương hiệu khác có liên quan. Thứ hai, Hương Tuyết Hải là nhãn hiệu có tiếng trong nước, giá trị thương nghiệp không thể bỏ qua, chúng tôi chấp nhận đem nó tính vào tài sản liên doanh. Thứ ba, bất kể hiện tại hay tương lai, khoản đầu tư của Thực Nghiệp Gia Tín sẽ không thấp hơn Samsung. Hong Kong sắp trở về rồi, do doanh nghiệp Hong Kong đầu tư. Rốt cuộc là xí nghiệp trong nước, chính phủ Huệ Sơn khi mời gọi đầu tư, chẳng lẽ không cân nhắc nâng đỡ sản nghiệp dân tộc. Chu Cẩn Du nhếch miệng cười lạnh, không nói gì cả, Triệu Dương lại thấy Trương Khác rất có tài diễn giảng, biết giơ cao ngọn cờ chấn hưng xí nghiệp dân tộc, làm người ta cảm thấy từ chối phương án của bọn họ là tội nhân dân tộc. Chuyện còn liên quan tới Diệp gia, Cát gia nữa, Chu gia đã có hiềm khích với Từ gia còn muốn đụng chạm tới hai gia tộc kia. Triệu Dương muốn xem Chu Cẩn Du còn vô lý tới mức nào nữa. Tất nhiên Triệu Dương cũng không hàm hồ, lập tức tỏ thái độ. Tôi đại biểu cho Huệ Sơn hoan nghênh Thực Nghiệp Gia Tín tới Huệ Sơn đầu tư, thị trưởng Chu, về việc liên doanh, đồng chí hãy đích thân nói với tổ đàm phán, để Thực Nghiệp Gia Tín tham gia cạnh tranh với Samsung, thành phố sẽ không thiên vị bên nào. Cạnh tranh công bằng là tất nhiên, nhưng với thực lực của Thực Nghiệp Gia Tín có khả năng thực hiện 3 lời hứa kia không thì tổ đàm phán phải cân nhắc cẩn thận mới được. Chu Cẩn Du không ngốc, tóm lấy ngay nhược điểm lớn nhất. Mời gọi đầu tư không thuần túy là thu hút tài chính, còn phải tham khảo kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của xí nghiệp nước ngoài, vì điều này cho dù phải hy sinh một chút cũng là đáng giá. Liên doanh với Samsung, có lẽ hơi thiệt cho Hương Tuyết Hải, nhưng nhà máy liên doanh đặt ở Huệ Sơn, nhân công là người dân Huệ Sơn, nộp thuế đưa vào tài chính Huệ Sơn,
đó đều là vấn đề tổ đàm phán suy tính, chứ không phải chỉ biết nói dễ nghe bằng miệng. Triệu Dương thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cười xòa. Thị trưởng Chu cân nhắc toàn diện như vậy là tốt rồi. Trương Khác chẳng muốn nói thêm, Chu Cẩn Du cũng chẳng muốn ở lại văn phòng Triệu Dương, lập tức rời đi. Buổi tối, đám Trương Khác mời Triệu Dương dùng cơm ở khách sạn Sơn Trang Tử Trúc Các trên núi Kê Thủ ngoại thành Huệ Sơn. Vốn định mời tiệc ở khách sạn Huệ Sơn, nhưng Triệu Dương nói ở đó đông người phức tạp, muốn đến chỗ thanh tĩnh hơn liền tiền cử Tử Trúc Các. Trương Khác, Diệp Kiến Bân chưa từng nghe tới nơi này, nhưng Triệu Dương giới thiệu, có lý nào lại không nể mặt. Xe đi lên núi, thấy nơi này các công trình còn rất mới mẻ, đây là khách sạn mới khai trương không lâu, nhưng mang cảm giác lắng sâu bên trong, giống khí chất tỏa ra trên người Triệu Tử tổng giám đốc của Tử Trúc Các. Triệu Tử tuổi tương đương với Tôn Tĩnh Hương, nhưng dung nhan càng yêu kiều hơn, đều là nữ nhân mỹ lệ. Mặc dù dung mạo Hứa Tư xuất sắc hơn cả, nhưng lời hôm nay của Chu Cẩn Du vẫn vướng mắc trong lòng, nên sắc mặt hơi ảm đạm, lặng lẽ đứng sau Trương Khác, rất ít nói. Chương 351, Tạ gia nhẫn nhịn. Tử Trúc Các hôm nay không có khách, Triệu Tử nói nghe bí thư Triệu muốn tới ăn cơm, cô ta đã từ chối hết các cuộc gọi đặt chỗ khác, nói là đã kín chỗ. Trương Khác muốn Hứa Tư về khách sạn Huệ Sơn trước, nhưng Hứa Tư thấy ở bên Trương Khác an tâm hơn, đến nơi u tĩnh này mới khẽ thở ra một hơi, nói nhỏ với Trương Khác. Khách sạn Huệ Sơn quá hào nhoáng, nếu ở nơi này thì tốt quá. Trương Khác hiểu tâm tình của cô, khẽ nắm bàn tay mềm. Khi nhập tiệc, Triệu Tử cũng tham gia. Triệu Dương dẫn bọn họ tới đây ăn cơm đúng là bất ngờ, nhưng ông ta và Chu Cẩn Du bình hành lâu như thế, hẳn sẽ không vì chuyện liên doanh mà xung đột với Chu Cẩn Du, như vậy xem ra Trương Thiết Lâm đúng là nhân vật rất quan trọng. Trong bữa tiệc, Trương Khác hỏi Tử Trúc Các còn phòng khách không, Triệu Dương trả lời thay Triệu Tử. Người thường tôi không giới thiệu đâu, Tử Trúc Các còn có cả suối nước nóng không tệ. Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Kiến Bân rời khỏi Huệ Sơn, Tôn Tĩnh Hương đến trưa mới đi. Chiếc VS40 mặc dù không phải xe cao cấp, nhưng ở Huệ Sơn không có kiểu hình xe tương tự, thành ra quá bắt mắt, Trương Khác liền nhờ Tôn Tĩnh Hương lái xe lên tỉnh thành. Trương Khác và Hứa Tư ở lại trong tiểu viện độc lập được thiết kế công phu của Tử Trúc Các, suối nước nóng chảy thẳng vào tiểu viện, còn nhờ quan hệ của Triệu Dương, mượn một chiếc xe của Tử Trúc Các. Ngày 18 tháng 4, dưới sự thúc đẩy của các bên, Tập đoàn Tân Quang cùng Sở Lâm nghiệp tỉnh và Cục Quản lý Lâm trường ký một loạt hiệp nghị hợp tác, trực tiếp quản lý 6 lâm trường quốc hữu, lấy quyền sử dụng đất nhập cổ phần, thành lập công ty trồng rừng, trong 2 năm đầu tư 200 triệu tiền trồng rừng, tranh thủ trước năm 98 phủ xanh hết đất chống đồi núi chọc. Công ty trồng rừng tiếp nhận công nhân lâm nghiệp thôi việc của các công ty lâm nghiệp, với quy mô trồng rừng 40 vạn mẫu, có thể tiếp nhận 3.000 công nhân, đó mới chỉ là bước đầu tiên. Tập đoàn Tân Quang Liên hợp Sở Lâm nghiệp công bố với bên ngoài, tiếp theo Tân Quang sẽ hợp tác với các cục lâm nghiệp địa phương, trong 2 năm diện tích trồng rừng lên tới 100 vạn mẫu, đồng thời xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy lớn nhất ở Trung Thượng Du Tiểu Giang. Đầu tháng 3, hệ thống lâm nghiệp tỉnh bộc phát vụ án làm giả con số, gây chấn động cực lớn, quan viên hệ thống lâm nghiệp tỉnh bị điều chỉnh với quy mô hiếm có, làm mạng lưới lợi ích trong hệ thống lâm nghiệp tỉnh bị đánh tan nát. Hơn nữa kỷ ủy đang nghiêm tra vụ án tham ô hủ bại trong hệ thống lâm nghiệp, không ai biết còn gây ra phong ba lớn thế nào. Quan viên hai cấp tỉnh thành biết nội tình tất nhiên hiểu hành động của Tân Quang có hàm ý vá lỗ hổng cho hệ thống lâm nghiệp. Tạ Kiếm Nam nghe thấy tin tức này hoàn toàn không hiểu Trương Khác xuất phát từ suy tính gì có bước đi lớn như thế, cho dù có vì lấy chính tính cho từ học bình cũng không cần ném mấy tỷ vào, mà vì hạng mục nhất thể hóa, với sản năng của Tân Quang chỉ cần 20, 30 vạn mẫu rừng là đủ rồi. Cho dù đầu tháng 3 không rút cổ phần khỏi Cẩm Hồ thì lúc này hắn cũng rút, lần đầu tiên Tạ Kiếm Nam nhìn không thấu ý đồ của Trương Khác. Cùng ngày hôm đó Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại của Tạ Hán Minh, bảo hắn và Tạ Chiêm buổi tối trở về Huệ Sơn. Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại lập tức gọi Tạ Chiêm theo hắn, trước khi trời tối về tới Huệ Sơn, về đến nhà, gặp được một người hắn không ngờ tới. Bác, sao bác lại tới đây? Chu Cẩn Tì năm nay 56, ít hơn Từ Học Bình 1 tuổi. Người cao gầy, tóc hoa râm, trông như ông già thất tập cổ lai hy, nhưng đôi mắt sáng có thần, không mờ đục như của người già, để lại cho người ta ấn tượng rất sâu. Tạ Kiếm Nam còn nhớ từ khi bác hắn tới Đại học Đông Hải, chưa bao giờ tới Huệ Sơn. Sao bác lại không tới được chứ hả? Chu Cẩn Tì cười hỏi ngược lại. Tạ Chiếm cũng đã lâu không gặp ông ta, đi tới thân thiết nói. Cháu mời bác tới Huệ Sơn, lần đó bác không nhận lời,
sao hôm nay lại tới? Trừ Chu Cẩn Tỳ, Tạ Hán Minh, Tạ Hán Tĩnh còn có Tạ Vãn Sơn, Tạ Ý những hậu bối kiệt xuất của Tạ gia đều có mặt, Tạ Chiêm hậm hực nói. Mọi người không phải vì thằng nhãi lông còn chưa mọc hết mà tập trung ở đây chứ ạ? Có thể coi thường y được như vậy đã tốt rồi. Tạ Hán Minh thở dài, ý bảo Tạ Chiêm đừng nói linh tinh nữa. Mẹ con đâu ạ? Tạ Kiếm Nam hỏi cha. Đang họp trên thành phố, vẫn là cái chuyện liên doanh ấy. Tạ Hán Minh vừa dứt lời thì có tiếng xe đi vào sân, Chu Cần Du mặt khó đăm đăm xuống xe, vào nhà chính. Thấy mọi người tập trung ở phòng khách, Chu Cần Du cố gắng để đôi mày nhíu chặt giãn ra. Triệu Dương đã biết trước chuyện Tân Quang đàm phán hợp tác với Sở Lâm Nghiệp rồi, lần này Trương Khác, Diệp Kiến Bân tới Huệ Sơn cũng tiếp xúc với ông ta trước. Cuộc họp hôm nay vẫn thảo luận chuyện liên doanh của Hương Tuyết Hải, Triệu Dương không tham gia, nhưng thấy chuyện hợp tác giữa Tân Quang và Sở Lâm Nghiệp tỉnh, ông ta bắt đầu rõ ràng ngả về phía bên kia rồi. Tạ Hán Minh nói, vấn đề Hương Tuyết Hải thì anh không hiểu được trước kia bọn em nghĩ thế nào, hiện giờ tình hình rõ rồi, hành động của Tân Quang khiến mọi người giật mình hết chứ. Hệ thống lâm nghiệp tỉnh gây ra họa lớn như thế, Tân Quang rõ ràng đang sửa chữa cho tỉnh, khoản đầu tư 6 tỷ, cả bí thư Đào Tấn cũng phải nhận ân tình này. Còn rằng có ở vấn đề Hương Tuyết Hải không mấy ý nghĩa nữa, dù Huệ Sơn không thiên vị thực nghiệp Gia Tín thì cũng không được thiên vị Samsung, nếu không khiến cho trên tỉnh khó chịu, lần này thì không chỉ là một mình Từ Học Bình đâu. Tạ Kiếm Nam cúi đầu xuống, chuyện này từ đầu tới cuối hắn không gây được chút trở ngại nào cho Trương Khác, rất không cam lòng. Ngoài ra nếu Trương Khác bị kiềm chân ở đây không chú ý tới Ái Đạt thì âm mưu của hắn càng dễ dàng hơn. Tạ Hán Tĩnh cũng tỏ thái độ tán đồng. Dù sao chuyện Hương Tuyết Hải không liên quan mấy tới chúng ta, ngăn được thì ngăn, không được thì thôi. Bảo mọi người tới đây là để kiểm điểm lại sai sót có khả năng tồn tại của chúng ta trước kia, tôi đã gọi điện cho Chu Phú Minh, sau khi chúng ta rút khỏi Cẩm Hồ, Vãn Tình cũng hoàn toàn rút hết cổ phần của Hải Dụ đi, nó làm thế có ý đồ gì? Nếu nó cho rằng bản thân còn chút dính líu với Tạ gia nên mới làm thế thì chúng ta phải cẩn thận. Chú ba nói Vãn Tình rút cổ phần đi là để cho thằng nhãi Trương Khác tiện ra tay với chúng ta. Tạ Chiêm vẫn không coi Trương Khác vào đâu, hắn và Tạ Kiếm Nam có kế hoạch rồi, nhưng lúc này không nói ra được, trong lòng có chút bức bối. Đương nhiên cũng có khả năng thuần túy là vì lần hợp tác này của Tân Quang với Sở Lâm Nghiệp tỉnh thôi, Từ Học Bình là loại người ăn miếng cơm còn lau miệng 3 lần, sợ cơm dính lên mép. Chu Cẩn Tỳ chậm rãi nói. Ông ta quen tóm gáy người khác, người ta tóm gáy ông ta thì khó lắm. Tạ Kiếm Nam hiểu ra, ngạc nhiên hỏi. Vậy ý chú ba là muốn chúng ta nhẫn nhịn? Tạ Hán Minh lạnh nhạt nói. Lúc này Từ Học Bình như mặt trời giữa trưa, vị chủ sự quốc vụ viện cũng rất tán hưởng người như ông ta, bất kể bao người căm hận ông ta, trong khóa này đừng mơ lật đổ ông ta được. Còn Tân Quang đi nước cờ lớn như thế. Trong quy hoạch hạng mục làm bột giấy tới 5 tỷ kia là miếng bánh cực lớn, trên tỉnh không biết bao nhiêu người đang thèm nhỏ dãi. 5 tỷ. Tạ Kiếm Nam khinh bỉ. Đúng là khoác lác. Bất kể có phải y nói khoác hay không, nhưng hiện giờ Tân Quang đã đưa ra tiền mặt trồng rừng thực sự, hơn nữa ra tay một cái là ném vào 200 triệu, giải cứu cho tỉnh. Trương Chi Hành tới trường đảng học tập rồi, chuyến này phá cách đề bạt gần như chắc chắn. Tạ Hán Tĩnh quay sang hỏi. Anh Chu, anh thấy chúng ta hiện giờ nên làm thế nào? Tạ Hán Tĩnh còn nhờ trước kia Chu Cẩn Tỳ phán đoán Từ Học Bình là cứng quá dễ gãy đáng tiếc, Từ Học Bình cứng mà không gãy, sĩ đồ lại còn ngày càng thuận lợi. Từ Học Bình không phải là người hồ đồ, chỉ là giỏi nhẫn nhịn mà thôi, nhưng nỗi đau tuổi già mất con, tuyệt không thể lặng lẽ gạt bỏ được. Tạ Hán Tĩnh nhìn em trai, lòng nghĩ ân oán hai nhà Chu Từ, đáng lẽ Tạ Hán Minh không nên dính vào mới đúng. Chu Cẩn Tỳ trầm ngâm một lúc mới nói. Kéo ngã Từ Học Bình ngay lập tức là không thể, chỉ đành cố gắng đưa ông ta rời khỏi Đông Hải, điều này thao tác không khó, trước kia điều ông ta tới Đông Hải là trung tổ bộ có sơ suất, nếu đã phát hiện sơ suất nên sửa lại là chuyện tất nhiên. Trước lúc đó, tôi thấy chúng ta không nên có tranh chấp gì. Chương 352, Đêm Trăng Từ Trúc Các. Trong vườn nhỏ ở biệt viện của Từ Trúc Các, có bồn hoa rất khác biệt. Những đóa hoa tím đang nở rộ mà Trương Khác không gọi ra được tên, trong ấn tượng của Trương Khác, chỉ có người anh mê làm vườn, mới làm được khu vườn tinh tế thế này. Hứa Tư rất thích nơi đây nhưng cô càng thích trạch viện Trương Khác chuẩn bị hình ở Hải Châu hơn, tiếc là cơ hội tới đó ở quá ít. Mấy ngày qua Trương Khác luôn ở tiểu viện có suối nước nóng này cho Hứa Tư khuây khỏa, chuyện đàm phán đã có Phó Gia Tuấn, Đào Hành Kiệt, y không cần quan tâm.
Ngày 16 Tôn Thượng Nghĩa tới nội địa làm việc, y tiếp đãi ở Tử Trúc Các luôn, hoàn toàn không rời núi Kê Thủ nửa bước. Sắc trời mờ tối, Trương Khắc và Hứa Từ từ trên núi tản bộ trở về, nếu như y biết rằng đêm nay các nhân vật chủ yếu của Tạ gia vì y mà tụ tập lại, hẳn là đủ kiêu ngạo rồi. Trương Khắc không biết điều này, nhưng hôm nay sau khi tin tức Tân Quang hợp tác với Sở Lâm Nghiệp truyền ra, Triệu Dương gọi điện thoại tới, giọng thân thiết hơn một chút, còn sai thư ký trưởng thành ủy thay mặt ông ta đi nghe cuộc họp nội bộ của tổ đàm phán, xem ra chuyện liên doanh sắp có tiến triển rồi. Chuyện liệu có thuận lợi không? Hứa Từ tựa vào người Trương Khắc, ngẩng đầu nhìn y, côi môi tươi mềm như cánh hoa mang chút lo lắng. Chị nói mụ già hung ác đó hả? Trương Khắc cười khẩy. Mụ ta mà cản trở thì càng dễ cho chúng ta, cùng lắm thì binh tới nước năn, nước lên đê chắn. Có một số tầng cấp mâu thuẫn không phải dùng sức người có thể can dự vào. Trật tự tài chính và pháp luật trong nước còn mang nhiều tính chất tùy ý, có thể nói triều vua vào triều thần đó cũng không quá, có điều giờ không có gì phải lo cả. Sự điềm đạm tự tin của Trương Khắc luôn làm Hứa Từ nhìn mà say mê, nơi đây là tiểu viện u tĩnh không người, có thể thoải mái giúp vào người y. Có tiếng bước chân tới gần, Hứa Từ rời khỏi lòng Trương Khắc, là Phó Tuấn tới, hắn cố ý giẫm mạnh chân tránh Hứa Từ xấu hổ. Bí thư Triệu tới Tử Trúc Các. Phó Tuấn vào báo. Tôi và Hứa Từ sẽ tới ngay. Trương Khắc và Hứa Từ tới gặp Triệu Dương, ông ta và Triệu Tử đang ngồi uống trà, tay trong tay, thấy hai người họ vào mới buông tay ra, cười nói. Cuộc sống trong núi thế nào? Uổng cho tôi còn bảo giám đốc Triệu cho hai người mượn xe, hai người lại chẳng dùng tới một lần. Trương Khắc mỉm cười đáp. Chúng tôi đâu có ngày trăm công nghìn việc như bí thư Triệu, nên mới có thể trốn vào núi Tiêu Giao. Thật khiến người ta hâm mộ. Triệu Dương nói thể chỉ để Triệu Tử dễ chịu hơn. Cậu trốn trong núi thì yên tĩnh rồi, bên ngoài lại rất náo nhiệt, hạng mục 6 tỷ Tân Quang ném ra, chẳng khác nào một quả bom lớn. Nghe Lão Hắc nói, Chu Cẩn Du hôm nay họp khí thế xẹp xuống rất nhiều, tôi thấy chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Thực Nghiệp Gia Tín có thể thành đấy. Chẳng phải nhờ công sức của bí thư Triệu sao? Trương Khắc khéo léo nói. Chuyện Chu Cẩn Du rút lui nằm trong dự liệu rồi, Triệu Dương chẳng có hành động mang tích thực chất nào, y nói thế chỉ là để lấy lòng mà thôi. Buổi tối Triệu Dương có an bài khác nên không ở lại lâu, say ngà ngà rời đi. Uống rượu xong, thú tiêu khiển tốt nhất là uống trà rồi, Trương Khắc và Hứa Từ ở Tử Trúc Các mấy ngày đã rất thân với Triệu Tử, đêm khuya rảnh rỗi, ba người thường ngồi uống trà tán gẫu. Triệu Tử quen Triệu Dương khi làm ông ta làm bí thư huyện ủy huyện Tân Dương, mỗi lần Triệu Dương đều đi đâu. Cô ta liền tới đó mở Tử Trúc Các, đây đã là cái thứ tư rồi. Hứa Từ rất hợp với Tôn Tĩnh Hương, Triệu Tử, đại khai là vì cùng hoàn cảnh như nhau, Hứa Từ rất thích ở cùng Triệu Tử. Hôm nay Triệu Dương tới chơi, Tử Trúc Các không có khách, bên đêm tĩnh mịch, ngồi uống trà nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, cảm giác hết sức thích ý. Tỉnh rượu rồi, trước khác Hứa Từ tạm biệt Triệu Tử trở về biệt viện của bọn họ, Hứa Từ nói. Đợi mọi việc ổn rồi. Tôi sẽ mở quán trà nơi cậu hay tới, cậu đi tới đâu, tôi theo tới đó, buổi tối đợi cậu tới uống trà rồi mới thả cho cậu đi, không thèm kinh doanh nữa. Trương Khắc ôm chiếc eo thon thả của Hứa Từ, với tay hái một bông hoa cài lên tai cô, ngửi hương thơm từ trên người cô luồn qua cánh mũi, đó không phải hương thơm ngào ngạt, mà thứ hương thơm thoang thoảng dịu mát khiến người ta bồi hồi, từ từ lan tỏa trong cô tịch phát ra quyến rũ vô hạn. Chỉ cần chị vui là được rồi, tiền sinh ra là để tiêu mà. Hứa Từ nhoẻn miệng cười, hai tay vòng qua cổ Trương Khắc. Vậy tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé. Bầu ngực ưỡn cao cọ sát vào ngực Trương Khắc, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ thuần khiết, làm trái tim Trương Khắc chao đảo. Điều Trương Khắc không chịu nổi nhất là dáng vẻ yêu thương của Hứa Từ, những lúc đó trái tim y cũng hết sức đau đớn, nhưng trước mặt người khác, Hứa Từ luôn kìm chế cảm xúc của mình. Trương Khắc vuốt ve gò má trơn mềm của Hứa Từ. Nhìn vào đôi mắt đen nháy sâu thẳm như bầu trời đêm của cô, cười hì hì. Muốn em đồng ý, hôm nay chị phải ngâm suối nước nóng với em. Không. Hứa Từ cười khúc khích đẩy Trương Khắc bỏ chạy vào phòng, Trương Khắc đuổi theo ôm chặt lấy cô, áp sát vào mông mẩy của cô, Hứa Từ bị Trương Khắc đè xuống bãi cỏ bên cạnh. Hứa Từ mặt đỏ bừng như say rượu, cơ thể uốn éo giãy giụa tránh những nụ hôn như mưa của Trương Khắc, làm y không sao hôn lên môi cô được. Hứa Từ vừa thở vừa van vỉ. Vào, trong nhà đã được không? Nhưng giọng nói yếu ớt đứt quãng, cùng sự chống trả nửa vời của càng khiêu khích Trương Khắc mãnh liệt, Trương Khắc dùng tay trái kẹp hai tay Hứa Từ lên đầu, hai chân khống chế cơ thể giãy giụa của cô, cởi váy cô ra,
Hứa Tư vẫn phản kháng làm y không thể tiếp tục cởi thứ phụ kiện còn sót lại, ngậm luôn cả bầu ngực cô lẫn chiếc áo lót ren khêu gợi, bắt đầu vừa nhai vừa nghịch, tuy cách lớp vải nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cơ thể mẫn cảm của Hứa Tư đã có phản ứng. Có ngón tay khẽ lách qua lớp áo vân vê núm vú của mình, Hứa Tư có thể cảm giác rõ ràng được nụ hoa của nàng bị chơi đùa bắt đầu hơi vểnh lên, má phấn đỏ bừng, vẫn hương bướng mím chặt môi dưới, nhưng như có một dòng điện từ núm vú bị nam nhân chơi đùa lan đi, làm người cô dễ chịu, vừa ngứa dâm ran, hết sức bứt rứt, hai tay bị Trương Khắc khống chế đã được thả ra lúc nào cũng không hay biết, vì cô quên phản kháng từ lúc nào rồi. Một thoáng thất thần, Trương Khắc đã di chuyển chiến trường lên trên đốt cháy đôi môi cô. Hứa Tư không kịp né tránh khiến y thành công, cái lưỡi mềm bị Trương Khắc uốn lấy, mút mạnh, Hứa Tư buông xuông phản kháng, hôn trả. Trương Khắc lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo lót của nàng, chỉ còn chiếc quần lót trắng bằng tơ, ngắn nhìn giai nhân trước mắt, Hứa Tư mặt đỏ dừ, hai núm vú nhô cao ngạo nghễ nhấp nhô theo hơi thở kịch liệt, làn da trắng như tuyết đầu mùa ửng hồng sau khi uống rượu, mắt lim dim phát ra ánh sáng quyến rũ vô tận làm Trương Khắc say mê. Chị đúng là yêu thích làm người ta đắm không thoát mình ra được. Nhắm mắt lại giao hết cho em được không? Nghe lời Trương Khắc, Hứa Tư thẹn thùng nhắm mắt lại, đợi Trương Khắc cởi hết y phục của y, ngoan ngoãn quấn tay lên cổ y, để y bế mình lên tiến vào ao nước nóng, cảm giác hơi nước nóng hầm hập từ ao nước nóng bốc lên giữa hai chân, quấn lấy eo, vươn qua bầu ngực, cơ thể nhũn ra, Trương Khắc đột nhiên buông tay, cơ thể cô tự do rơi xuống ao nước nóng. Á Hứa Tư thét lên vùng vẫy ngồi dậy, thấy Trương Khắc đứng giữa ao nước cười xấu xa. Cậu! Hứa Tư vừa tức vừa buồn cười, nhào tới muốn đẩy Trương Khắc ngã xuống nước, bị cơ thể ấm như ngọc của Hứa Tư đè lên, Trương Khắc thuận thế để cô đẩy xuống nước, gian manh giữ Hứa Tư ngồi lên người mình. Hứa Tư biết mình sập bẫy, vội đưa tay chống lấy ngực Trương Khắc không cho y làm bậy. Đừng ở trong nước được không, nước lọt vào trong đó, hôm nọ khó chịu chết đi được. Vậy chị cứ ngồi như thế được rồi, nếu không sau này em không tắm cùng chị nữa. Hứa Tư thừa biết y chỉ nói thế thôi, đời nào y chịu thỏa mãn với hiện trạng này, thầm nghĩ nếu hạ thân hai người không tách khỏi nhau sẽ không lo bị lọt nước, quả nhiên thấy thứ xấu xa kia tiến vào cơ thể mình một cách hư hỏng. Hứa Tư thẹn thùng nhéo Trương Khắc một cái, eo hông bắt đầu nhấp nhô, chỉ là tư thế này cô thật không quen, mặc dù hết sức thoải mái, nhưng một lúc là mệt chết người, cô càng thích nằm trên ngực Trương Khắc hơn. Trên núi không trăng, vì trăng trốn vào mây, trốn cảnh xấu hổ phía dưới. Chương 353, từ học bình mỏi mệt. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chẳng thể ở mãi tử trúc các được, ngày 20 tháng 4 Trương Khắc nhận được điện thoại của mẹ nói đã chọn được nhà vừa ý rồi, muốn y tới xem có vừa ý hay không. Hứa Tư về nội địa cũng được 10 ngày rồi, Hứa Duy cũng biết, thế nào cô cũng phải tới Hải Châu một chuyến. Ngày 21 tháng 4, Mã Hải Long tới đón Hứa Tư về Hải Châu, Phó Tuấn đưa Trương Khắc lên tỉnh thành, mẹ đã lên tiếng thì tất nhiên phải tới xem. Còn ý kiến thì không dám đề xuất. Căn nhà Lương cách chân nhìn chúng nằm ở bờ Nam Tiểu Giang, đứng ở trong sân có thể nhìn thấy mặt sông rộng mênh mông. Tiểu Giang chạy vắt ngang qua khu kiến thị, chia nó làm hai khu vực Nam Bắc, nối nhau bằng một chiếc cầu đá. So với khu phía bờ Nam phồn hoa thì bờ Bắc lạc hậu như nông thôn vậy, chỉ có phố gần cầu là có mấy cửa hàng lác đác, còn chỗ khác trông rất hoang vu. Mấy năm gần đây sau khi kinh tế bờ Nam phát triển lên, cảm thấy chật chội rõ ràng, nên từng bước tăng cường đầu tư bờ Bắc, không chỉ trường mới của Đại học Đông Hải xây ở bờ Bắc, mà cả Học viện Khí tượng, Học viện Du lịch cũng chuyển sang bờ Bắc. Nước sông Tiểu Giang rất đục, nhưng không nhìn gần, thì chấp nhận được, nơi này khung cảnh thoáng đãng, không xa là núi Kê Minh, khi Trương Khắc tới nơi thì trời chập tối, triền núi lãng đãng khói lam chiều, Trương Khắc hiếm có được một lần tán đồng với gu thẩm mỹ của mẹ, tất nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là Trương Chi Hành cảm thấy giá nhà nơi này hơi đắt, 5.000 một mét vuông, nếu ở chỗ khác, một biệt thự thế này chưa tới 3.000 một mét vuông. Trương Khắc nói với cha, nếu ba thấy bên kia rẻ hơn thì sang đó mua một cái nữa. Trương Chi Hành cười mắng con, ăn nói nhà giàu mới nổi vậy, hai mẹ con thấy chỗ này được thì chọn chỗ này vậy. Cha nói như thế, Trương Khắc định hát bài đợi ta có tiền rồi. Của dân giàu sổi, nhưng nghĩ cha già chẳng có mấy tế bào hài hước, nên không hát nữa. Buổi tối Từ Học Bình mời nhà Trương Khắc tới ăn cơm, ăn xong gọi cha con Trương Khắc vào thư phòng, đột ngột nói. Tạ gia có biết cháu nắm cổ phần ở Thực Nghiệp Gia Tín không? Điều này mặc dù trong tài liệu báo lên tỉnh cháu không nói rõ nhưng hẳn Tạ gia đã biết rồi ạ. Trương Khắc khẳng định chắn chắn Tạ Kiếm Nam biết rất rõ chuyện này,
vì nội gián hắn có tay trong là Cát Ấm Quân. Tự Học Bình dựa vào lưng ghế, mặt mang chút buồn phiền và mệt mỏi, qua rất lâu sau mới nói. Thật quá mệt mỏi. Ông đột nhiên nói thế làm cha con Trương Chi Hành cả kinh, Tự Học Bình như không cảm giác gì, tiếp tục nói. Lưu Hoa Sơn của Sở Lâm Nghiệp sắp sang tỉnh bên làm bí thư thành ủy, trước khi đi ông ta đưa cho bác bốn chữ cứng đầu cố chấp. Hả? Trương Khắc thốt lên kinh ngạc, trong lòng buông tiếng thở dài, mặc dù tệ nạn của hệ thống lâm nghiệp tỉnh có từ lâu, Lưu Hoa Sơn dù mới tới nhậm chức cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm, không ngờ Lưu Hoa Sơn lắc mình một cái, bị kỷ luật sang tỉnh bên làm bí thư thành ủy. Nhìn thần thái của Từ Học Bình, xem ra ông mệt mỏi là vì tranh chấp này, nhưng cái thể chế này là vậy, quan viên có trách nhiệm, ghét ác như thù vĩnh viễn sẽ bị cô lập, Từ Học Bình có công tích lớn đến đâu thì cũng vẫn cô độc. Mặc dù hệ thống lâm nghiệp tỉnh chỉnh đốn là do yêu cầu của Đào Tấn, nhưng đám quan viên kia chỉ hận Từ Học Bình người đã vạch trần cái xấu của bọn chúng ra. Đây là lần đầu tiên Từ Học Bình để lộ nội tâm của mình trước mặt Trương Khác, mỏi mệt. Trương Khác không biết nói gì, lúc này y sợ Từ Học Bình sinh ra thối chí, theo quỹ tích lịch sử, năm 1999 Từ Học Bình xử lý xong vụ án Đinh Hướng Sơn liền nghỉ luôn, chứ không tới chính hiệp hoặc hội đồng nhân dân quá độ như những quan viên khác. Khi đó ông mới 63 tuổi. Vãn Tình lần trước về nhà nói, Chu Cần Du bày đủ mọi trò làm khó chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Thực Nghiệp Gia Tín, nếu bọn họ đã biết cháu nắm cổ phần ở Thực Nghiệp Gia Tín vậy một số ân oán lâu năm kia bác cũng phải để cho cháu biết rồi. Từ Học Bình nói tới ân oán giữa ông và Chu Cần Tì, Trương Khắc không cảm thấy bất ngờ, có ân oán này quan hệ giữa hai nhà mới có lời giải thích hợp lý. Quan hệ cha con giữa bác và Chí Minh không thể nói là hòa hợp, nó quá ương ngạnh. Tới trước tai nạn kia vẫn một lòng tin tưởng vào Tạ gia, còn trách bác quá đa nghi, đem ân oán riêng tư của bác với Chu Cẩn Tỳ liên lụy với người khác. Nó chỉ nhìn thấy một mặt, không biết lợi ích là một đoàn thể liên kết chặt chẽ thế nào. Từ Học Bình đau khổ nói. Bọn chúng cho rằng người khác đều ngốc cả, bác thì nghĩ Hải Dụ có thua lỗ sạch cũng tốt, Chí Minh có thể triệt để thoát khỏi công ty, không dính dáng tới loại người đó nữa, vậy mà, tai nạn đó là điều không ngờ tới được. Rời khỏi Từ Học Bình. Lòng cha con Trương Chi Hành nặng trĩu, thực ra dù có thân ở vị trí cao như Từ Học Bình cũng như người thường, chuyện không như ý muốn rất nhiều, thậm chí còn nhiều chuyện phiền lòng hơn, càng chính trực càng như thế. Trong cả một hệ thống vì lợi ích mà liên kết chặt chẽ với nhau, nếu muốn phá vỡ lề thói cũ hủ bại, nếu chạm vào lợi ích của kẻ khác, dù người ở vị trí cao cũng phải trả giá. Trừ Lưu Hoa Sơn điều đi không hề mảy may tổn hại nào, việc điều tra đê điều Tiểu Giang cũng gặp trở ngại cực lớn, cuối cùng đành bỏ dở. Đấu đá tranh cãi hơn tháng trời, đành dùng phương án trung hòa, tỉnh sẽ tăng dự toán kiết thiết đề phòng lũ năm nay, đó là kết quả các phía đều muốn thấy. Đủ các loại chuyện như vậy, làm Từ Học Bình thấy mỏi mệt kiệt sức. Sĩ đồ gian hiểm, không thuận theo dòng là rất khó. Trương Chi Hành ngồi trên xe, buông một câu cảm khái. Vâng. Trương Khắc khẽ đáp lại một câu, cố lấy tinh thần cười nói. Trên đời đâu có chuyện gì đơn giản. Nhưng nếu mang tinh thần vô trách nhiệm đi làm quan thì lại nhẹ nhàng sung sướng. Trương Chi Hành mỉm cười, mắt nhìn dòng xe chạy bên ngoài, vô trách nhiệm với một số người thì dễ, với một số người lại chẳng dễ dàng gì. Nhà họ Trương tạm thời vẫn ở nhà Tạ Vãn Tình, sau khi quyết định mua căn nhà bên sông, liền dự tính mau chóng chuyển vào ở, nhà đã được trang hoàng đầy đủ rồi, chỉ thêm chút đồ gia dụng là có thể ở được. Ngày 22 tháng 4. Tin tức Samsung bí mật đàm phán liên doanh với City hữu hạn điện lạnh Mã An Sơn được báo kiến thần tung ra, chính phủ Huệ Sơn bị giáng một đòn mạnh. Chu Cẩn Du đành đích thân chỉ thị tổ đàm phán lấy tiếp xúc đàm phán với Thực Nghiệp Gia Tín làm trọng điểm, bù lại sơ suất của chính phủ trước đó. Phương án liên doanh do Thực Nghiệp Gia Tín đề xuất khá là hoàn thiện rồi, 10 năm sau là kỳ phát triển của điện lạnh, Hải Nhĩ Thanh đảo chỉ riêng lượng tiêu thụ tủ lạnh trong thời gian này tăng lên 60-70 lần, thời gian quan trọng hơn lợi ích nhất thời. Trừ khống chế cổ phần ra, Trương Khắc cho rằng Thực Nghiệp Gia Tín không cần tính toán quá chi li chi tiết, khiến đàm phán kéo dài, làm lỡ thời cơ. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đều ủng hộ ý kiến của Trương Khắc, hy vọng y tới Huệ Sơn một chuyến, chủ trì vòng đàm phán quan trọng cuối cùng. Trương Khắc ở tỉnh thành 3 ngày rồi lại tới Huệ Sơn, tiếc là lần này không có Hứa Tư đi cùng, cô nghỉ ở Hải Châu 2 ngày rồi về Hong Kong. Ngày hôm cô đi, Trương Khắc bị mẹ bắt đi chọn đồ gia dụng. Trương Khắc tới Huệ Sơn, liền trực tiếp tham gia đàm phán, ở việc đánh giá tài sản cố định, tài sản vô hình không quá khắt khe, đãi ngộ công nhân viên đều cố gắng cho phía Hương Tuyết Hải ưu đãi lớn nhất,
trọng điểm nằm ở phương diện sắp xếp tầng quản lý và chính sách ưu đãi của xí nghiệp liên doanh. Tổ đàm phán đề xuất thiết lập vị trí tổng giám đốc phía Trung Quốc, thấy Trương Thiết Lâm còn chưa nắm rõ tình thế, Trương Khắc không thẳng thừng không nể nang gì hết. Hong Kong năm sau trở về rồi, lúc này còn phân chia Hong Kong, Trung Quốc cái gì nữa? Về nhân viên quản lý, thực nghiệp Gia Tín trừ phái tổng giám đốc, tổng giám sát thị trường, tổng giám sát tài vụ ra, những vị trí trọng yếu khác đều sẽ tiếp tục thuê nhân viên quản lý của Hương Tuyết Hải dùng, tôi không biết tổ đàm phán muốn tranh chấp cái gì ở đây. Chẳng lẽ thư ký Trương định làm tổng giám đốc phía Trung Quốc? Trương Thiết Lâm trước kia chưa từng tiếp xúc với Trương Khác, chỉ nghe Tạ Kiếm Nam kể chuyện, nghĩ đúng là hạng ngang ngược ngông cuồng như miêu tả, bị những lời của y làm mặt đỏ tía tai. Có câu thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân, nhưng hai quan hệ với hai nhà Chu Tạ đã không còn đường vãn hồi nữa, Trương Khác chẳng ngán đắc tội thêm một Trương Thiết Lâm, nên chẳng cần lịch sự với hắn. Tới ngay Chu Cẩn Du cũng thay đổi thái độ với chuyện liên doanh rồi, Triệu Dương càng nhấn mạnh phải có kết quả trong thời gian ngắn, bằng vào nhân vật như Trương Thiết Lâm thì gây nên được sóng gió gì. Đàm phán kết thúc, hiện giờ không tiện mời riêng đám Quách Kiến ăn cơm nữa, Trương Khác bảo Đào Hành Kiện chọn nhà hàng. Hắn là người Huệ Sơn. Tới bãi đỗ xe, thấy chiếc Hồng Kỳ mà Trương Thiết Lâm mượn dùng của Hương Tuyết Hải còn đỗ ở đó, bọn họ vừa khỏi động xe, chiếc Hồng Kỳ liền áp sát, nhìn Trương Thiết Lâm thò đầu ra, Trương Khắc ngạc nhiên hạ cửa sổ xuống, tưởng hắn có gì muốn nói. Liên doanh thành công thì sao nào? Bọn mày đừng quên, đây là địa bàn Huệ Sơn, bọn mày mà kiếm được một xu từ đây, tao chuyển sang họ của mày. Trương Thiết Lâm ném sang một câu đe dọa rồi nghênh ngang lái xe đi. Trương Khắc bị lời này của hắn làm chẳng hiểu ra sao, lời uy hiếp trắng trợn của Trương Thiết Lâm chẳng làm y tức giận mà chỉ thấy buồn cười, hắn có tư cách gì mà nói lời này. Họ của tôi và hắn giống nhau mà. Trương Khắc nói đùa một câu rất vô vị, y thực sự không hiểu nổi vì sao Chu Cẩn Du lại chọn một tên thư ký tiểu nhân bất tài kém cỏi tham lam như vậy. Chẳng lẽ mụ già ác độ đó có quan hệ kia với hắn ta thật. Mà y chỉ nghĩ thôi, cũng chẳng muốn biết làm gì, quay đầu sang hỏi Đào Hành Kiện. Chiếc xe này là tài sản của Hương Tuyết Hải, ngày mai đàm phán đề xuất ra, bằng vào cái gì có hắn mượn dùng. Phó Gia Tuấn thì rất lo lắng. Xí nghiệp mà quan hệ căng thẳng với chính phủ địa phương thì làm gì cũng khó, đặc biệt là đại thần dễ chống, tiểu quỷ khó dây. Tôi có người bạn tới nội địa mở khách sạn, anh ta tính rất cứng, ỷ vào thân phận doanh nhân Hong Kong, không đi biếu xen các nơi, sau khi khai trương, hôm nay bị kiểm tra vệ sinh, ngày mai bị kiểm tra phòng cháy. Ngày nào gần như có cảnh sát tới nói bọn họ tổ chức bán dâm, hai tháng không chịu nổi, đành sang tay cho người khác, về sau mới biết chỉ vì có một tên phó khu trưởng có ý kiến với anh ta. Trương Khắc lắc đầu, nếu đổi lại là Tạ Kiếm Nam và Chu Cẩn Du sẽ không nói những lời ngu xuẩn như thế, tập đoàn chính thái sẽ không giúp mình ở Huệ Sơn, người có trí tuệ không cần chơi bẩn hèn hạ như vậy, hôm nay chơi người khác, ngày mai bị người khác chơi thôi. Trương Thiết Lâm lái xe khỏi nhà máy Hương Tuyết Hải gọi điện cho Tạ Kiếm Nam, cười nói. Lũ chó chết đó, bọn chúng cho rằng dùng một sấp giấy vụn là có thể tới Huệ Sơn phá đám được, tôi đang sợ bọn chúng rút lui ấy chứ, cứ giữ lại sau này thong thả bóp chết bọn chúng mới thú. Ha ha ha, thương không đấu quan, đây là đạo lý từ cổ tới nay, hơn nữa còn cả câu cường long không áp được được địa đầu xà, tên Trương Khác này thông minh thật đấy, nhưng còn chưa nhận thức thấu triệt được vấn đề này. Tạ Kiếm Nam cười rất hượng, nhưng vẫn phải cố cười. Bọn chúng tưởng thông suốt thượng tầng là vạn sự tốt lành sao, chuyện do phía dưới làm cơ mà. Ha ha, thật muốn chụp cái cảnh thằng nhãi đó khi ấy cho cậu xem. Trương Thiết Lâm tỏ ra hết sức khoái chí. Cậu thật là, sao lại thua hai lần dưới tay nó chứ, dù ở Hải Châu cũng không thể để thằng nhãi đó giở trò lưu manh được, mất mặt nhân dân Huệ Sơn. Được, giờ tới đất Huệ Sơn, chúng ta cho chúng biết thủ đoạn. Thôi, không nói cậu nữa, tối nay đi ăn cơm chứ. Tối nay không được rồi, tôi đang đi lên tỉnh thành, chắc phải vài ngày nữa mới về, trở về mời anh ăn cơm. Tạ Kiếm Nam cố kìm cảm giác buồn nôn, nói. Anh Trương, vì sao anh nhất định phải làm tổng giám đốc gì đó, với tài hoa của anh, hay là tới đây cùng tôi gây dựng Hải Thái? Chẳng qua vì tranh chấp thôi, giờ thì nghĩ lại rồi, làm kinh doanh thế nào cũng không bằng làm hành chính không bằng làm chính trị. Tôi đúng là mê muội, trước kia không ngờ lại muốn đi làm tổng giám đốc gì chứ. Thật là, đúng đấy, tôi chẳng phải cũng dựa vào danh nghĩa mẹ tôi mới lừa được chút tiền còn gì, nếu không gặp phải anh Trương chẳng hạn, lại chẳng cúi mình khép nép hay sao. Tạ Kiếm Nam cúp máy,
Thầm nghĩ, Trương Khắc không thể không biết câu tiểu quỷ khó dây, hay là y có hành động khác. Trương Khắc không biết sao Trương Thiết Lâm lại nói thế, nhưng hắn đã nói ra thì không thể bỏ qua được, nếu để đám tiểu quỷ bám lấy, vài ba ngày kiểm tra đột xuất, thấy một con ruồi ở nhà ăn phạt vài nghìn, thấy công nhân bảo hộ không đủ chất lượng bắt dừng lại chỉnh đốn thì cái nhà máy này sập là cái chắc. Trương Khắc cũng tin Trương Thiết Lâm ở Huệ Sơn có thể làm được điều này, nhưng hắn dựa vào cái gì để tin rằng hắn không bị mình bóp chết trước khi dở mấy cái trò đó nhỉ? Nếu không có Chu Cẩn Du chống lưng, Trương Thiết Lâm sao dám lớn mật như thế? Chừng đấy tuổi đầu rồi sao còn ngu như vậy? Chuyện này đúng là có vấn đề. Chẳng lẽ Chu Cẩn Du có thể đồng ý cho hắn làm trò đó? Trương Khắc lắc đầu, Chu Cẩn Du mà cứng rắn ở chuyện này thì không có gì phải lo cả. Còn có một loại khả năng nữa, Trương Thiết Lâm thuần túy là con tốt thí, bị đẩy ra làm người ta khó chịu. Khả năng này là cao nhất. Điền Hành Kiện giới thiệu nhà hàng có món thịt bò chấm tương nổi tiếng nhất, đó là căn nhà kiểu cổ rất phong cách nằm ở ngõ phía sau đường Tụ Hiền, trong ngõ còn có rất nhiều quán ăn, Phó Gia Tuấn và Đào Hành Kiện ở Huệ Sơn một thời ra mà thể hình phương phi hơn rất nhiều. Ngoài món thịt bò chấm tương ra, Phó Gia Tuấn còn đặc biệt thích món tôm nõn bích loa trà. Dùng tôm tươi của lưu vực Hồ Huệ Sơn cùng trà bích loa xuân nổi tiếng chế biến thành, xanh trắng đan xen, đẹp mắt ngon miệng. Phục vụ của nhà hàng cũng rất thanh tú, mọi người lên lầu 2, chưa đợi Đào Hành Kiện giới thiệu, Phó Gia Tuấn đã khoe khoang mấy món ăn nổi tiếng của Huệ Sơn, mọi người gọi thêm rượu gạo đặc chế của nhà hàng, mọi người ngồi bên cửa sổ, ngắm phong tình xôn nước phố cổ, thưởng thức món ăn tinh xảo, chút khó chịu do Trương Thiết Lâm gây ra vứt bén lên 9 tầng mây. Con sông ngoài cửa sổ được tính là trong xanh, còn có lá sen bập bềnh, tĩnh lặng lại có thể ngửi được chút hương sen lẩn khuất đâu đó trong không khí. Mấy năm qua Huệ Sơn coi trọng kiến thiết môi trường thành phố, Chu Cẩn Du không phải có chút công lao nào. Mọi người đang đánh chén thì Diệp Giang Thiên thò đầu ra từ cầu thang, reo lên. Ông Trương, đúng là mọi người ở đây thật, vừa rồi tôi ở dưới thấy mọi người đi qua, tôi còn tưởng nhìn nhầm người. Đào Hành Kiện xem báo Huệ Sơn đã thấy qua Diệp Giang Thiên. Phó Gia Tuấn thì không biết là ai, nhưng thấy nghi biểu, khí độ ông ta đúng là bất phàm. Bọn họ ở đây từ gọi món đã tới mười mấy phút rồi, làm gì có chuyện Diệp Giang Thiên vừa rồi nhìn thấy ở dưới lầu theo lên. Không biết ông ta đánh hơi được từ đâu mà chặn bọn họ ở đây, nhưng nếu tới rồi, tất nhiên nếu đã đến rồi không lý nào lại cự tuyệt, Trương Khắc mời ông ta vào, giới thiệu mọi người với nhau. Con trai ông ta khiến người ta rất ghét, nhưng Diệp Giang Thiên lại rất khéo léo. Nhìn vấn đề lúc nào cũng là ưu tiên lợi ích hàng đầu, lại hiểu cách làm người, ông chủ nhỏ như cha Giang Đại Nhi cũng cảm thấy ông ta như anh em vậy. Nhân vật như vậy, bên nào có lợi ông ta ngả sang bên đó, làm ăn mà, chẳng có gì đáng trách, chỉ cần giữ quy tắc, Trương Khắc không từ chối qua lại với người như thế. Diệp Giang Thiên cũng là nhân vật tin tức linh thông, trừ Trương Thiết Lâm ra ông ta còn có nhiều nguồn tin tức liên doanh khác, Samsung tới hơn một năm chưa thấy động tĩnh đâu. Thực nghiệp Gia Tín tới mới hơn nửa tháng đã thấy tin mừng trước mắt rồi. Hết rồi, D9. Chương 354, tá đao sát nhân. Song Diệp Giang Thiên giống Trương Thiết Lâm, có được tin tức không đúng không toàn vẹn từ phía Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam muốn Trương Thiết Lâm cảm thấy uy hiếp từ phía Trương Khắc, nhưng lại không muốn hắn vì thế mà sợ Trương Khắc, nên khi giới thiệu cho bọn họ, 8 phần thật 2 phần giả, dù có nói Trương Khắc có quan hệ với Từ Học Bình. Nhưng lại nói là cha y cố bám víu lấy lòng Từ Học Bình, chứ chẳng có cơ sở vững chắc nào. Với Diệp gia, thì nói là chỉ mời Diệp Kiến Bân ra làm thuyết khách mà thôi, Diệp Kiến Bân chẳng có chút dính líu nào tới thực nghiệp Gia Tín hết, v. Diệp Giang Thiên lại khác Trương Thiết Lâm, ông ta từ đầu đã cảnh giác với cả Tạ Kiếm Nam và Tạ gia, chính thái tiến vào Huệ Sơn, làm các lĩnh vực kinh doanh của Giang Thiên bị thu hẹp, trong lòng ông ta tất nhiên cực kỳ khó chịu, chẳng qua không biểu lộ ra mà thôi. Mà con mắt nhìn người nhìn việc của Diệp Giang Thiên thì hạng Trương Thiết Lâm làm sao so bì được. Tạ Kiếm Nam muốn giở trò khôn vặt với lão thành tinh như ông ta thì còn quá non. Và lại ngay từ đầu ông ta có ý lấy lòng hai phía, nên chẳng hề ác cảm gì với thực nghiệp Gia Tín, có nhận thức tương đối khách quan. Liên doanh xong thì phải xây dựng nhà máy mới, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, bất kể thế nào, xí nghiệp đương địa Huệ Sơn hưởng lợi lớn, khi đàm phán chính phủ Huệ Sơn cũng yêu cầu phải nâng đỡ xí nghiệp bản địa. Hiện giờ tình hình xem ra thực nghiệp Gia Tín có hy vọng liên doanh hơn hẳn Samsung. Diệp Giang Thiên không hy vọng ngay lúc này Trương Khắc giao công trình cho Giang Thiên bao thầu, chỉ muốn để lại ấn tượng tốt, sau này dễ tiếp xúc. Bất kể sau lưng mang tâm tư thế nào, trên bàn chén qua chén lại,
náo nhiệt vô cùng, gần cuối bữa, Diệp Giang Thiên mượn cớ xuống lầu tính tiền trước. Ăn uống xong, Diệp Giang Thiên lại mời đám trương khác đi uống trà, dẫn bọn họ tới tầng 12 tòa nhà mậu dịch quốc tế Huệ Sơn, bên ngoài không có ghi bảng biển gì, chắc nơi này chỉ chiêu đãi khách quen, các cô gái trong đó đều có tư sắc không tệ. Mọi người uống trà ở đại sảnh, có tiếp viên nữ phục vụ, hết sức khoan khoái. Đột nhiên thấy Trương Thiết Lâm cùng hai ba người đi vào, Diệp Giang Thiên đứng dậy chào hỏi. Sử trưởng Trương và giám đốc Lý tối nay cũng tới đây chơi sao? Trương Thiết Lâm thấy Trương Khác nhàn nhã ngồi uống trà, thấy mình tới mà chén trà trên tay cũng chẳng hề có ý đặt xuống, trừng mắt nhìn Diệp Giang Thiên, không nói một lời, phất tay bỏ đi. Thấy trên mặt Diệp Giang Thiên trên mặt chẳng có biểu hiện gì khác thường, Trương Khác nói. Thư ký Trương không ưa gì chúng tôi. Chủ tịch Diệp không sợ hắn ta thấy ông ngồi cùng chúng tôi sao? Diệp Giang Thiên đương nhiên không muốn bị Trương Thiết Lâm nhìn thấy, nhưng thấy rồi cũng chẳng có gì đáng sợ. Trương Thiết Lâm cả nhìn người lẫn làm việc chẳng có tài cán gì, chỉ có Chu Cẩn Du thích dùng hắn, những người khác trong thành phố đều chẳng coi trọng hắn. Trương Khác cười khẩy. Một kẻ như vậy mà hôm nay còn trắng trợn uy hiếp chúng tôi, nói dù chúng tôi có liên doanh thành công cũng đừng hòng kiếm một xu nào ở Huệ Sơn, cuối cùng phải cuốn xéo thôi. Diệp Giang Thiên chỉ coi Trương Khác nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt y rất nghiêm túc, nghi hoặc nói. Hắn không ngu xuẩn tới mức độ đó chứ. Ai mà biết được. Trương Khác dửng dưng nhún vai, Diệp Giang Thiên không biết ân oán giữa bọn họ với hai nhà Chu Tạ thuộc loại ân oán sâu nhất, song hai nhà đó sẽ không vội thanh toán ân oán ngay, dù sao thế lực một bên còn chưa mạnh tới mức gió mạnh quét lá, đánh một đòn hạ gục đối phương, không để cho có cơ hội phản kích. Trên mặt Diệp Giang Thiên thoáng qua chút lo lắng. Rồi lại cười nói. Cũng chưa biết chừng, Trương Thiết Lâm dựa vào Chu Cẩn Du cáo mượn oai hùng, mọi người đều nói quan hệ giữa hai người họ rất ám muội. Trương Thiết Lâm thường ngày chẳng hề biết che giấu chút nào, 10 người thì hết 9 không thích qua lại với hắn, hắn cực tham, nhận hối lộ chỉ thích nhận tiền mặt, ở Huệ Sơn ai cũng biết hắn có thói quen này. Hắn và vợ có nhà ở tiểu khu Phú Giang, thường ngày không ở nơi đó. Nếu chẳng phải tôi thích nghe chuyện bên lề thì e chẳng biết bọn họ có nhà ở đó. Trương Thiết Lâm mỗi lần ăn đút lót xong lại tới đó một chuyến, không hiểu hắn tới đó làm cái gì. Diệp Giang Thiên như đang kể một tin đồn thú vị, Trương Khác chỉ nghe cho vui, vợ không nghe ra ý tá đao sát nhân của ông ta. Hôm sau khi đàm phán lại có xung đột lời nói với Trương Thiết Lâm, bỏ dở giữa chừng, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe tới tiểu khu mà Diệp Giang Thiên nói hôm qua, tìm người nghe ngóng, Trương Thiết Lâm đúng là có nhà ở nơi này, cứ 10 ngày nửa tháng mới tới một chuyến, hàng xóm không biết hắn là ai. Trương Thiết Lâm ở Huệ Sơn đúng là không được người ta ưa, người muốn ném đá xuống giếng không ít. Trương Khác cười khinh miệt. Trừ Diệp Giang Thiên còn ai nữa? Phó Tuấn không hiểu. Còn cái người coi hắn là thằng đần đẩy ra húc người khác. Trương Khác ve cằm nói. Cái nhà này hẳn là có bí mật, làm sao mới có thể để bí mật này ngẫu nhiên bị bên ngoài phát hiện đây? Đánh tiếng với cục trưởng Tống không được sao? Không cần thiết bắt Tống Hiến. Điền Hải Hà nhảy ra làm kẻ ác. Trương Khác lắc đầu, cái xã hội này người ghét ác như thù lại là loại người không nên làm nhất, không biết đây có phải là bi ai của xã hội không? Trương Khác và Phó Tuấn đi vài vòng, phát hiện hệ thống cung cấp nước ở đây từ lầu thang phân ra, tới mỗi nhà lại có một ống nước dẫn vào. Trương Khác nắm lấy ống nước kéo mạnh ra ngoài một đoạn, chỉ vào chỗ sát tường hỏi Phó Tuấn. Có thể phá được không? Phó Tuấn móc ra dao quân dụng mang theo người. Có dụng cụ đây rồi. Nằm ống nước giật mạnh, do dùng sức quá lớn, nghe bên trong cạnh một cái, hình như ống nước bị đứt một đoạn, nước đang không ngừng chảy ra. Xong, anh khỏe thật đấy, thế cũng được, chúng ta đợi xem trò hay đi. Trương Khác và Phó Tuấn lặng lẽ xuống nhà, lên xe đợi một lúc, nghe thấy nhà ở dưới tầng Trương Thiết Lâm la lớn. Tầng trên chảy nước xuống đây này. Nhưng Trương Thiết Lâm nửa tháng chưa chắc tới đây một chuyến, làm sao có người trả lời hắn được. Trương Khác thích xem náo nhiệt, lại cùng Phó Tuấn đi tới cầu thang, lúc này nước từ khe cửa tràn ra, chảy lênh láng khắp nơi, Trương Khác không cẩn thận bị nước trên tầng chảy xuống người, kêu xui xẻo, đành thôi không xem nữa. Nhà ở bên trong nghe tiếng đi ra, có người bảo mau đi đóng van chính, có người nói đóng rồi thì nhà khác dùng nước thế nào, cứ tìm người nhà này tới xem ống nước vỡ hay là vòi nước hỏng, nhưng chẳng ai biết cách liên hệ, có người nói nhà này có khi cả tháng không về, biết đợi tới lúc nào. Trương Khác ở bên cạnh nhắc nhỏ. Liên hệ với cứu hỏa đi phá cửa đi, nếu không chẳng lẽ không tìm được người trong nhà này thì mọi người khỏi dùng nước à?
Cuối cùng mọi người gọi cảnh sát 110, thợ khóa mở cửa phòng ra, trong phòng khá thấp, nên khắp nơi đọng nước, còn có một chiếc tất từ trong phòng ngủ chảy ra, không cần Trương Khắc nhắc, có người tốt bụng đem những thứ ngấm nước chuyển lên bàn, tránh bị ngâm nước làm hỏng, rồi nghĩ cách tát nước trong nhà ra. Dưới gầm giường trong phòng ngủ có hai hộp bằng bìa các tông quấn băng dính, có hàng xóm bê lên, vừa đi tới cửa phòng ngủ thì đáy hộp ngâm nước bị bục ra, một bó tiền 100 đồng rơi xuống. Người bận rộn ít, người xem náo nhiệt nhiều, nhìn bó tiền rơi vào nước, mọi người chố mắt, ngay cảnh sát 110 cũng há hốc miệng, không nói lên lời. Chiếc hộp các tông còn lại bị rạch ra, bên trong không ngờ toàn là tiền mặt 100 đồng, người dân đã bao giờ thấy nhiều tiền mặt như thế, biết chuyện không tầm thường. Cảnh sát tuần tra vội liên hệ với Cục Công an thành phố, xin đại đội điều tra kinh tế tới. Trương Khắc hơi chấn động, không phải vì số tiền mà vì sự ngu xuẩn của Trương Thiết Lâm, y cũng không ngờ mọi việc đơn giản tới mức này, làm bao tính toán đằng sau của y không có chỗ dùng. Thầm nghĩ, Trương Thiết Lâm chắc không ngờ khi chén anh chén chú với Diệp Giang Thiên bị ông ta mò hết nội tình tới 7-8 phần, nhìn hai cái hộp này, e phải tới 200 vạn. Trương Khắc và Phó Tuấn lặng lẽ rời đi. Trương Thiết Lâm không ngờ sơ ý giấu tiền trong phòng ngủ, hẳn vụ án không phức tạp lắm, nói không chừng ngày mai thôi quan trường Huệ Sơn sẽ chấn động. Vụ án đúng là rất đơn giản, cảnh sát Huệ Sơn mau chóng tra ra người mua nhà là cô gái trẻ tên Lý Xuân Hà. Lý Xuân Hà khai không phải nhà của mình, mà do chị gái cô ta là Lý Xuân Vân mượn tên để mua, Lý Xuân Vân là vợ Trương Thiết Lâm. Điền Hải Hà là phó cục trưởng phụ trách điều tra kinh tế, cô nhận được báo cáo thì đã là 11 giờ đêm. Lập tức khoác áo ngủ rời giường, gọi điện cho cục trưởng Tống Hiểu. Tống Hiểu báo cáo việc này cho bí thư chính pháp ủy Diêm Chân Khoa, bí thư kỷ ủy La Dân cùng bí thư thành ủy Triệu Dương. Triệu Dương chỉ thị cho kỷ ủy lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra. Hôm sau, ngày 26 tháng 4, Trương Khắc cùng Phó Gia Tuấn, Đào Hành Kiện tới nhà máy Hương Tuyết Hải, chuẩn bị một ngày đàm phán mới. Khi bọn họ tới nơi, Trương Thiết Lâm cũng lái chiếc Hồng Kỳ đi muộn tới đó. Trương Khắc nhìn hắn với ánh mắt thương hại, rồi lại nhìn chiếc xe. Thư ký Trương cống hiến cho Hương Tuyết Hải nhiều thật, còn chuyên môn mượn xe Hương Tuyết Hải dùng nữa. Thấy dưới nách hắn kẹp chiếc cặp da Hermes, không biết bên trong có bao nhiêu tiền mặt. Mặc dù vụ án đang trong thời gian điều tra bí mật, có điều sáng sớm Trương Khắc đã nhận được điện thoại của Tống Hiểu, điều tra đã mò tới Trương Thiết Lâm rồi. Xem tình hình nói không chừng Triệu Dương có ý đào bới vấn đề tới Chu Cẩn Du. Khả năng Chu Cẩn Du có vấn đề kinh tế không lớn, năm 96, cũng chỉ có vấn đề kinh tế mới làm ột quan viên không thể trở mình được, nên Trương Khắc chẳng trông đợi vào việc này lắm. Thử nghĩ xem Chu Cẩn Tì bị từ học binh kéo ngã, sĩ đồ của Chu Cẩn Du vẫn thuận lợi như cũ, trở thành thị trưởng Huệ Sơn, quan viên cao cấp cấp phó tỉnh, sau lưng Chu gia hẳn còn có người tài. Trương Thiết Lâm sao chẳng nghe ra lời mỉa mai của Trương Khắc, sau khi liên doanh xong, hắn không mượn được xe nữa. Điều này làm hắn rất khó chịu, nhếch môi cười nhạt. Không phải tôi hất bát nước lạnh, nhưng xí nghiệp muốn tồn tại ở địa phương là chuyện rất gian nan đấy, nơi này không phải là Hải Châu. Đa tạ thư ký Trương quan tâm, anh có rảnh dạy tôi bản lĩnh vỗ mông bợ đít với. Trương Khắc cười âm hiểm, không quên tóm lấy cơ hội cuối cùng châm chích Trương Thiết Lâm một cú. Hôm đó tôi cùng bí thư Triệu Dương đi tham quan, được nghe quản đốc Lâm nói gì anh nhỉ? À, bám váy đàn bà. Có ý gì thế nhỉ, tôi không hiểu tiếng địa phương Huệ Sơn lắm, thư ký Trương dạy tôi được không? Mày. Trương Thiết Lâm tay run run chỉ Trương Khắc, nhưng mà Phó Tuấn vạm vỡ đứng kè kè bên cạnh, hắn không tới mức mất kiểm soát tới mức xông tới tóm lấy cổ áo Trương Khắc, mặt hết trắng lên đỏ, hừ mạnh một tiếng. Mày cứ nói sướng mồm đi rồi biết khổ là thế nào. Rồi tức tối bỏ đi. Mọi người nói gì đấy? Quách Kiến đi tới, nhìn Trương Khắc đùng đùng tức giận. Không biết sao Trương Khắc lại chọc giận Trương Thiết Lâm trước khi đàm phán, dù hắn ta hiện không đủ tầm quan trọng nữa, nhưng để dây dưa kéo dài cũng không hay. Trương Khắc nói tỉnh queo. Xin anh ta dậy vỗ mông bợ đít mà anh ta lại giận dỗi bỏ đi mất. Quách Kiến bật cười. Trương Thiết Lâm chẳng có tài cán gì, nhưng hận nhất người ta nói hắn bất tài. Bắt đầu đàm phán, Trương Thiết Lâm quả nhiên khiến cho Trương Khắc phải trả giá vì lời buổi sáng. Vừa mới bắt đầu đã nói chuyện thảo luận trước đó còn có chỗ chưa tường tận, nhất quyết đòi thảo luận lại, Trương Khắc cũng mặc cho hắn gây khó dễ. Hơn 10 giờ, 4 nhân viên công tác của kỷ ủy đi vào phòng hội nghị, yêu cầu Trương Thiết Lâm đi theo họ tới kỷ ủy khai báo vấn đề, tìm ra tại chỗ 2 vạn đồng trong cặp da của hắn. Trương Thiết Lâm giàu có làm các thành viên khác của tổ đàm phán cả kinh. Theo lời thuật lợi sau đó của Tống Hiểu,
Cựu ủy sau khi áp dụng hành động với Trương Thiết Lâm mới chính thức thông báo cho Chu Cẩm Du, bà ta tức thì lồng lộn hỏi bí thư cựu ủy La Dân có phải là định tra tới bà ta xong mới báo hay không, yêu cầu cựu ủy lập án điều tra luôn bà ta cho xong. Triệu Dương ra mặt nói là các đồng chí chiếu cố nữ đồng chí nghỉ ngơi đêm khuya, hơn nữa hôm qua tình hình cựu ủy nắm được không nói lên vấn đề gì, buổi sáng có đột phá trọng đại mới báo cho bà ta, tuyệt không có ý tra tới bà ta. Trương Thiết Lâm phạm pháp đã là chuyện rõ rành rành rồi, Chu Cẩn Du không có lý do làm ầm ĩ lên nữa, nhưng cần phải tránh đi, Triệu Dương quang minh chính đại can thiệp vào việc của chính phủ, lệnh Phí Hành Vĩ thay thế Trương Thiết Lâm làm tổ trưởng đàm phán, tiếp tục đàm phán với thực nghiệp Gia Tín, không để vụ án của Trương Thiết Lâm làm liên lụy. Ngày 29 tháng 4, Trương Thiết Lâm bị đưa đi 4 ngày, trải qua 24 ngày chính thức tiếp xúc và đàm phán, thực nghiệp Gia Tín cùng Trình Phủ Huệ Sơn mau chóng soạn thảo hiệp nghị liên doanh, đồng thời chính thức ngừng đàm phán kéo dài hơn một năm không có tiến triển với Samsung. Phương án liên doanh cuối cùng, thực nghiệp Gia Tín lấy 306 triệu tiền mặt liên doanh, tất cả tài sản của Hương Tuyết Hải định giá 300 triệu, thành lập công ty hữu hạn điện khí Hương Tuyết Hải, Gia Tín nắm 51% cổ phần, Cục Công nghiệp nhẹ đại biểu Chính phủ Huệ Sơn nắm 49%. Phương án liên doanh còn trải qua phê duyệt của Bộ Công nghiệp nhẹ, Ủy ban Thương mại tỉnh, cùng cả Đại hội Cổ đông của thực nghiệp Gia Tín mới chính thức có hiệu lực. Thực nghiệp Gia Tín mau chóng mở Đại hội Cổ đông đột xuất, vừa xem xét phương án đầu tư, vừa xem xét đề án phát hành 300 triệu trái phiếu công ty và 1.500 vạn cổ phiếu phổ thông với Thịnh Hâm. Thịnh Hâm còn lấy 2.000 vạn tiền mặt, có được 10% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, thành cổ đông số 3 của thực nghiệp Gia Tín thực ra là thứ tư. Tiếp đó phương án liên doanh của thực nghiệp Gia Tín được Ủy ban Thương mại, Bộ Công nghiệp nhẹ thông qua, ngày hôm sau cổ phiếu của thực thiệp Gia Tín tăng giá 67%. Toàn bộ nhà máy Hương Tuyết Hải đưa vào công ty liên doanh, thoát khỏi cục diện khó xử, chuyện gì cũng bị can dự hành chính lại giải quyết được cục diện tài chính eo hẹp. Cuối cùng quyết định do Đào Hành Kiện làm tổng giám đốc, thuê Diệp Tiểu Đồng quen thuộc vận hành thị trường trong nước làm tổng giám sát thị trường. Trước chứng cứ xác đáng, tìm ra được chứng khoán có giá, tiền mặt, tài khoản, tổng giá trị hơn 300 vạn ở ba nơi ở của mình, Trương Thiết Lâm vẫn cắn chặt răng, chỉ thừa nhận một phần tội, tổng số tiền chưa tới 100 vạn. Trương khác muốn để vụ án Trương Thiết Lâm đem sang vùng khác thẩm tra, tốt nhất là chuyển tới Hải Châu, cho dù cuối cùng Chu Cẩn Du có thể thoát thân, thì bà ta cũng phải khốn đốn. Triệu Dương ban đầu cũng ủng hộ suy nghĩ của Trương khác, nhưng đợi Trương khác đi Hong Kong một chuyến về Huệ Sơn, sự việc đã biến chất, Trung kỳ ủy vừa khéo có lãnh đạo xuống thị suất, đưa chỉ thị với vụ án của Trương Thiết Lâm, vụ án đã rõ, không cần chuyển đi nơi khác thẩm tra. Cấp bậc Trương Thiết Lâm còn chưa đủ, trừ khi chĩa thẳng mũi giáo vào Chu Cẩn Du, nếu không khó kiên trì đưa đi vùng khác thẩm tra, với tình huống trước mắt mà xét, khả năng Chu Cẩn Du liên quan tới vấn đề kinh tế không lớn, dù đào sâu thêm cũng không thể đập chết ngay được bà ta. Triệu Dương cân nhắc mãi, sợ không kéo được Chu Cẩn Du vào lại làm quan trường Huệ Sơn chấn động, nên chuyện cuối cùng đành thôi. Đợi chuyện liên doanh với Hương Tuyết Hải được định đoạt, cựu ủy cơ bản kết thúc điều tra Trương Thiết Lâm, giao tòa án huyện Giang Phổ khởi tố, rồi dưới khống chế của các mối quan hệ hai nhà Chu Tạ, không moi được ra thứ gì có giá trị lớn trên người Trương Thiết Lâm. Có điều theo phần mắn khai nhận, 120 vạn tiền ăn hối lộ kia phát sinh trong 6 năm làm thư ký cho Chu Cẩn Du, trước đó hắn chỉ là một nhân viên phổ thông của Ủy ban Thương mại thành phố, tham ô hố hộ toàn dựa vào quyền thế của Chu Cẩn Du. Nhưng vụ án không thể điều tra sâu thêm. Rốt cuộc Chu Cẩn Du phải chịu trách nhiệm lãnh đạo lớn chứng nào thì phải đợi kết quả tranh đấu trên cao tầng. Hạ tuần tháng 5, Trương Khắc xử lý xong việc phát hành chí phiếu công ty của thực nghiệp Gia Tín trở về tỉnh thành, chuyện này vẫn chưa có kết quả. Chương 355, cao trung phải thi toàn quốc. Chu Cẩn Du chắc chắn phải rời khỏi Huệ Sơn. Từ Học Bình nhìn khói thuốc bốc lên từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, giọng trầm tĩnh chậm rãi. Còn về phần điều cô ta tới đâu thì không phải do tỉnh định đoạt. Trung tổ bộ sẽ can dự vào, như thế khả năng chuyện sẽ không được như ý lắm. Huệ Sơn là thành phố cấp phó tỉnh, địa vị chính trị của Chu Cẩn Du còn cao hơn bí thư thành ủy bình thường, như ý nhất đương nhiên là điều bà ta tới cơ quan thanh nhàn để dưỡng lão. Mặc dù sau lưng Chu gia có nhân mạch chính trị rất sâu, nhưng trong gia tộc không còn nhân vật nắm thực quyền, thao tạo không phải quá khó. Không như ý là rất có khả năng Chu Cẩn Du vẫn nắm vị trí thực quyền. Trương Khắc cười nói. Đưa Chu Cẩn Du khỏi Huệ Sơn là chuyện tốt rồi, cháu chẳng hy vọng bọn họ sụp đổ cái rầm. Từ Học Bình thở dài. Bác của thím Chu cháu mà không mất sớm thì cũng là một con hổ lớn,
có điều mấy vị nguyên lão ở Trung ương đều rất nhớ tình xưa, không chỉ anh em Chu Cẩn Tỳ được chiếu cố, trước kia bác cũng không phải là không nhận ân huệ, chuyện tới nước này, chỉ có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Chu Thục Huệ là anh em con bác với Chu Cẩn Tỳ, Chu Cẩn Du, chỉ là những năm qua không còn qua lại nữa. Không thể moi ra được nhiều chứng cứ từ Trương Thiết Lâm để đánh ngã Chu Cẩn Du không thể không nói đó là một sự tiếc nuối, nhưng làm bà ta rời khỏi Huệ Sơn là một kết quả không tệ, ít nhất không cần lo Hương Tuyết Hải sẽ bị thế lực chính trị địa phương kiềm chế. Trương Khắc không rảnh quan tâm tới sự hoảng loạn hai nhà Chu Tạ lúc này, hoảng loạn là cái chắc. Hai tháng qua Trương Khắc đa phần qua lại Huệ Sơn, tỉnh thành, Hồng Kông, giờ chuyện đã sơ bộ ổn định, không thích hợp quá can dự vào chuyện vận hành thượng nhật của Hương Tuyết Hải, cũng không cần chăm chỉ tới Huệ Sơn như vậy nữa. Hôm đó là ngày 31 tháng 5, trước khi xuống máy bay Trương Khắc gọi điện cho Đường Thanh, trêu rằng sẽ về kịp ăn Tết thiếu nhi với cô, không nghỉ đêm ở tỉnh thành nữa, ngay trong đêm lái xe về Hải Châu. Tới cổng Tân Cẩm Viên, cầm quà chuẩn bị cho chỉ đồng vào ngay mai, Trương Khắc xuống xe, đã là 12 giờ đêm rồi, bảo Phó Tuấn lái xe về nhà, hắn theo Trương Khắc rời Hải Châu rất lâu rồi, không dông y, Phó Tuấn có vợ yêu và hai cô con gái tinh quái mong nhớ. Trương Khắc đi vào tiểu khu mới nhớ không mang chìa khóa nhà, suốt ngày y chạy rông bên ngoài, mang theo chìa khóa làm gì. Cha học ở trường đảng tới tháng 7 mới kết thúc, nhà ở Tân Cẩm Viên có Tạ Vãn Tình chiếu cố thay. Chìa khóa chắc là cô có một bộ. Khi đi qua cổng thứ hai, bảo vệ nghi ngờ nhìn lên mặt Trương Khắc mấy lượt, chắc là thấy y quen mặt nên cho vào, y thì lại nghĩ, chắc là do mình tướng mạo đường đường, phong độ bất phàm. Đi qua cánh cổng thứ hai mới thực sự là tiểu khu xa hoa Tân Cẩm Viên mà lãnh đạo cục bưu chính chuẩn bị in. Trương Khắc đi tới trước nhà Tạ Vãn Tình, thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn, ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ Tạ Vãn Tình hắt ra. Trương Khắc gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Quan tâm hỏi. Sao chị còn chưa ngủ? Tạ Vãn Tình không trả lời mà ngay từ câu đầu đã nói. Đường Thanh cũng chưa ngủ, đang đợi em đấy. Trương Khắc lòng giật đánh thót, chắc là Đường Thanh ở ngay bên Tạ Vãn Tình, may mà mình không nói gì ám muội với Tạ Vãn Tình. Sao muộn như thế mới về, thiếu chút nữa ngủ rồi đây này. Giọng Đường Thanh nũng nịu từ điện thoại truyền ra, nghe được tiếng của cô, Trương Khắc thấy trái tim đập nhộn nhạo, cô nàng này thức đêm cực tệ. Mỗi ngày tới 10 giờ đêm là mắt díp lại rồi, vậy mà vì đợi y tới giờ vẫn còn chưa ngủ. Tạ Vãn Tình và Đường Thanh cùng xuống mở cửa cho Trương Khắc vào, Đường Thanh mặc áo ngủ màu vàng nõn, khuôn mặt xinh xắn khuất sau mái tóc bồng bềnh hơi rối, hàng mi mềm, đôi mắt lim dim ngáy ngủ, đôi môi nhỏ trề ra, chắc thức đến giờ đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng càng thêm quyến rũ không nói lên lời, cô nàng phụng nói vài câu trách móc không rõ ràng lắm rồi tựa vào người Trương Khắc ngáp ngắn ngáp dài. Trương Khắc đành bế Đường Thanh lên phòng Tạ Vãn Tình, được nửa đường thì ngủ tít không biết trời đất gì nữa rồi, chỉ biết lắc đầu cười, Tạ Vãn Tình mang chìa khóa lên, không còn sớm nữa, Trương Khắc không quấy rầy mỹ nhân nghỉ ngơi để ảnh hưởng tới nhan sắc, liền về nhà ngủ trước. Buổi sáng tỉnh lại Trương Khắc nhìn thấy Đường Thanh ngủ bên cạnh, cô nàng người cuộn tròn như con mèo, Trương Khắc vừa khẽ nhúc nhích đã dậy rồi, nhưng mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, bộ dạng rõ ràng chưa ngủ đẫy giấc. Sao thế? Đêm qua bị mộng du đi qua đây à? Trương Khắc áp môi vào vành tai Đường Thanh, sáng bóng mềm mượt như bạch ngọc khắc thành, phủ lớp lông tơ cực mỏng, trông thật đẹp. Làm gì có, ban đêm mình dậy một lần, bạn không đóng cửa tầng dưới. Đường Thanh thoải mái duỗi mình trong lòng Trương Khắc, mắt vẫn còn khép lại, mỹ nhân mới tỉnh giấc, vẻ lười nhác đó, mang sức quyến rũ khác thường, không một nam nhân nào có thể kháng cự nổi. Nằm trong lòng bạn dễ chịu lắm, để mình ngủ một giấc. Nói rồi rụt vai cong người lại, đem tấm thân ngọc rúc vào lòng Trương Khắc. Nghĩ lại thì tới hai tháng không ở bên Đường Thanh rồi, ai biết cô nàng có đang giận dỗi hay không, Trương Khắc liền ôm sát cô vào lòng, để Đường Thanh ngủ bù thêm một giấc. Chỉ là áo ngủ mỏng manh, ôm tấm thân mềm mại trong lòng, ngửi hương thơm thiếu nữ như trêu ghẹo, làm sao mà khống chế được phản ứng, thằng em hư hỏng hùng dũng vươn đầu lên, Trương Khắc nhích tới chà nhẹ nhẹ lên đùi Đường Thanh, cảm giác khoan khoái rợn người lan tỏa. Nhưng bị Đường Thanh đưa tay ra nhéo một cái thật đau. Không được quấy, để yên ình ngủ. Ôm mỹ nhân trong lòng, lại không được đụng chân đụng tay, chẳng khác gì đi lao động khổ sai. Đợi tới khi mặt trời mọc lên, đem ánh sáng chan hòa chiếu sáng khắp phòng, Trương Khắc mặc dù vẫn ôm Đường Thanh, nhưng tay tiến vào áo ngủ, nhẹ nhẹ xoa bóp ngực Đường Thanh, đôi ngực của cô nàng chưa phát triển gì thêm so với lần trước,
vừa vặn hình dáng như búp măng, trơn như sứ, núm vú đã săn lên như nụ hoa trực nở. Đường Thanh chắc chắn đã tỉnh rồi, chẳng qua xấu hổ không mở mắt ra, Trương Khắc cũng thích cảm giác giống ăn vụng này, chàng nàng đang đê mê thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Chỉ Đồng ở dưới lầu, Đường Thanh giật mình kéo tay Trương Khắc ngồi bật dậy mặc quần áo đáp lời Chỉ Đồng, quần áo được cô mang sẵn từ nhà Tạ Vãn Tình sang. Sáng tỉnh lại còn tưởng em mất tích cơ đấy. Tạ Vãn Tình dắt tay Chỉ Đồng đi vào. Sáng định ăn gì nào? Đường Thanh đã mặc xong quần áo, còn áo ngủ thì nhét dưới chăn của Trương Khắc, đoan trang ngồi trên giường, khuôn mặt xinh xắn phất hồng, có chút chột dạ, không ai đánh đã khai. Sắp thi toàn quốc rồi, em tranh thủ thời gian tới dục Trương Khắc học bài. Làm như cô nàng qua đây hoàn toàn vì chuyện học hành thôi vậy. Thi toàn quốc, Đường Thanh nói thế Trương Khắc mới nhớ ra chuyện này, cao trung có kỳ thi trung toàn quốc tổng cộng 9 môn. Trước khi năm thứ hai cao trung kết thúc năm học sẽ thi 6 môn. Vì kỳ thi toàn quốc cho nên tương đối dễ, nhưng nó liên quan các môn mà thường ngày Trương Khắc không tiếp xúc như vật lý, hóa học, sinh học, v.v.v. Đối với y mà nói chẳng khác gì leo một ngọn núi lớn. Bao giờ thi toàn quốc thế? Trương Khắc hơi co người lại, thằng em bị Đường Thanh kích thích vẫn trơ trẽn vươn lên, không thể ngồi dậy mặc y phục trước mặt mọi người. Còn 10 ngày nữa, không phải bạn quên đấy chứ. Cô học sinh gương mẫu trở lại rồi, giọng Đường Thanh cứ như y phạm tội ghê gớm lắm. Trương Khắc gãi đầu, ngượng ngập nói. Thiếu chút nữa quên thật. Chương 356, thị trường dần trở nên phức tạp. Trương Khắc lúc này về Hải Châu chẳng phải là nhớ ra kỳ thi toàn quốc vào trung tuần tháng 6. Công trình kỳ 2 của Philip cuối tháng 4 đã hoàn thành đi vào sản xuất, tháng 5 sản lượng mắt đọc tăng từ 15 lên 40 vạn. Đồng thời nhà máy sản xuất mắt đọc của Sony trong nước cũng đi vào sản xuất, về lý luận, sản năng của đầu đĩa vào tháng 5 tăng vọt gấp đôi, đạt tới 50 vạn chiếc. Tới tháng 5 thị trường đầu đĩa trở nên phức tạp hơn nhiều rồi, ái đạt không thể kê cao gối ngủ ngon với phân ngạch 40% thị trường nữa. Cuối tháng 3 đầu đĩa của Tân Khoa đã đưa ra thị trường, tháng 4, tháng 5 thế công quảng cáo bắt đầu dồn dập, đặc biệt tháng 5, mức độ đầu tư quảng cáo không thua gì ái đạt. Mặc dù không có hào quang của Tiêu Vương, nhưng Tân Khoa dựa vào ưu thế thương hiệu của bản thân và mạng lưới tiêu thụ lớn mạnh đã mau chóng quật khởi. Bị Trương Khắc cố ý áp chế, Ái Đa Trung Sơn không thức tỉnh theo quỹ tích lịch sử, sau khi ngủ vùi một mùa đông, lúc thị trường của Ái Đạt đã ổn định, dùng chiêu quảng cáo bằng khinh khí cầu hết sức bất ngờ đánh thẳng vào thị trường Quảng Châu, liên tục trong vòng một tháng, khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Quảng Châu, thu hút ánh mắt người dân nơi này, đồng thời thu hút một phần báo chí truyền thông toàn quốc. Bộ Cao, Kim Chính, Hạ Tân, nhà máy đầu đĩa do Chính Thái và Cẩm Thành Liên Hiệp xây dựng đã chính thức đăng ký nhãn hiệu Khoa Vương. Sản lượng tăng cao khiến giá đầu đĩa vào tháng 5 giảm xuống dưới 3.000 đồng, nhưng vẫn giữ lợi nhuận khả quan. Ái Đạt Điện Tử cảm nhận được áp lực cạnh tranh, cần phải triển khai thế công thị trường mới tăng cường địa vị thị trường của Ái Đạt. Chu Du bị chuyện của Tân Quang quấn lấy, Dương Vân lại lần đầu tiên chủ trì công tác tuyên truyền mang tính toàn quốc, Trương Khắc lo hắn kinh nghiệm không đủ. Lần này y sẽ ở lại Hải Châu xem triển khai kế hoạch tuyên truyền ra sao. Ngày Tết Thiếu Nhi 1, 6 không phải là cuối tuần, Đường Thanh phải đi học, chỉ có nhà trẻ và tiểu học là được nghỉ, nếu là trường học nông thôn, lúc này còn đang bận rộn đồng áng. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình, vợ chồng Phó Tuấn đưa Chỉ Đồng, cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung Tích Vũ, tới công viên Tượng Sơn chơi một ngày. 2, 6 Trương Khắc mới tới công ty, cho Phó Tuấn nghỉ vài ngày ở bên vợ con, để Mã Hải Long đưa đón y. Trải qua một năm thi công, khu công nghiệp điện tử Trấn X Long có quy mô sơ bộ, trừ trung tâm nghiên cứu ra tất cả các phòng ban khác của Ái Đạt đều đã chuyển vào đây. Đột nhiên xây lên hơn 10 nhà máy, tràn vào gần vạn công nhân, chính phủ Trấn X Long hoàn toàn chưa chuẩn bị đầy đủ đối diện với sự phồn vinh mau chóng này. Đặc biệt là khi các công trình công cộng của khu công nghiệp điện tử còn chưa hoàn thiện, nông dân xung quanh liền chuyển nghiệp sang làm ăn, ngay cả đường đi bị hàng quán tạm thời lấn chiếm chỉ còn một con đường nhỏ hẹp ở giữa. Đa phần là quán bán hàng ăn, nhất là giờ đi làm, quán xá như vậy đặc biệt nhiều, xe ô tô khó đi qua được, xe nhích lên như ốc sên, làm Trương Khắc nghĩ chẳng biết có tới được nhà máy trước khi tan ca không. Những khu đất trống xung quanh lác đác xây lên một số căn nhà mái ngói đơn giản, phục vụ nhu cầu nhà trọ cho công nhân. Xe Tô Tân Đông ở phía trước, nhìn thấy xe Trương Khắc, hắn liền xuống xe, muốn tới ngồi cùng y, đi được vài bước đã có mấy người bê rổ bê ra bám lấy. Chặn đường mời chào mua đồ ăn. Sao loạn thế này? Trương Khắc không hài lòng hỏi.
cứ tắc thế này xe ca làm sao tới nhà máy được. Khá nhiều nhà máy ở mép khu công nghiệp, cách nhà ăn chủ yếu phục vụ cho nhân viên của chúng ta hơi xa, với lại ăn trong nhà ăn giá cao hơn quán bên đường một chút, công nhân của chúng ta có trợ cấp, chứ nhà máy khác không có, nên quán hàng ăn mới rộ lên, phía trấn Ích Long không chịu quản lý, có đánh tiếng hai lần, nhưng họ nói chuyện không thuộc họ quản. Tô Tân Đông giọng hơi bực tức. Ai nói câu này? Trương Khắc nhướng mày lên. Chính phủ trấn mỗi năm thu lợi từ khu công nghiệp điện tử mấy trăm vạn, sao chuyện này không thuộc họ quản? Câu này do Lưu Hoa bí thư đảng ủy thị trấn nói. Người buôn bán ngoài kia đều là nông dân bị trưng thu ruộng đất cho khu công nghiệp điện tử, thị trấn chỉ bỏ một phần rất nhỏ trợ cấp cho họ, nghe nói trong thôn lại còn bớt xén nữa, như vậy đúng là khó quản. Lưu Hoa nói thế à? Trương Khắc nhớ ra Lưu Hoa là ai rồi, đầu năm ngoái mua điện tử Thanh Đạt còn qua tay Lưu Hoa. Xem ra trấn Ích Long cần có quan viên tâm nhìn xa hơn chủ trì, khu công nghiệp điện tử, vườn Bách Thảo, trường học tư đều gắn kết mật thiết với sự của trấn Ích Long, tất cả phải trật tự không thể hỗn loạn như thế này được. Đám quan viên trong trấn trong thôn chỉ biết có lợi là cắn xẻo, bắt bọn chúng nhà thứ tiền chúng cho là của mình rất khó, đây là tệ nạn lâu năm. Anh xem thế này có được không? Trao đổi với chính phủ, do thị trấn ra mặt tổ chức nông dân mất đất này lập nên công ty dịch vụ. Sau này để công tác đơn giản của nhà máy trong khu công nghiệp cho bọn họ làm, không để nông dân năng lực kiếm việc làm kém này hoàn toàn thất nghiệp được. Tô Tân Đông tán đồng ngay. Như vậy tốn quá rồi, nhưng quan trọng trong trấn phải có người có năng lực tổ chức ới được. Chuyện này để tôi nói với Bí Thư Tống, xem ông ta có ý kiến gì. Khu công nghiệp điện tử đi vào hoạt động hơn nửa năm, quy mô ngày càng lớn, chính phủ trấn lề mề không có quy hoạch chuyên môn tương ứng, Trương Khắc rất bất mãn. Không nói chính phủ trấn có vấn đề, khả năng hoàn toàn là do năng lực yếu kém. Tới nhà máy, đến giờ làm, mấy xe ca đỗ ngoài cổng, chỗ quẹt thẻ, chỉ có công nhân ca đêm đi ra, công nhân không bị tắc đường đến trễ. Tô Tân Đông bất lực nói. Xa ca đón công nhân viên đi sớm hơn trước kia 10 phút. Trương Khắc nhớ lại lúc mới tốt nghiệp đi làm, mỗi sáng vì được ngủ thêm 10 phút mà đấu tranh tinh thần vất vả, đến sớm trước giờ làm 10 phút tuy là việc bất đắc dĩ. Nhưng bị công nhân viên, nhất là thanh niên ham ngủ cực kỳ căm hận, phải trao đổi với Trần Ích Long mới được. Trương Khắc và Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy, trao đổi một số vấn đề quản lý, tới 10 giờ Trương Khắc tới phòng thị trường, Dương Vân, Lưu Minh Huy đều có mặt. Bộ khung phòng thị trường do Chu Du lập nên, có lần thay máu quan trọng, đó là tháng 11 năm ngoái, mượn uy danh Tiêu Vương, đã chiêu một được 3 tinh anh thị trường ở Bắc Kinh. Lưu Minh Huy cũng kiếm được 4 cao thủ marketing ở Quảng Châu, những người này dần thành cốt cán của phòng thị trường. Kế hoạch tuyên truyền mùa hè đã soạn xong, chỉ cần căn cứ tình hình thị trường thay đổi để điều chỉnh, phương án này có thể xem là hoàn mỹ, thể hiện ưu thế của nhân viên chuyên nghiệp mức lương 10, 20 vạn đồng. Đại chiến quảng cáo năm nay đoán chừng phải đợi tới tháng 8, 9. Trương Khắc sản xuất, Tân Khoa, Hạ Tân, Ái Đa, Kim Chính đang tập trung nâng cao sản lượng. Phải tới lúc đó mới có sức đánh phá thị trường, thế công thị trường của chúng ta phải nhấn mạnh nửa sau. Bản phương án này phần sau thiếu nội dung đặc sắc. Lưu Minh Huy cười nịnh. Chuyên nghiệp đến đâu trước mặt khác thiếu ra cũng thành bình thường, biết sao đây. Trương Khắc lắc đầu. Thị trường thiên biến vạn hóa, một người làm sao mà bao quát hết được. Vào tháng tam, thu hút sự chú ý của mọi người chỉ có ô, lim, pic, mọi người nên nhắm vào đó. Từ góc độ nâng cao danh tiếng của công ty mà nói, tác dụng ở sự kiện toàn quốc chú ý này sẽ càng lớn hơn cả Tiêu Vương. Tôi thấy thế này công ty tài trợ hoạt động lớn, mỗi vận động viên được một chiếc huy chương vàng, chúng ta xây dựng ở quê hương vận động viên đó hai trường tiểu học xây dựng. Chương 357, Điện tử Khoa Vương. Chương khác còn nhớ O, Lim, PIC-916 có chừng 16 huy chương vàng, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ phải xây 32 trường tiểu học hy vọng, không cần đầu tư quá lớn. Đám Dương Vân, Lưu Minh Huy làm sao biết được có bao nhiêu huy chương vàng. Dự toán cho phương án này rất khó làm, nhưng thời gian tác dụng tuyên truyền kéo dài, trừ được đăng tin trên thời gian diễn ra đại hội, khi những quán quân kia trở về nước, xây dựng trường học, đều có thể tiếp tục được truyền thông chú ý, lại kết hợp với công trình ông Ích, rất đáng để làm. Sẽ có người hỏi nếu huy chương vàng đồng đội thì tính ra sao? Nếu tính theo đầu người thì chi phí sẽ cực lớn. Ví dụ như bóng đá nam đoạt huy chương vàng thì thảm rồi, nếu đội hai người thì không cần tính toán chi ly, chỉ cần cung cấp giá trị khai thác thị trường là đủ rồi. Trừ quyên hiến xây trường tiểu học ra, Trương Khắc còn lập kế hoạch dùng tiền mặt trọng thưởng cho các quán quân Olympic,
như thế có thể kéo các vận động viên đó ra tạm thời làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt. Bọn họ thảo luận tới 12 giờ trưa, soạn thảo ra một bộ khung kế hoạch, Sai Dương Vân lập tức định ra chi tiết. Cách Olympic chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, vừa phải đảm bảo vận động viên đoạt huy chương phối hợp với phòng thị trường tuyên truyền, còn phải tiếp xúc ban ngành chủ quan thể thao, tốt nhất kéo cả DTHTW vào phối hợp, rất nhiều việc phải làm, thời gian không còn dư giả nữa. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, tầng 1 là thức ăn nhanh tự chọn giá rẻ, tầng 2 được nấu nướng. Trương Khắc hiếm khi xuất hiện ở nơi này, buổi trưa ăn cơm đám Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh cũng tới góp vui, thế là thành đặc biệt bắt mắt. Trước bữa cơm Trương Khắc tranh thủ đi vệ sinh, chưa vào tới nơi đã nghe bên trong có người nói. Cái thằng chó đó là ai thế nhỉ, mấy vị lãnh đạo đều tới ăn cơm với y, hay là con cháu ông bà nào muốn vào công ty chúng ta? Trương Khắc không dám vào giáp mặt với bọn họ, đành nhịn tiểu quay về ăn cơm. Ăn trưa xong, Trương Khắc cùng Tô Tân Đông đi về thành phố, đi qua ngã rẽ khu công nghiệp, thấy biển trị đường của điện tử Khoa Vương. Tới Khoa Vương xem nào. Trương Khắc nổi hứng đột xuất, bảo Mã Hải Long đưa tới công ty liên doanh của Chính Thái và Cẩm Thành. Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, phải tôn trọng một chút. Tổng giám đốc Tạ Chiêm của Khoa Vương là kẻ rất giỏi giở trò bẩn sau lưng. Sau này anh sẽ được thấy thủ đoạn của hắn. Trương Khắc bảo với Tô Tân Đông. Từ lượng linh kiện Khoa Vương mua mà tính, vào tháng 5 sản lượng của bọn họ chừng 3.000 chiếc, chủ yếu tiêu thụ qua siêu thị điện máy của Hải Thái, nhìn bọn họ không ngừng tăng vốn đầu tư, chắc là tiêu thụ không tệ, hẳn rất tự tin. Lúc này tiến vào thị trường không có tự tin sao được. Trương Khắc cười thoải mái. So với nhà máy lắp ráp khác thì bọn họ có ưu thế rất lớn. Chỉ cần biết khống chế lòng tham, chắc chắn là kiếm khá. Lần này thư ký của Chu Cẩn Du bị bắt, bà ta chịu trách nhiệm lãnh đạo, có lẽ bọn họ sẽ thu mình lại một chút. Tô Tân Đồng tính toán. Hiện giờ tin tức này phong tỏa rất kín, vụ án của Trương Thiết Lâm chỉ truyền bá ở Huệ Sơn, điều tiếng lan ra ngoài rất nhỏ. Chu Cẩn Du sẽ điều khỏi Huệ Sơn, nhưng chịu trách nhiệm thì chưa chắc, mạng lưới quan hệ sau lưng bà ta lớn lắm. Ở Huệ Sơn, Chính Thái đã ăn sâu bén rễ gần 10 năm rồi, không cần ô dù bảo hộ của bà ta nữa, đến khi bà ta có được thực quyền ở nơi khác, lại còn thành con đường giúp Chính Thái mở rộng ra ngoài, hiện bọn chúng đang rối lên vì đường ra cho Chu Cẩn Du, nhưng đợi chuyện ổn định lại bọn chúng sẽ thấy được cái may trong cái rủi thôi. Anh nói xem bọn chúng có thu mình lại không? Trương Khắc cười nhạt. Nhưng với chúng ta mà nói, chướng ngại lớn nhất của Hương Tuyết Hải ở Huệ Sơn không còn nữa, đây cũng không phải là tin xấu. Tô Tân Đông nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi, nói. Không ngờ đằng sau còn phức tạp như vậy. Công ty Khoa Vương nằm kề sát trấn Ích Long, cách khu công nghiệp điện tử 2 km, nhà máy ban đầu vốn có quy mô tương đương điện tử Thanh Đạt, hiện khoảng đất phía nam nhà máy chừng 200-300 mẫu đang thành công trường tất bật, đường đi vào nhà máy đã xây xong, nhà xưởng cũng đã đặt xong mòng, hẳn đầu tư rất lớn mới có tiến độ nhanh như vậy. Doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa có 3 đường để đi. Đơn giản nhất là đầu tư kỹ thuật, chỉ mua dây chuyền hoàn thiện tiến hành lắp đặt. Thứ hai là có điều kiện kỹ thuật nhất định, chỉnh hợp linh kiện, phát triển tính năng toàn diện hơn, như vậy càng thêm tự chủ. Thứ ba là bước một chân vào con đường tự sản xuất. Trương Khắc đoán chừng trừ Ái Đạt ra, chỉ có Tân Khoa là có thực lực đi con đường thứ ba, Vương Khoa chắc là chọn con đường thứ hai, đầu tư nhất định vào kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát triển, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thủ đoạn thị trường. Khi vòng quanh nhà máy cả cũ lẫn mới của Khoa Vương một vòng, Trương Khắc ước chừng được dã tâm của bọn chúng, so với bộ cao, Tân Khoa thì Khoa Vương chưa thể coi là uy hiếp của Ái Đạt, cơ sở của bọn họ hiện còn yếu lắm. Định rời đi thì thấy một chiếc BMW màu đen từ nhà máy đi ra. Đó là xe của Tạ Chiêm, hắn mua trước khi rời hải dụ thiếu chút nữa thì sập, còn hắn kiếm được cái xe này. Chiếc BMW phóng vụt qua trước mắt với tốc độ rất nhanh, không để ý tới xe của Trương Khắc. Thị trường bắt đầu nổi sóng gió, nhưng lại có nghĩa rằng đã chôn xuống cái mầm sụp đổ cho thị trường VCD. Trương Khắc thong thả nói. Có thể thấy rõ thị trường vài năm sau thế này, trước tiên là đại chiến quảng cáo, sau đó là đại chiến giá cả, khiến không gian lợi nhuận của doanh nghiệp lắp ráp sụt giảm mạnh, cuối cùng doanh nghiệp tồn tại được sau trận chiến đẫm máu cũng chỉ có được lợi nhuận ít ỏi hơn phí gia công một chút. Khoa Vương có lẽ vẫn còn bắt kịp được giai đoạn cuối của thời Hoàng Kim. Bọn họ chưa chắc đã bắt kịp, Chính Thái đầu tư vào Khoa Vương không ít, sản lượng 3.000 chiếc một tháng không thỏa mãn được chúng đâu. Trương Khắc cười khinh miệt. Chúng ta cũng hy vọng thời Hoàng Kim của đầu đĩa kéo dài thêm,
ít nhất 5-9-16 ái đạt chiếm cứ Tiêu Vương, không sợ doanh nghiệp khác tranh địa vị trên thị trường. Nhưng có tấm gương của ái đạt, tranh đoạt Tiêu Vương 5-9-17 sẽ thảm liệt ra sao có thể đoán trước được, có lẽ đó là khởi nguồn cho đại chiến quảng cáo, làm chi phí tuyên truyền tăng vọt, nên ngay tiếp sau đó là đại chiến giá cả. Vậy ái đạt có tranh Tiêu Vương nữa không? Tô Tân Đông hỏi. Thảo luận vấn đề này còn hơi sớm, tới lúc đó hẵng hay. Thấy Trương Khác không muốn nói thêm về đề tài này, Tô Tân Đông cũng không hỏi nữa, theo hắn thấy Trương Khác là người thích đợi tới phút cuối cùng làm cho người ta bất ngờ. Đại hội bao thầu quảng cáo của DTHTW tới tháng 11 mới diễn ra, lúc này đúng là còn sớm lắm. Trương Khác nói thêm, hiện điều cần làm ngay là tranh thủ kiếm tiền ở thời kỳ lợi nhuận cao này, hoàn thiện hệ thống sản xuất của Ái Đạt, trung tâm nghiên cứu phát triển của Lão Đinh mới là quân bài quan trọng nhất của chúng ta, tôi cho rằng hiện có thể tách nó ra, sau đó tìm cơ hội thích hợp đem sản nghiệp đầu đĩa bán cho thực nghiệp Gia Tín. Thời cơ là sau thời kỳ lợi nhuận cao sắp kết tê húc. Đúng. Trương Khắc cười giảo hoạt. Thời kỳ kiếm được nhiều tiền nhất sắp qua rồi, phải tranh thủ bán đi để có được lợi ích lớn nhất, và lại bán cho thực nghiệp Gia Tín cũng không phải hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế của chúng ta, chỉ là thực nghiệp Gia Tín muốn khôi phục lại năng lực phát hành cổ phiếu huy động tài chính ở Hong Kong thì còn phải đi một chặng đường dài. Chương 358, siêu cấp VCD. Trương Khắc dự đoán từ tháng 11 thị trường đầu đĩa sẽ khơi lên ngọn lửa chiến tranh quảng cáo. Lúc này công trình kỳ 2 của Philips và nhà máy của Sony cũng đã đi vào sản xuất, không còn tồn tại chướng ngại linh kiện nữa, thời đại chiến quảng cáo là lúc khai thác thị trường mức tối đa. Nhưng dung lượng thị trường không thể mở rộng vô hạn, trong khi khả năng sản xuất tăng mạnh, tiếp đó là đại chiến giá cả tranh đoạt phân ngạch thị trường, thời kỳ hoàng kim siêu lợi nhuận của thị trường đầu đĩa đại khái có thể duy trì tới mùa thu năm sau, hơn nữa trước đó giá bán sẽ dần sụt giảm. Đại chiến giá cả một khi triển khai không một doanh nghiệp nào có thể đặt mình ngoài cuộc, ái đạt cũng thế, chỉ đành giảm giá theo, mà đại chiến quảng cáo đẩy chi phí thị trường tăng vọt, một lên một xuống, sẽ từ thịnh chuyển suy, trực tiếp rơi vào thời kỳ đen tối ít lãi hoặc không có lãi. Đương nhiên tình hình của ái đạt tốt hơn rất nhiều, khi các doanh nghiệp khác còn đang mày mò nhập môn kỹ thuật đầu đĩa thì ái đạt đã đưa ra bản mẫu VCD 2.0 phát ra menu tĩnh với độ nét cao, ngoài ra còn hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà máy linh kiện. Nâng cao chất lượng giảm bớt giá thành sản xuất linh kiện. Vô hình chung toàn bộ doanh nghiệp lắp ráp đầu đĩa, kể cả Khoa Vương được hưởng lợi lớn từ ái đạt. Ở phân khúc đầu đĩa cao cấp không ai cạnh tranh với ái đạt, phân khúc trung và rẻ càng có giá thành sản xuất thấp hơn người khác. Quan trọng nhất là việc lũng đoạn kỹ thuật chip giải mã của C, Q và T không bị bên thứ ba phá vỡ, CT Việt Tú có thể hưởng thụ lợi nhuận từ thị trường lũng đoạn này. Khi người khác đang đánh nhau vỡ đầu chảy máu, ái đạt vẫn có thể hưởng thụ lợi nhuận ổn định, chỉ là không thể so với trước kia mà thôi. Trương Khắc dự định bán nghiệp vụ đầu đĩa cho Gia Tín, lúc này đang đúng vào giai đoạn phồn vinh toàn diện, chỉ là quá độ phồn vinh mà thôi, ái đạt hoàn toàn có thể kiếm được giá tốt nhất trước khi rút mình ra, chuyện như thế cớ gì không làm. Trương Khắc nắm cổ phần nhiều nhất của ái đạt, tất nhiên hưởng lợi lớn nhất. Bản thân thực nghiệp Gia Tín không có đủ tài chính hoàn thành chuyện thu mua này, nên con đường phải đi là phát hành cổ phiếu công khai. Trước khi cơn bão tài chính châu Á bùng phát toàn diện vào mùa thu năm sau, thị trường chứng khoán Hong Kong do trở về sẽ vào thời kỳ phồn vinh lớn nhất trong 7-8 năm qua, nhà đầu tư Trung Quốc cực kỳ mê cổ phiếu Hong Kong, lúc này phát hành cổ phiếu sẽ thu được rất nhiều tiền. Trương Khắc khống chế 1/4 cổ phần của thực nghiệp Hong Kong, cho nên y cũng là người có lợi ích lớn nhất. Muốn hoàn thành kế hoạch này, phải chuẩn bị tách nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt ra trước. Mặc dù Ái Đạt đã đề xuất quan điểm kinh doanh đa nguyên hóa, nhưng trong thực tế còn chưa tiến hành tới bước đó, tiền kỳ chỉ là nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ chính vẫn là đầu đĩa. Với Trương Khắc, tài sản quan trọng nhất vẫn là trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật, Ái Đạt sau này phát triển đến đâu, phải xem trung tâm này có thành tích lớn thế nào. Tách nghiệp vụ, chủ yếu là tách trung tâm nghiên cứu ra. Trương Khắc buổi sáng tham quan khu công nghiệp xong, đi một vòng quanh điện tử Khoa Vương, rồi đến thẳng đường Thành Sơn, nơi đặt trung tâm nghiên cứu. Trương Khắc vừa tới trung tâm liền được Đinh Hòe hớn hở mang đầu đĩa mới nhất ra khoe như khoe của báu, sau đó y gọi điện cho Tả Vãn Tình, Chu Du, Thái Phi Quyên, Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh, Dương Vân, Chu Nhất Bình, hẹn tối cùng ăn cơm, khi ăn cơm cùng thảo luận vấn đề phân tách trung tâm nghiên cứu. VCD 2.0 ở công năng đã có bước nhảy vọt so với VCD. Vì chuyện Hương Tuyết Hải, Trương Khắc tốn mất 2 tháng bôn ba, trước đó lại bận rộn vì hạng mục nhất thể hóa,
hoàn toàn không chú ý tới Ái Đạt, nên Đinh Hoè rất muốn khiến Trương Khắc phải giật mình vì công tác của trung tâm nghiên cứu. Cải tiến lần này khác biệt lớn nhất là cách thức lưu trữ nén của MPEG-2, so với VCD thì nó có dung lượng lớn hơn, cho phép chiếu hình ảnh sắc nét hơn nhiều. Chúng ta phát triển kỹ thuật Smart Trim, nhắm vào cục diện rối loạn của đĩa lậu trong nước, kỹ thuật này năng lực chịu lỗi đĩa cực mạnh. Đinh Hoè dừng lại một chút, mặc dù vừa diễn giảng vừa trình bày công năng, nhưng Trương Khắc vẫn vất vả lắm mới hiểu được, cuối cùng Đinh Hoè hết sức tự hào nói. Loại máy mới này, so với đầu DVD nước ngoài đang phát triển không kém chút nào, chỉ cần đưa ra trước, khả năng thay thế DVD không phải là không thể. Siêu cấp VCD. Trương Khắc nhớ năm 97, mấy doanh nghiệp điện tử trong nước như Tân Khoa và Ái Đa đưa ra tiêu chuẩn đầu mới là SVCD và CVD, cho tới năm 98, Bộ Sản nghiệp Thông tin Quốc gia thống nhất định ra tiêu chuẩn siêu cấp VCD, hiển nhiên đám Đinh Hoè đã nghiên cứu ra sớm hơn một năm, công tác của trung tâm đúng là rất xuất sắc, đầu tư kỹ thuật đã được báo đáp khả quan. Trương Khắc đột nhiên phát ra câu này làm đám Đinh Hoè, Tô Tân Đông sửng sốt, lúc đầu bọn họ nghĩ giải thích thứ kỹ thuật rất khó khăn, phải tối giản hóa rồi, không ngờ Trương Khắc lập tức nghĩ ra danh xưng khỏa đáng cho đầu đĩa thế hệ mới, Tô Tân Đông hơn hở nói. Siêu cấp VCD, cái tên này rất hợp với đặc điểm đầu đĩa kiểu mới, siêu cấp VCD hoàn toàn có thể thay thế VCD, kỹ thuật Smart Stream là kỹ thuật độc quyền của chúng ta. Còn về phần có thay thế được DVD hay không nghỉ cần nghiêm túc nghiên cứu. Trương Khắc lắc đầu. Tiêu chuẩn DVD từ năm 95 đã được Sony đưa ra, sau đó được các cự đầu công nghiệp điện tử thế giới như Philips, Thomson, Pioneer cùng tham dự nghiên cứu, đừng nói siêu cấp VCD còn kém DVD một chút, cho dù có tiến bộ hơn một chút cũng không thể thay thế DVD, trừ khi có kỹ thuật tiên tiến hơn hẳn, thị trường là nhân tố quan trọng nhất, cho dù tập trung toàn bộ doanh nghiệp trong nước lại cũng không thể kháng cự lại những cự đầu đó, tiêu chuẩn do bọn họ dù kém hơn thì nó vẫn phổ biến hơn. Cho nên đừng phí công suy nghĩ chuyện thay thế DVD nữa. Trương Khắc nói như vậy làm Đinh Hoè, Tô Tân Đông nhụt chí, ban đầu thu được đột phá kỹ thuật, bọn họ còn hưng phấn một trận. Đang thảo luận gì thế? Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cái máy đen xì trên bàn. Đây là máy mới do trung tâm chế tạo ra sao? Vâng, em đang nghe Lão Đinh giới thiệu công năng đây, em không tinh thông kỹ thuật lắm, làm em nghe mệt phờ. Sao chị tới sớm thế? Trương Khắc hẹn bọn họ tối dùng cơm bàn chuyện tách trung tâm nghiên cứu ra thành lập công ty khác, không ngờ chớp mắt một cái Tạ Vãn Tình đã tới rồi. Nhận được điện thoại của em thì chị đang ở vườn Bách Thảo chuẩn bị về, nên tới luôn. Tạ Vãn Tình kéo ghế ngồi xuống. Lão Đinh giấu cái máy này một thời gian rồi, đợi em về để khoe thôi đấy, người khác muốn thưởng thức trước đều bị anh ta lấy cớ bảo mật kỹ thuật đuổi đi, em xem xong cảm thấy thế nào. Đinh Hoè ủ rũ nói. Tốn bao nhiêu công sức tiền của như vậy mà thứ nghiên cứu ra còn kém kỳ vọng của Khắc thiếu ra quá xa. Ai bảo thế? Trương Khắc cười. Nhìn thấy trung tâm làm ra thứ này tôi rất mừng đấy, chỉ là vẻ mặt không biểu lộ thái quá mà thôi. Khắc thiếu ra nói nó không thay được DVD cơ mà. Đinh Hoè nghi hoặc. Đúng là còn kém DVD một chút, chuẩn xác mà nói nó là kỹ thuật quá độ giữa VCD và DVD. Đinh Hoè càng nản hơn. Tốn bao nhiêu công sức tiền của chị làm ra được một kỹ thuật quá độ, năm sau chắc DVD được nghiên cứu hoàn chỉnh đưa ra thị trường rồi, cái này chẳng còn mấy giá trị. Giá trị kỹ thuật bao nhiêu thì tôi không phán đoán được, nhưng nói giá trị thương nghiệp tiềm tàng thì rất khả quan. Giọng Trương Khắc hoàn toàn không hề giống an ủi Đinh Hoè. Dù năm sau DVD được đưa ra, nhưng tới lúc nó được ứng dụng rộng rãi vẫn phải 1-2 năm nữa. Theo thông lệ thì những cự đầu điện tử đó trước tiên phải kiếm về kinh phí nghiên cứu phát triển đã, giá đầu DVD không rẻ được, hơn nửa trọng điểm hẳn sẽ chỉ tiêu thụ ở thị trường Âu Mỹ. Chương 359, giá trị của siêu cấp VCD. Trong thời gian này tình hình trong nước sẽ như thế nào? Trương Khắc phân tích. Theo quan điểm của tôi, khi các doanh nghiệp cùng tràn vào thị trường đầu đĩa, sẽ khiến thị trường rối loạn, sinh ra các loại đầu đĩa VCD khác nhau. Giữa bọn họ lại không có chênh lệch kỹ thuật cao lắm, trong thị trường hỗn loạn này, không tồn tại khả năng cạnh tranh kỹ thuật, vì sinh tồn lâu hơn, chỉ có một con đường, dù đó là đường uống thuốc độc giải khát. Hạ giá phải không? Tạ Vãn Tình hỏi. Vâng, hạ giá là không thể tránh khỏi. Hiện thị trường còn chưa bão hòa, cho nên duy trì được giá khá cao, chúng ta vì gây dựng thương hiệu Ái Đạt, tiền kỳ vì tuyên truyền thị trường gần như đầu tư bất chấp chi phí, may mắn thu được thành công. Có thể khẳng định
thành công của chúng ta cổ vũ lớn cho người đằng sau, có thủ đoạn thị trường để tham khảo, tin rằng không bao lâu nữa sẽ càng có nhiều nhãn hiệu đầu đĩa xuất hiện, muốn sinh tồn phải chủ động giảm giá. Đây là vòng tuần hoàn chết chóc, chính vì sản phẩm chất lượng na ná nhau, nên một doanh nghiệp giảm giá, các doanh nghiệp khác phải giảm giá theo, cứ thế mau chóng dẫn tới đợt giảm giá thứ hai, thứ ba. Trương Khắc nghĩ tới Khoa Vương, chắc chắn bọn chúng sẽ học theo mô hình của Ái Đạt, nhất là khi Tà Kiếm Nam theo dõi y kỹ như vậy, y không sợ nếu Khoa Vương tính làm ăn đàng hoàng sẽ không hề gì, nếu có mưu đồ mờ ám, y cũng sẵn sàng có cái hố cho chúng. Ái Đạt ngày một lớn mạnh, tới mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của Hải Thái, thậm chí Chính Thái, những va chạm sau này có thể đoán được là rất dữ dội do đôi bên có thủ oán sẵn, nên Trương Khắc luôn chuẩn bị trước, có điều tầm nhìn của y không phải chỉ giới hạn trong tình. Quá trình này diễn ra rất nhanh khoảng đầu giữa năm 98. Chúng ta phân tích vào khoảng thời gian này DVD được phổ biến nhưng vẫn có giá tương đối cao. Còn VCD trong nước vì đại chiến giá cả sẽ khiến giá VCD ở mức thấp nhất, chênh lại hai bên sẽ khiến quá trình DVD đào thải VCD trong nước diễn ra chậm chạp. VCD sẽ có thêm thời gian sinh tồn lâu hơn, nhưng không có nghĩa là doanh nghiệp sẽ sống thư thái hơn. Trong khoảng thời gian quá độ này, chỉ cần nắm bắt chuẩn xác thời cơ này, giá trị thương nghiệp của siêu cấp VCD sẽ được thể hiện đầy đủ. Trương Khắc khẳng định chắc chắn. Ninh Hòe thở phào. Vậy là không phí công. Làm sao mà phí công được, cho dù tính từ góc độ tích lũy kỹ thuật thì bất kỳ sự đột phá nào cũng có giá trị lớn mà. Tạ Vãn Tình mỉm cười nói. Theo phân tinh vừa rồi, năm nay trung tâm đưa ra máy hoàn thiện, năm sau từ từ đưa ra, đợi chiến tranh giá cả nổi lên, tất cả doanh nghiệp đầu đĩa bị sa lầy. Chúng ta đưa ra siêu cấp VCD làm điểm doanh lợi mới của chúng ta, sau đó chủ động tích cực đợi thời đại DVD tới. Trương Khắc gật đầu. Chị nói đúng, thời gian cụ thể có lẽ có chênh lệch chút ít, nhưng xu thế thì chắc chắn là thế. Em đang rất mong khói súng tràn ngập đây, tránh cho các doanh nghiệp khác kiêng rẻ chúng ta, phải bảo mật thật kỹ. Còn nữa, kỹ thuật chế tác đĩa cũng phải được hoàn thiện cùng lúc, có máy mà không có đĩa thì cũng không có thị trường. Đĩa lậu có cái lợi của đĩa lậu. Ở trong nước đưa ra một chiếc đầu đĩa hoàn toàn mới, phổ biến trên thị trường so với ở các nước Âu Mỹ nhanh gấp mấy lần. Trong quỹ tích lịch sử ban đầu, siêu cấp VCD xuất hiện cũng chỉ là cái gân gà, căn bản không đem lại được mấy lợi nhuận, nguyên nhân căn bản là vấn đề thời gian. Tân Khoa, bộ cao, Ái Đa tranh chấp nhau về vấn đề tiêu chuẩn, tới giữa năm 98 nó được Bộ Thông tin Quốc gia thống nhất, rồi sau đó trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng chẳng có gì đáng tự hào. Vì khi đó nó chỉ là một kỹ thuật cấp bậc đào thải mà thôi. Siêu cấp VCD và DVD đồng thời được đưa ra, trên thị trường thậm chí đĩa quang siêu cấp VCD cũng rất ít thấy, do tính tương thích, đầu đĩa siêu cấp VCD có thể đọc đĩa VCD, vậy còn được mấy giá trị. Cuối cùng chỉ đành bán với giá đầu đĩa VCD, căn bản không thể cạnh tranh với DVD, đợi giá DVD hạ xuống, đầu đĩa siêu cấp VCD và VCD dần dần bị đẩy khỏi thị trường. Trương Khắc không ngờ trung tâm lại đưa ra được máy mẫu siêu cấp VCD trước 2 năm, như vậy là có đủ thời gian thao tác rồi. Còn về vấn đề định dạng tiêu chuẩn, với 40% phân ngạch thị trường hiện nay của Ái Đạt, kỹ thuật của Ái Đạt chính là tiêu chuẩn, ít nhất nó đại biểu hình thức bán tiêu chuẩn. Đợi đám Chu Du, Thái Phi Quyên tới, liền không thảo luận chủ đề này nữa, mà quay sang chuyện tách trung tâm nghiên cứu. Quyền uy không thể ngày một ngày hai mà hình thành, trong vòng nhóm nhỏ này. Trương Khắc đủ uy tín, kỳ tích tạo rừng 2 năm qua đã đủ chứng minh. Trương Khắc đem tính toán trong lòng ra, mặc dù không thể nói tới nguyên cớ là cơn bão tài chính châu Á, nhưng đám Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông vẫn ủng hộ kế hoạch của y. Ngoài việc đưa trung tâm nghiên cứu vào công ty mới, hãng Mông nghiên cứu phát triển DVD của Ái Đạt liên kết Phất Thi cũng đặt vào đây. Tỷ lệ cổ phần của Trương Khắc, Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du trong công ty mới không thay đổi. Ăn cơm xong, thảo luận cũng kết thúc, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình ngồi cùng xe trở về, y thổ lộ suy nghĩ thực với Tạ Vãn Tình. Vốn em tính tìm cách kéo dài thời gian diễn ra chiến tranh giá cả, cho dù khiến Khoa Vương cũng vì thế mà hưởng lợi lây, nhưng phải chấp nhận thôi, dù sao với doanh nhân, không thể vì hại người mà làm cả bản thân tổn thất được. Không ngờ lão Đinh lại làm ra siêu cấp VCD, đúng là quá mừng, hì hì, chút tâm tư méo mó này không thể để lộ ra trước đám Đinh Hòe, Tô Tân Đông được. Giờ thì đại chiến giá cả nổ ra càng sớm, càng thảm liệt thì giá trị của siêu cấp VCD càng nổi bật. Thật là đáng mong đợi, hiện em lại lo Chính Thái và Cẩm Thành đầu tư vào đầu đĩa VCD chưa đủ. Trương Khắc nói âm mưu với Tạ gia, Tạ Vãn Tình chỉ mỉm cười,
với phong cách làm việc của Tạ gia, cần có người chặn họ lại, để họ biết thế giới này không phải xoay quanh bọn họ. Thời gian còn sớm, Trương Khắc bảo Mã Hải Long lái xe dạo quanh thành phố, Trương Khắc muốn ngắm nhìn mỗi một biến hóa nhỏ của Hải Châu, đối với thành phố này Trương Khắc có tình cảm khó tả, thực lòng hy vọng nó ngày càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Kinh tế Hải Châu rõ ràng tiến lên một bậc so với 2 năm trước, khu thương nghiệp đã mở rộng tới phía nam cầu Từ Phượng, dòng người qua lại ở Tiền Môn không giảm chút nào, kiến thiết Tây Sa Điền không hề ngừng trệ, siêu thị điện máy của Hải Thái ở tòa nhà Phủ Thiên đã khai trương được 3 ngày, Trinh Thái rút khỏi Cẩm Hồ, lại tiến vào Hải Châu, trở thành một khởi đầu tốt đẹp. Đây là một buổi tối bình thường tháng 6, trong dòng người qua lại thi thoảng có xen lẫn vài mỹ nữ, lúc này loại trang phục kỳ quái còn rất ít. Đa phần là các cô gái truyền thống thanh tú, trông rất dễ chịu, đôi khi nhìn thấy cô gái cực kỳ xuất sắc còn thò hẳn đầu ra nhìn. Tạ Vãn Tình cười tủm tỉm, may Trương Khắc còn chưa huýt sáo với các mỹ nữ đi qua, nhưng cô tin chắc không có mình ở đây, y dám làm thế lắm. Tới quảng trường quốc tế, Mã Hải Long nhận được điện thoại, thì ra vợ và con gái hắn ra ngoài dạo phố, nhìn thấy hắn lái xe đi qua liền gọi điện thoại, vừa khéo có điện thoại công công ở bên. Dừng xe bên đường, tôi tự lái về. Trương Khắc bảo, không có việc gì đâu, hai mẹ con cô ấy tuổi rảnh rỗi đi dạo thôi mà. Mã Hải Long cười ngượng hiếm thấy. Xuống đi, anh không có tiền tăng ca đâu. Trương Khắc vỗ vai Mã Hải Long, đâu thể nói hôm nay trời đêm rất đẹp, y muốn ở một mình bên Tạ Vãn Tình. Mã Hải Long và Phó Tuấn đều liệt vào nhân viên quản lý tăng ca một chút, chỉ tính là cống hiến nên làm cho công ty, không có tiền tăng ca, chỉ có công nhân bình thường mới có. Mã Hải Long đỗ xe bên đường, để Trương Khắc tới lái, đi tới cửa hàng cách đó không xa, vợ và con gái hắn đang đứng đó vẫy tay. Tạ Vãn Tình cũng chuyển lên ghế phụ ngồi. Mình đi đâu đây chị? Cứ dọc theo phố đi dạo cũng được, lâu lắm rồi không ngắm đêm Hải Châu. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười vén tóc ra sau, khuôn mặt đoan trang cao quý, chẳng cần son phấn, chỉ thi thoảng một cái liếc nhìn hoặc động tác nữ tính lơ đãng nho nhỏ, đều phát tán ra ý nhị mê đắm. Đoạn bố cục này lý thuyết hơi nhiều, về sau sẽ tập trung vào chiến đấu ít lý thuyết sẽ hấp dẫn hơn, cũng gần tới rồi. Chương 360, cảm rồi. Trương Khắc lái xe vào một con ngõ đèn đường mờ tối, đưa tay ra muốn vuốt ve gò mà như ánh trăng nhu hòa của Tạ Vãn Tình thì chuông di động vang lên. Cả hai đều giật bắn mình, rồi nhìn nhau cười xấu hổ, xem ra chẳng ai có ý nghĩ thuần khiết cả. Tạ Vãn Tình lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Lý Minh Du gọi. Tạ Vãn Tình buổi tối mà bận thường bảo giúp việc đưa chỉ đồng tới nhà Lý Minh Du chơi với hai nha đầu Tích Dung, Tích Phú xong việc sẽ qua đón chỉ đồng về nhà. Ừ, trước khi ngủ phải ngoan ngoãn đánh răng nhé, ngày mai mẹ sẽ hỏi gì Minh Du đấy. Tạ Vãn Tình gập điện thoại vào. Chỉ đồng buổi tối sẽ ngủ ở nhà Lý Minh Du. Ánh mắt cô mông lung như phủ một tầng sương mù. Trương Khắc trong lòng reo lên đắc ý, lái xe ra khỏi ngõ tối, đêm nay Tạ Vãn Tình không có tiểu nha đầu phá đám. Thời gian của bọn họ rất nhiều có thể thực sự ngắm nhìn đêm Hải Châu rồi. Tới quán ba uống hơi lờ đờ say mới về, tới Tân Cẩm Viên, giúp việc đã ngủ, do hai nhà quan hệ thân mật nên sân vườn thiết kế liền một thể, không chỉ phía trước nhà có đường nhỏ dải đá cội nối liền, sân sau cũng có lối đi kín giữa tảng cây sum xuê rậm rạp. Tạ Vãn Tình trở về nhà trước thay váy hoa màu vàng chanh, Trương Khắc ngồi trên ghế, đợi cô ở sân sau. Xung quanh chỉ ánh trăng tĩnh lặng tỏa ánh sáng huyền ảo lên mặt hồ, ánh đèn phồn hoa phía hồ đối diện rất xa xôi. Ánh mắt Trương Khắc đi từ cổ trắng ngần Tạ Vãn Tình xuống bờ vai trơn bóng không tì vết, xuống nữa là bầu ngực nảy nở vun tròn dưới lớp váy lụa mỏng. Trương Khắc đưa vuốt nhẹ gò má Tạ Vãn Tình, ngón tay thuận theo chiếc cằm trắng nõn trượt xuống dưới và dừng lại trên đầu xương quai xanh đẹp mê hồn của cô, một tay ôm lấy eo, váy của Tạ Vãn Tình rất mỏng, có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của cô. Mới đầu tháng 6, ghế nghỉ ở vườn làm bằng sắt có hơi lạnh, Trương Khắc nhường chỗ ghế đã làm ấm cho Tạ Vãn Tình ngồi, hai người kế sát vào nhau ngồi xuống, cảm giác cơ thể người thật mềm mại, trừ xương quai xanh gợi cảm mê người, hơn thơm man mát từ mái tóc tỏa ra cũng khiến người ta dễ mất đi lý trí. Cơ thể Tạ Vãn Tình mỗi lúc một nóng, Trương Khắc nâng người cô, đặt lên đùi mình. Ở đây sao? Tạ Vãn Tình quay đầu lại hỏi, như say rượu hỏi. Cảm giác hạ thân Trương Khắc mạnh mẽ chọc vào chỗ riêng tư mềm mại giữa hai chân, một khoái cảm tình dục bùng lên, mau chóng lan tỏa khắp toàn thân, thêm ngoại cảnh kích thích cô không kìm được muốn làm chuyện đó ở chỗ này. Chị muốn tới vậy sao? Trương Khắc mơn trớn cặp đùi trơn láng của Tạ Vãn Tình, còn định trêu cô,
không ngờ Tạ Vãn Tình đưa tay xuống nắm lấy chỗ hiểm, làm hồn phách của Trương Khắc thiếu chút nữa bị cô bóp bay ra ngoài, miệng phát ra tiếng rên mãn nguyện. Trương Khắc nâng cặp mông tròn đầy nhục cảm của Tạ Vãn Tình để nhấc mình lên một chút, vén váy cô lên, tay đặt luôn vào vườn hoa rậm rạp ấm vừa ướt át như mùa xuân, Tạ Vãn Tình đưa tay tới, ngón tay hai người đan vào nhau. Trương Khắc nắm tay cô, điều khiển ngón tay cô tự sờ nắn chỗ riêng tư của mình, Tạ Vãn Tình dùng mình rụt tay lại, mông nhích về đằng sau, tay vất vả kéo khóa quần Trương Khắc, móc thứ kia ra, cùng lúc đó chiếc quần lót bằng ren màu trắng kia của cô cũng treo lủng lẳng trên mắt cá chân nhỏ xinh. Không cần khởi động trước, Trương Khắc tiến vào hết sức thuận lợi, từ cổ họng Trương Khắc phát ra tiếng hự khàn đặc đầy dã tính, Tạ Vãn Tình rất cảnh giác, vừa tiến vào là đưa tay bịt chặt lấy miệng, vòng eo nhẹ nhàng chuyển động. Không sao đâu, chị kêu đai, nhà cục trưởng Kim ở phía trước nuôi mèo đấy. Tay Trương Khắc luồn tay qua mép vai Tạ Vãn Tình, đẩy áo lót lên, bóp cả hai bầu ngực của cô, cảm giác nó chỉ to thêm chút nữa thôi là tay không nắm trọn được. Khác với bầu ngực thiếu nữ cao ngọn đầy đàn hồi của Đường Thanh, ngực Tạ Vãn Tình mềm xốp, lại vô cùng mẫn cảm, đặc biệt xung quanh núm vú, chỉ bóp nơi đó một cái, là có thể nghe thấy tiếng rên như mèo cái động tình của cô phát ra, eo ngừng hoạt động, nhưng huyệt động vẫn bọc kín lấy Trương Khắc. Tạ Vãn Tình thay đổi tư thế quay người lại, ngồi đối mặt với Trương Khắc, mông chuyển động mỗi lúc một nhanh, ban đầu miệng chỉ phát ra tiếng mơ hồ, dần dần tình dục nóng bóng bắt đầu vừa rên vừa nói. Đừng động đậy. Ngừng chút đã. Ngứa. Âm thanh hết sức ngây thơ lại phóng đáng, dù sao khác với Hứa Tư, Tạ Vãn Tình hiểu rất rõ mỗi chỗ mẫn cảm trên người mình, cô biết cách tìm lấy khoái cảm cao hơn nữa, phía dưới ngày càng siết chặt, không ngừng có thắt, người nhũn ra, hai tay ôm chặt lấy đầu Trương Khắc, tóm chặt lấy tóc y, tốc độ đẩy lên tới cực hạn. Đột nhiên, Tạ Vãn Tình siết chặt lấy Trương Khắc, hôn điên cuồng lên môi y, chủ động xoắn lấy y, người giật mạnh một cái, đẩy đầu Trương Khắc ra. Ấn chặt vai y xuống không cho động đậy, phía dưới có dòng nước ấm ổng ộc tuôn ra. Trương Khắc cũng phát ra tiếng thở nặng nhọc, tay ôn nhu vuốt ve tấm lưng Tạ Vãn Tình, dựa vào ánh trăng mờ ảo, nhìn Tạ Vãn Tình cổ dướn cao, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ngây ngất đắm chìm trong khoái cảm của cô làm Trương Khắc cũng hết sức kiêu ngạo. Nghĩ một lúc, Tạ Vãn Tình như vừa mới sống lại, cử động một chút thấy thứ kia trong người mình vẫn còn cứng rắn như cũ, khẽ cắn tai Trương Khắc. Em và Hứa Tư rốt cuộc khoái hoạt bao nhiêu lần rồi, sao lợi hại như vậy? Em chỉ sợ chị không đạt tới đỉnh điểm, nên cố nhịn. Còn chút nữa mới tới. Mà mới tin, người chị nhũn ra rồi đây này, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tạ Vãn Tình cười quyến rũ, thấy Trương Khắc mặt đầy đau khổ, ánh mắt phan lơn, phì cười, nhéo y một cái. Không được cười chị. Rồi đứng dậy, ngồi xuống giữa hai chân Trương Khắc. Chập hai tay lại cầm lấy tiểu đệ của Trương Khắc, thốt lên. To thật. Trương Khắc cũng có hư vinh thông thường của nam nhân, Tạ Vãn Tình vừa nói thế, lại thấy cứng thêm ba phần, còn tưởng cô dùng tay giúp mình, không ngờ Tạ Vãn Tình vén tóc lên, cúi đầu xuống, thè chiếc lưỡi nhỏ ra lếm một cái, ra lệnh. Nhắm mắt lại. Trương Khắc chố mắt, há mồm chừng như không tin vào tai mình nữa, Tạ Vãn Tình mặt đỏ dừ, cười xấu hổ nhéo y một cái, khẽ gắt. Có nhắm mắt lại không? Có điên mới nói không, Trương Khắc vội vàng nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn như nhìn thấy rõ ràng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy, nuốt vào từng chút một, mút lấy. Tạ Vãn Tình dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành từng trải, vừa biết cách thỏa mãn bản thân cũng tận tâm khiến nam nhân mình yêu thương hưởng trọn khoái lạc. Trương Khắc cảm thấy xương khớp toàn thân rời hết cả ra, lúc này y quên cả Hứa Tư, quên cả Đường Thanh, chỉ còn biết tới khoái cảm không nói lên lời, tới cuối cùng Trương Khắc đứng bật dậy. Xoay người Tạ Vãn Tình lại để cô chống tay lên ghế, mông chồng lên cao, mạnh mẽ tiến thẳng vào, dập dữ dội phun xối xả dịch thể vào trong cơ thể Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình người mềm nhũn tựa hẳn vào ngực Trương Khắc thở, để mặc Trương Khắc luồn tay vào tóc mình âu yếm vuốt ve. Tới tận giờ Trương Khắc mới cảm nhận được khác biệt giữa một người vợ hiền và cuộc tình tìm vui chốc lát. Im lặng ngồi ôm nhau một lúc, cảm xúc trong lòng lắng lại, gió từ hồ thổi vào, cảm giác có hơi lạnh. Trương Khắc nắm tay Tạ Vãn Tình đi vào nhà, chùm chăn ngủ. Dẫu sao vẫn phải tránh ánh mắt của người làm, Tạ Vãn Tình ngủ trong phòng Trương Khắc tới khi trời gần sáng thì trở về nhà mình. Trương Khắc tỉnh dậy, cảm thấy nghẹt mũi, chắc tại hôm qua vận động kịch liệt toát mồ hôi lại ngồi ngoài gió lạnh, liền nằm xuống giường đợi Tạ Vãn Tình mang bữa sáng qua, không biết mơ màng ngủ mất lúc nào, lần nữa tỉnh lại thấy mặt trời đã lên cao, không thấy Tạ Vãn Tình qua, gọi điện cho cô. Chị bị cảm rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, Tạ Vãn Tình yếu ớt nói.
không cảm mới là. Chương 361, vì thi toàn quốc mà phấn đấu. Thời gian qua không phải sức khỏe con rất tốt sao? Thế nào lại bị cảm vào cái mùa này, sao Vãn Tình cũng bị cảm luôn? Không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, mẹ vừa mới rời tay vài ngày, đã không tự chăn lo cho sinh hoạt rồi. Lương Cách Chân vừa dọn dẹp vừa trách mắng con. Chỉ là cảm bình thường thôi mà mẹ, Thanh Thanh nói quá lên đấy. Trương Khác Bao biện yếu ớt. Cái hồi con cảm mùa hè năm lên cao trung đó có nghiêm trọng không, còn định đợi tới bao giờ mới bảo là nghiêm trọng. Mới có 38 độ thôi mà mẹ, uống cốc cà phê nóng là khỏe rồi, mẹ vội vã về làm cái gì. Lương Cách Chân căn bản không tin tưởng vào y nữa, cứ tự nói. Mẹ vốn đã không yên tâm để con ở nhà một mình rồi, và lại đại quân đính hôn, mẹ và ba con cũng sẽ về, nên về trước luôn. Thì cũng đâu phải về trước tới 3 ngày, ngày đại quân và vợ anh ấy là người đương sự còn chẳng vội về nữa là. Thi thoảng có chút bệnh vặt, có cớ để lười biếng, đặc biệt là Tả Vãn Tình cũng bị cảm, người người đều ở nhà, vai kề vai má kề má, sướng biết chừng nào. Không ngờ khi gọi điện thoại Đường Thanh ở bên nói chêm vào một câu làm mẹ về trước dự tính. Trương Khác làm sao chẳng buồn bực. Vốn Tạ Vãn Tình cũng ngồi đây nói chuyện, nhưng bị mẹ y hỏi một câu sao cũng bị cảm. Mặt đỏ dừ trốn về mất rồi. Đại quân đính hôn, cả nhà cậu con cũng về, mai là tới nơi rồi, cậu con không có chỗ ở, trong nhà không dọn dẹp một chút sao được. Ồ, xem ra kế hoạch mỹ hảo ở nhà nghỉ việc thế là tan tành rồi, đành tranh thủ mấy ngày này ôn tập bài vở, đối phó qua loa với kỳ thi, Trương Khác không khỏi tiếc nuối hỏi. Văn Sơn có con rồi, liệu anh ấy mang cả vợ con về không mẹ? Mấy năm chưa chắc có cơ hội về được một lần, sao lạ không về chứ? Lương Cách Chân thấy lạ về câu hỏi của con. Cậu cả con đã nhờ người đặt vé tàu hỏa cho bọn họ rồi. Mẹ nói cũng phải. Trương Khác gật đầu, chuyện nhà y ít khi hỏi tới, nếu không lo mãi không hết. Ở nhà chỉ có mỗi gian phòng khách, con phải đi chỗ khác à? Nhà chú con để trống. Lát nữa thím con sẽ mang chìa khóa tới, mẹ còn phải nhờ thím ấy thu dọn giúp đấy, nhà bên đó cũng để trống nửa năm rồi, phải dọn dẹp mới ở được. Xem ra mẹ có kế hoạch thỏa đáng hết rồi, không cần mình lo nữa, Trương Khác vùi đầu vào nhìn những công thức hóa học, mắt hoa lên, đầu ù hết cả, Đường Thanh bảo hôm nay giúp mình mời giáo viên dạy kèm tới, không biết có được không? Ba con sắp học xong rồi, trên tỉnh có thảo luận hướng đi sau này của ba con không? Có cần nói trước với ông nội của chị Đông không? Lương Cách Chân lên xuống một hồi, nhớ ra một việc, lại hỏi. Còn 20 ngày nữa ba mới học xong mà mẹ, trên tỉnh không sớm như vậy đâu. Trương Khác thắc mắc, sao mẹ lại đột nhiên quan tâm tới quan vận của ba thế? Mẹ thèm quan tâm tới cái đó à? Mệt người nhọc lòng chẳng được lợi lộc gì. Biết trước một chút để mẹ còn chuẩn bị cho tốt, mẹ có con thế này là đủ rồi, không mong vợ sang nhờ chồng nữa. Trương Khác bật cười. Sĩ đồ của cha trong thời gian ngắn không cần phải lo, thành phố Tân Vu cũng vừa khéo có chỗ trống, chỉ là chuẩn bị quá sớm người ta nói ra nói vào, đợi phòng tổ chức tỉnh ủy chính thức thảo luận rồi sửa soạn cũng không muộn. Đau đầu bỏ sách hóa học xuống, cầm sách vật lý lên, mặt mày ủ rột, chờ đợi mỏi mòn mới tới giờ tan học, nghe thấy Đường Thanh ở dưới nhà nói chuyện với mẹ, nghe thấy mẹ kinh ngạc thốt lên. Thanh Thanh, bạn cháu là con cái nhà ai mà xinh đẹp thế? Hai đứa mà đi với nhau phải tìm mấy vệ sĩ trông coi, nếu không lên phó chẳng phải làm tắc nghẽn giao thông à. Nghe thấy tiếng Đường Thanh cười khúc khích, rồi một giọng nữ quen thuộc chào. Cháu chào dì ạ. Trương Khác cầm chén cà phê xuống lầu, thấy Trần Phi Dung đứng ở trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi. Đường Thanh bảo bạn tới dạy mình vật lý, hóa học. Ừm, Trần Phi Dung có chút gò bò, lần đầu tiên cô tới nhà Trương Khác, trước kia trong lòng ít nhiều có chút tò mò về Trương gia. Một tháng nữa thôi là bạn thi đại học rồi, không sợ ảnh hưởng tới học tập à? Bạn tưởng là ai cũng giống bạn tới ngày cuối cùng mới cắm đầu vào học à? Cao trung năm thứ 3 tới tháng cuối cùng không có gì phải học nữa rồi. Đường Thanh kéo tay Trần Phi Dung nhẹ nhàng đi tới bên Trương Khác, rất tự nhiên đưa tay sờ trán y. Đã khỏe chưa? Lại đưa tay sờ trán mình so sánh, quay lại bảo Trần Phi Dung. Trương Khác, năm cuối sơ trung sốt cao, lên tới tận 42 độ. Trước kia bạn ấy học giỏi lắm, còn đứng thứ 3 khu thành nam nữa, thật làm người ta hoài nghi bạn ấy có phải sốt làm hỏng não rồi không. Trương Khác cứng họng luôn, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Phi Dung hình như là tin lời Đường Thanh, Đường Thanh tìm cô giúp dạy kèm Trương Khác học vật lý hóa học cô cũng tin, Trương Khác học lệch nổi tiếng toàn trường mà.
Lúc này nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng ở dưới nhà, Trương Khắc đang đứng ở góc rẽ cầu thang, không nhìn thấy ngoài cửa, lòng thắc mắc là ai tới thì cái giọng oang oang của Đỗ Phi truyền tới. Trương Khắc, tao nghe ngóng được vị trí ngồi hôm thi rồi, trước mặt mày là Thẩm Nghị, sau lưng mày là Trương Bân, bọn nó sẽ chuyển đáp án ỉ, ngày mai tao sẽ mời bọn nó tới Thịnh Thế Niên. Giọng hắn tới đó ngưng bặt. Dì Lương, dì mới về Hải Châu ạ? Nhìn vẻ khinh bỉ ra mặt của Đường Thanh và Trần Phi Dung, Trương Khắc không còn mặt mũi nào nữa, chỉ muốn xông tới bóp chết thằng bạn xấu, có nói chuyện này do Đỗ Phi tự nghĩ ra, y đến giờ mới nghe thấy chắc chẳng ai tin. Nhưng có trời làm chứng, ngay cả mặt mũi Trương Bân, Thẩm Nghị ra sao y cũng không biết. Đỗ Phi rụt vai đi vào nhà, thấy ba người Trương Khắc đứng đó nhìn mình chằm chằm, hỏi Đường Thanh. Trương Khắc nó bảo bạn tìm Trần Phi Dung tới dạy học cho nó à? Trương Khắc hận không thể đá cho hắn một cái bay ra ngoài cửa, nói như thế làm y thành tâm tư bất lương rồi, rõ ràng là y giờ mới biết Đường Thanh nhờ Trần Phi Dung tới giúp mình, ánh mắt Trần Phi Dung thế là có thêm chút vẻ hoài nghi. Trương Khắc thầm nghiến răng ken kén, thằng Đỗ Phi này thành đứa hại bạn từ lúc nào thế? Đỗ Phi tung ra hai câu hại người, ăn trực một bữa cơm rồi chuồn mất, Trần Phi Dung và Đường Thanh dạy Trương Khắc học tới 10 giờ đêm mới về, Trương Khắc định đích thân lái xe đưa hai cô gái về. Đường Thanh không cho, đành nhờ Phó Tuấn đi một chuyến, xe đạp để lại đây, sáng mai lại bảo Phó Tuấn chở hai cô đi học. Trương Khắc vốn định ở nhà tiếp, nhưng sáng hôm sau Đường Thanh và Trần Phi Dung bảo Phó Tuấn chở tới nhà y lấy xe đạp đi học, Đường Thanh thấy triệu chứng cảm Trương Khắc đã tiêu trừ, ép buộc y tới trường học. Trương Khắc thì thoảng mới xuất hiện ở lớp học một lần, làm đám bạn học cảm thấy hiếm hoi hơn cả các học sinh khác thi thoảng trốn học. Buổi trưa Lương Quân và bạn gái từ Thâm Quyến về tới tỉnh thành. Trương Chi Hành xin trường đảng cho nghỉ phép cùng về Hải Châu. Tàu hỏa của nhà cậu tới tận giờ cơm tối mới tới trạm Hải Châu, tới nhà Trương Khắc một lúc rồi tới thẳng nhà hàng ăn cơm. Lương Cách Chân thấy con trai nếu không qua được kỳ thi toàn quốc thì quá mất mặt, liền không cho Trương Khắc theo, làm cơm ở nhà cho y và Đường Thanh, Trần Phi Dung rồi mới tới nhà hàng. Thấy cả nhà cậu trố mắt nhìn mình, Trương Khắc không biết giấu mặt vào đâu, nghe cậu trước khi ra khỏi nhà còn an ủi. Tiểu Khắc từ nhỏ đã thông minh, cũng chẳng qua là trẻ con ham chơi nên thành tích mới không tốt thôi, hè em nào nó tới chỗ em ở 2 tháng, để Văn Giang dạy cho nó, chỉ cần nghiêm túc, thế nào cũng đỗ được đại học, sau này ra đời sẽ thành đạt. Chương 362, chuyện nhà cậu hai. Trương Khắc nghe vậy thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường, gia tộc của mẹ y đều lấy học giỏi làm vinh quang, chị họ Lương Quân như tới trường đại học hạng 2 như Đại học Hải Châu học đã không ngẩng mặt lên nổi. Mà trước năm 97, thì đỗ đại học khác nào thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, đỗ được là không đơn giản lắm rồi. Cậu cả y năm xưa nhập ngũ, về sau học quân giáo, kết hôn muộn, cho nên con của cậu hai là lớn nhất, Lương Văn Sơn lớn tuổi nhất, tốt nghiệp đỡ ít Tây An Giao, rồi học thạc sĩ, ở lại trường dạy học. Lương Quân, đại quân, đứng thứ hai, tốt nghiệp đại học Tứ Xuyên. Lương Văn Giang thành tích học tập xuất sắc nhất, học đại học Thanh Hoa năm thứ 3. Trương Khắc kiếp trước chăm chỉ học tập kể thành tích hay học vẫn đều không so được với người anh họ này. Hiện giờ mình vì kỳ thi toàn quốc còn tìm người dạy kèm, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lương Văn Giang, chắc gì đã thèm để ý tới đứa em họ này, và lại năm thứ 3 đại học cũng chẳng có nhiều thời gian mà dạy kèm y. Lương Quân liếc nhìn Đường Thanh lại nhìn Trần Phi Dung, cười nói. Tiểu Khắc học tập không tốt cũng chẳng lo, chỉ cần giỏi dỗ dành các cô gái xinh đẹp là được rồi. Nếu có được nửa cái bản lĩnh này của em nó, cháu chẳng thèm học đại học. Mọi người cười rồi kéo nhau đi. Trương Khắc thời sơ trung học môn tự nhiên rất xuất sắc, tốt nghiệp sơ trung vì nguyên nhân gia đình nên mới quyết tâm theo khoa văn. Từ đó vật lý, hóa học dần bỏ quên, nhưng dù sao cũng một thời học tập chăm chỉ, nên có chút ấn tượng, đặc biệt là ban đầu đám Ninh Hòe, Tô Tân Đông nghiên cứu máy mẫu. Trương Khắc vì thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ của ông chủ và nhân viên cũng nghiêm túc xem tư liệu liên quan. Nói thực sự thì nền tảng môn tự nhiên của Trương Khắc không kém như tưởng tượng, qua 2 ngày học tập vất vả, vừa học vừa nhớ, cũng nhìn ra được chút yếu quyết, so với người không có chút căn cơ nào thì học nhanh hơn nhiều lắm. 9 giờ 30, những người đi nhà hàng ăn cơm còn chưa về, Trương Khắc lái xe đưa hai cô gái về, quay về nhà thì thấy mọi người ở trong phòng khách mặt đỏ hồng hồng, chắc là uống không ít. Trương Khắc dừng xe, thấy cậu hai Lương Quốc Thịnh, anh họ Lương Văn Sơn đều không có ở phòng khách. Những người khác đều có đủ, ngay cả thiên tế con trai Lương Văn Sơn mới biết đi cũng đang ngủ trong lòng mẹ là Tôn Tú Mai. Cậu và anh Văn Sơn đâu rồi ạ? Trương Khắc đẩy cửa vào hỏi.
uống say tới nhà bên ngủ rồi. Lương Quốc Hưng giọng rất vang, mặt hồng hào, ông uống rượu hơi nhiều, đang ở trạng thái phấn khích. Cậu và ba cháu đều là người cơ quan nhà nước, làm thế chẳng phải bắt nạt người ta à? Sau này cậu hai và anh Văn Sơn sao dám về Hải Châu nữa? Trương Khắc Đừa, cha y trong thư sinh vậy chứ, ngồi ở vị trí thư ký trưởng chính phủ, uống rượu chẳng dễ thua ai. Bác y năm ngoái mới từ bộ đội về, tửu lượng càng ghê người. Còn cậu y cả đời làm kỹ thuật, không giỏi xã giao trên bàn tiệc, chịu sao nổi. Chuyện này không thể trách bọn ba được. Trương Chi Hành cười ha hả. Ba khuyên cậu con rồi đấy chứ. Hiếm khi có cơ hội về quê, Quốc Thịnh mấy ngày không ngủ rồi, trên tàu toàn nói chuyện hồi xưa ở quê, có chuyện cứ kể đi kể lại, bọn em nghe tới phán ngán. Vợ Lương Quốc Thịnh không khỏi lo lắng vì chồng. Căn bản không ngăn được anh ấy uống đâu. Ba, hay là bảo bác sĩ Lục tới cho ít thuốc giã rượu, tốt nhất là châm cứu, có thể tỉnh rượu ngay. Trương Khác đề nghị. Cậu chẳng mấy khi về một chuyến, nếu để mai dậy đau đầu thì đi chơi không vui. Trương Chi Hành nghĩ thế cũng phải, liền bảo vợ đang pha trà gọi người đi gọi điện thoại. Bác sĩ Lục không có em bảo người khác cũng được, không nhất thiết cứ phải làm phiền tới anh ấy. Không lâu sau Lục Hiền người luôn chăm sóc sức khỏe cho nhà Trương Chi Hành cùng hai y tá tới, vào phòng khách còn thở dốc, vì Lương Cách Chân không nói ai say rượu, nên thấy Trương Chi Hành ngồi trong phòng khách hỏi. Thư ký trưởng, ai ngộ độc rượu thế? Không nghiêm trọng vậy đâu, anh vợ tôi và con anh ấy say rượu, châm cứu một chút là ổn, tôi dẫn anh qua đó. Trương Chi Hành đứng dậy. Lục Hiền cười có chút nịnh bợ. Thư ký trưởng cứ nghỉ đi ạ, tùy tiện bảo ai đó dẫn chúng tôi tới là được. Vậy ai đó chỉ có thể là cháu thôi. Trương Khác liền dẫn bọn họ đi, y chưa bao giờ ngộ độc rượu nên chưa được thưởng thức hiệu quả châm cứu tỉnh rượu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Khác dẫn cậu và anh họ tạm xem như đã tỉnh về phòng khách nhà mình, Lục Hiền dẫn hai y tá về bệnh viện trực ban. Trương Khác không thân thuộc lắm với nhà cậu, thấy cậu tỉnh rượu rồi không có vẻ mặt hưng phấn vui vẻ gì, thầm nghĩ, cậu hôm nay say rượu, có lẽ có tâm sự khác nữa. Một số chuyện chẳng thể thổ lộ trước mặt vãn bối, mà cậu y chưa biết thân phận y như nhà bác, nên nếu ở lại đây chỉ khiến ông mãi giữ tâm sự trong lòng. Trương Khác rủ Lương Quân, Lương Quân Như, Tôn Lệ cùng Lương Văn Giang lên thư phòng trò chuyện, Lương Văn Sơn đã lấy vợ sinh còn được coi là người trưởng thành, ở lại phòng khách. Lương Quân và Tôn Lệ ngày mai đính hôn, hôm nay mới về, chưa chuẩn bị gì cả, mấy anh em ngồi hỏi thăm tình hình của nhau, hàn huyên vài câu rồi kéo Lương Quân Như về trước. Lương Văn Giang có vẻ xem thường Trương Khác qua loa vài câu đối phó rồi cũng xuống nhà nghe nói chuyện, Trương Khác đi ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, được nghe mẹ kể về chuyện phiền lòng của cậu. Ai, là chuyện chẳng ra sao trước kia, cậu con hồi còn làm ở viện nghiên cứu 107, có một lão phó viện trưởng ám thị cậu con viết một bài văn ký tên ông ta, lão phó viện trưởng kia cũng không nói rõ ràng, cậu con không giỏi đón ý người khác, thế là đắc tội với tiểu nhân. Về sau cậu con còn nhờ người cùng tới xin lỗi, người ta không tha. Cậu con luận văn phát biểu xếp chồng lên còn cao hơn cả con, vậy mà chẳng còn được bình xét là phó nghiên cứu viên, cả đời này thật oan ức, còn lão phó viện trưởng kia thì quan vận suôn sẻ, hiện làm phó sở trưởng sở giáo dục, không may quản đúng Văn Sơn, anh con hai năm trước còn có khả năng thành giáo sư trẻ nhất Đại học Tây An, giờ ngay cả đề tài ra hồn một chút cũng được tiếp xúc. Mẹ thấy lạ, chuyện vụn vặt 20 năm rồi. Sao còn hại con người ta tới tận hôm nay? Thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với quân tử mà mẹ xem ba con ấy, người ta chửi ba con, ba quay đầu một cái là quên, người ta nhổ nước bọt vào ba con chăng nữa, cũng chỉ nhớ một tháng. Trương Khắc nghĩ, có thể cũng do qua đây thấy nhà mình sinh hoạt sung túc dư giả, làm nhà cậu bị kích thích. Cút, có kiểu khen nào như thế không? Trương Chi Hành cười mắng. Lương Cách Chân cũng phì cười, rồi cau mày. Cậu con nói, muốn để Văn Sơn ra nước ngoài nghiên cứu, không ở nước chịu uất ức nữa. Trương Khác nhớ kiếp trước Lương Văn Giang sau khi đi Mỹ học cũng không quay về nữa, đại khái cũng vì nguyên nhân này. Hay là để họ về Hải Châu? Lương Cách Chân đột nhiên nói. Nếu anh ấy muốn về, bên phía này chúng ta đương nhiên sẽ giúp đỡ hết lòng, nhưng nghe ý anh ấy thì có vẻ rất oán giận, nhưng lại không muốn về. Anh ấy và Văn Sơn dẫu sao đều làm học vấn. Hải Châu không có nơi nào nghiên cứu học vấn cả, Đại học Hải Châu cũng không có hệ tương ứng, công tác hành chính thì chắc là họ không có hứng thú. Trương Chi Hành thở dài. Ai nói không có hứng thú, anh em đời này chịu thua thiệt trong tay đám quan lại, sao không hứng thú làm quan?
Nếu anh điều được anh ấy tới Hải Châu làm hành chính, em đi nói với anh ấy. Anh ấy cả đời nghiên cứu học vấn. Lương Cách Chân Ương ngày cắt ngang. Làm quan có thành tựu mới khó, quan thường ai chẳng làm được. Trương Chi Hành cười khổ. Anh ấy sẽ cảm thấy làm hành chính uổng phí thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.